Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 109. Diệp Thần tiến vào mật thất này bên trong, đầu tiên, thấy chính là Trần Chi Phàm. Khi ánh mắt của hắn quét qua Trần Chi Phàm tay gãy, và vết thương trên người sau đó, trong mắt lạnh như băng, cơ hồ đều phải đem không khí đóng kết. Mà Trần Chi Phàm, nhìn xuất hiện ở trước mắt Diệp Thần, nhưng là ngây ngẩn, hoàn toàn ngây ngẩn. Vốn là, hắn đã tuyệt vọng. Sở dĩ còn không có hoàn toàn tan vỡ, chỉ là bởi vì, hắn còn nhớ Diệp Thần mà nói, còn nhớ mình kiêu ngạo. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Thần, lại vào lúc này, xuất hiện ở mình trước mặt. Trần Chi Phàm cặp mắt, dần dần sáng lên, hắn ở nơi này tuyệt vọng bên trong, rốt cuộc, tìm được ánh sáng hy vọng. Cho dù là lấy Trần Chi Phàm tâm tính, lúc này, cũng không nhịn được hơi có chút kích động. Khó có thể tin nói, Diệp Thần, là ngươi sao? Diệp Thần mỉm cười gật đầu nói, Phàm ca, là ta. Mà một bên Hồng Phi Nguyên, ban đầu còn bị đột nhiên xuất hiện ở mật thất bên trong người thanh niên này nam tử giật mình, dẫu sao, không phải ai cũng sẽ lấy cái này loại phương thức quỷ dị xuất hiện. Nhưng là, rất nhanh hắn liền trấn tĩnh lại, bởi vì hắn đã thấy rõ Diệp Thần tu vi. Mà nghe được Diệp Thần và Trần Chi Phàm đối thoại, Hồng Phi Nguyên lại là hơi ngẩn ngơ, ngay sau đó cười lạnh nhìn Diệp Thần, ha ha cười nói. Ta không có nghe lầm chứ, các ngươi quen biết, ngươi không cần nói cho ta, ngươi là tới cứu vị bằng hữu kia của ngươi. Ngươi liền vì thế, xông vào ta Hồng gia. Ha ha ha, ngu xuẩn cũng phải có cái hạn độ à. Mà Diệp Thần, căn bản không có để ý Hồng Phi Nguyên, cổ tay hắn lộn một cái, một thanh trường kiếm rơi vào trong lòng bàn tay. Tiếp theo kiếm quang liền tránh, hướng về phía Trần Chi Phàm cổ tay các nơi, chém ra mấy đạo, rắc rắc tiếng vang liên tục. Những cái kia xiềng xích, liền bị Diệp Thần miễn cưỡng chặt đứt. Mà Trần Chi Phàm thân thể nhẹ một chút, liền rớt rơi xuống đất, đi qua lâu dài hành hạ, hắn thậm chí liền đứng lực lượng cũng không có, chỉ có thể ở Diệp Thần đỡ dưới đứng. Hồng Phi Nguyên nguyên bản nhìn Diệp Thần đối với khóa lại Trần Chi Phàm xiềng xích xuất kiếm lúc đó. Vẫn là sắc mặt rửng rưng, buông trôi bỏ mặc, trong mắt tất cả đều là khinh thường cùng cười nhạt. Ổ khóa này là bọn họ Hồng gia đặc biệt vì nhốt phạm nhân, lấy biển sâu hàn thiết bách luyện mà thành, giống vậy tinh khiếu võ giả, đều không cách nào phá hủy, huống chi là chính là một cái vận may võ giả. Hồng Phi Nguyên, thậm chí ngay cả ngăn trở chỉ cũng lười được ngăn cản. Diệp Thần xuất kiếm sau đó, hắn theo bản năng mở miệng nói, ngu xuẩn, ở nơi này là ngươi có thể. Nhưng mà, theo kim loại gãy lìa thanh âm, ở mật thất bên trong vang vọng, Hồng Phi Nguyên lời vừa tới miệng tiếng nói, cũng là gắng gượng nuốt xuống. Hắn cặp mắt mở to, vừa trội hốc mắt, khiếp sợ nhìn vậy bị Diệp Thần tiện tay chặt đứt cùm, con ngươi, đều phải rớt xuống đất. Điều này sao có thể? Cái này tạo hóa cảnh tiểu tử, làm sao làm được? Hơn nữa, xem hắn xuất kiếm cực kỳ tùy ý, căn bản không giống như là vận dụng toàn lực hình dáng. Rất nhanh, Hồng Phi Nguyên liền đưa mắt chuyển tới Diệp Thần trong tay chuôi này đen nhánh trên trường kiếm, tiếp theo hắn cặp mắt sáng lên, cảm thấy tìm được nguyên nhân. Cái này thanh trường kiếm, lại là một chuôi chân thần khí à? Hắn ánh mắt, vậy lập tức rực cháy nóng lên. Tràn đầy đối với trường kiếm khát vọng. Có cái này thanh trường kiếm, hắn thực lực, khẳng định lại có thể tăng lên một lớn đoạn. Hồng Phi Nguyên linh lực cuồn cuộn, hơi thở đằng đằng. Giơ trường kiếm lên, chỉ hướng Diệp Thần, cười lạnh nói. Thằng nhóc, cầm ngươi trường kiếm trong tay buông xuống, ngươi tự tiện xông vào ta Hồng gia mật thất, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói thật tốt, như vậy, ta nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không cũng không phải là chết đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Điểm này, ngươi hỏi một chút bạn ngươi, hắn hẳn tràn đầy thể hội. Hồng Phi Nguyên vốn cho là, Diệp Thần ở hắn hơi thở bức bách dưới. Coi như sẽ không thật bó tay chịu trói, vậy chí ít sẽ lộ ra một ít sơ hở chứ. Hắn sở dĩ không có trực tiếp ra tay, vẫn là có chút kiêng kỵ Diệp Thần trường kiếm trong tay uy lực. Nhưng là đâu? Diệp Thần, chỉ là lấy ra một viên thuốc, lại cầm lấy Trần Chi Phàm tay gãy, cẩn thận đem đan dược nghiền nát, sức ở tay gãy lên, sau đó lần nữa đem tay gãy dán hợp ở chỗ đau, lại lấy ra băng vải băng bó. Đồng thời đem khác một viên thuốc hóa thành thuần túy dược lực, đánh vào Trần Chi Phàm trong cơ thể,
đối với Hồng Phi Nguyên nói căn bản không có một tia một hào để ý, đơn giản là đem coi thành không khí. Hồng Phi Nguyên sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt sắc bén cuồng tránh, liền cầm kiếm tay, cũng hơi có chút run rẩy. Lần này, hắn là hoàn toàn nổi giận. Mới đầu, hắn lấy là Diệp Thần coi thường, chỉ là đang trốn tránh mình tồn tại mà thôi. Hiện tại, hắn đã cảm giác được, Diệp Thần là thật không đem hắn đường đường Hồng gia thiếu chủ, coi vào đâu à. Hồng Phi Nguyên thành tựu Hồng gia thiên tài tới chỗ nào đều là chúng tinh nâng tháng giống vậy tồn tại, tự nhiên cũng là một cực kỳ kiêu ngạo người, sao có thể chịu được như vậy đối đãi. Lúc này, hắn chợt nghiêm túc quát một tiếng, ta nói với ngươi đâu, ngươi là điếc sao? Vừa nói, trên mặt thoáng qua một đạo sát ý, trường kiếm trong tay điệu múa, kiếm ý kích động, một đạo kiếm long hiện lên, lại là ở nơi này hiệp mật thất nhỏ bên trong, vô cùng là linh động di động một vòng sau đó, liền vừa nghiêng đầu, chợt hướng Diệp Thần nhào tới. Một kiếm này, là Hồng gia thượng cổ bí truyền kiếm pháp, long sát thần kiếm. Mà Hồng Phi Nguyên thành tựu Hồng gia thiếu chủ, từ ra đời liền bắt đầu tu tập cái này môn kiếm pháp, đến hiện tại, đã đem hắn tu luyện đến, đại thành cảnh giới. Hắn kiếm ý mạnh mẽ cực kỳ, hơn nữa, vô cùng là được nội liếm. Đem kiếm sắc bén, phiêu giật, hoàn toàn ngưng tụ, niêm phong ở đó đạo kiếm long bên trong, không có chút nào tiết lộ. Một kiếm này, mặc dù không có quá mạnh mẽ uy thế, nhưng cũng là vô cùng là kinh khủng một kiếm. Phỏng đoán, vội vàng dưới, vậy tinh khiếu cường giả đỉnh phong đều không cách nào hoàn toàn ngăn cản chứ. Hồng Phi Nguyên trong mắt khó nén một tia nóng bỏng ý, hắn đã không kịp đợi muốn nhìn thấy mình đem Diệp Thần chém chết sau đó, Trần Chi Phàm lần nữa rơi vào tuyệt vọng nét mặt. Diệp Thần nhìn lướt qua vậy hình rồng kiếm ý, nhàn nhạt nói, ngươi, thật rất phiền, ngươi biết không? Hắn một tay vịn Trần Chi Phàm. Lại là đem thú hủ kiếm thu hồi, một tay tùy ý hướng vậy bay tới cự long một quyền đánh ra. Cái gì? Hồng Phi Nguyên sững sốt một chút, không rõ ràng Diệp Thần tại sao biết cái này sao làm. Theo lý thuyết, Diệp Thần chỗ dựa lớn nhất, chính là trong tay thật thần khí à? Tại sao, sẽ đem chân thần khí thu hồi? Còn dùng mình quả đấm, cứng rắn đụng kiếm ý. Đây quả thực là ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn lựa chọn à? Hồng Phi Nguyên đầy mặt không rõ ràng, hắn bây giờ là thật cảm thấy cái này vận may phế vật là đầu óc có vấn đề. Một khắc sau, Diệp Thần quyền liền cùng vậy nội liếm kiếm ý, ầm ầm đụng nhau. Vậy nhìn như, hàm chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng hình rồng, lại là trong nháy mắt, thậm chí cũng chưa tới một giây, liền trực tiếp nghiền, tan vỡ, tiêu tán. Liền một tia một hào dấu vết cũng không có để lại liền tiêu tán. Ừ. Hồng Phi Nguyên dụi mắt một cái, thậm chí không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, kiếm ý của mình, làm sao biến mất. Tựa như xác nhận hai ba lần, Hồng Phi Nguyên sắc mặt, mới dần dần trắng bệch, đến đây là, hắn suy nghĩ mới từ rung động bên trong trở về thực tế. Diệp Thần, lại là tiện tay một quyền, liền phá kiếm ý của hắn. Kết quả này là một loại như thế nào cực kỳ lực lượng à? Diệp Thần không nói gì. Mà là cứ như vậy lẳng lặng đỡ Trần Chi Phàm, cường đại dược lực cọ rửa Trần Chi Phàm thân thể, dần dần hóa giải hắn thương thế bên trong cơ thể. Hắn nhìn Trần Chi Phàm sắc mặt, dần dần chuyển biến tốt, Diệp Thần mới hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở miệng hỏi nói, Phàm ca, đoạn thời gian này, người chuyện gì xảy ra, có thể nói cho ta sao? Trần Chi Phàm cảm nhận được mình lực lượng khôi phục một phần, đã không cần Diệp Thần đỡ, liền có thể đứng. Chính hắn đứng ở Diệp Thần bên người, gật đầu một cái, ánh mắt trầm xuống, hướng Hồng Phi Nguyên nhìn, trong mắt tất cả đều là đậm đà băng hàn hận ý. Hồng Phi Nguyên bị Trần Chi Phàm ánh mắt vừa thấy, không nhịn được run một cái. Sau đó, Trần Chi Phàm liền đem mình vô tình tiết lộ tin tức, bị Hồng Phi Nguyên dẫn người bắt, nhốt ở chỗ này, chịu đựng hành hạ chuyện, toàn bộ nói ra. Diệp Thần càng nghe, thần sắc liền càng băng hàn. Hắn thậm chí cảm giác chạm đến thứ gì trọng yếu. Luân hồi huyền bia. Hồng gia như vậy đối với Trần Chi Phàm, nhất định bởi vì vật này. Bất quá hiện tại người nhiều tai mắt lẫn lộn, Diệp Thần tự nhiên sẽ không tra cứu đi xuống. Cùng hoàn toàn cứu ra Trần Chi Phàm sau cũng không muộn. Mà Hồng Phi Nguyên, đã bắt đầu run rẩy, hắn muốn chạy trốn, nhưng mà lại không dám trốn.
Diệp Thần nhưng mà tiện tay một quyền, liền phá kiếm ý của hắn à. Hắn bây giờ muốn là trì hoãn. Trì hoãn thời gian, trước Diệp Thần làm ra lớn như vậy động tĩnh, tin tưởng không lâu sau, mình phụ thân, cùng với Hồng gia trưởng lão thì phải chạy đến. Hồng gia trưởng lão, mới tính là Hồng gia cường giả chân chính, địa vị cao quý, cho dù hắn thân là Hồng gia thiếu chủ, vậy không có quyền lợi điều khiển trưởng lão là trực tiếp bị gia chủ chỉ huy, chỉ nghe từ gia chủ mệnh lệnh. Đến khi mình phụ thân và trưởng lão chạy tới, cái này Diệp Thần coi như mạnh hơn nữa thì thế nào? Mạnh hơn nữa có thể mạnh hơn hai người siêu cấp cường giả. Hắn sợ mình, đợi không được phụ thân đến, quỷ dị này võ giả liền sẽ không nhịn được đối với tự mình ra tay. Hắn hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh cuồng lưu, con ngươi loạn chuyển, miễn cưỡng chất đống vẻ tươi cười, đối với Diệp Thần mở miệng nói, cái vị công tử này, Trần Huynh nói thật ra thì không đúng, trong này hẳn là có cái gì hiểu lầm tồn tại. Nhưng là, còn không cùng hắn hoàn toàn nói xong, trước mắt liền là bóng người chớp mắt, mặt đầy hàn sương Diệp Thần ngay lập tức bây giờ liền xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn thậm chí cũng không có thấy được Diệp Thần động à. Tiếp theo, Diệp Thần nhanh như tia chớp nâng bàn tay lên, đùng một tiếng vang thật lớn, hung hăng quất vào Hồng Phi Nguyên gương mặt bên trên. Ầm một tiếng, Hồng Phi Nguyên thân thể, hung hãn bị quất lật trên đất. Thậm chí đem đất mặt cũng đập ra một cái hố động. Hắn mặt cốt, thậm chí xương sọ, đều bị Diệp Thần một trưởng này, hoàn toàn quất nát, nguyên bản vậy vô cùng anh tuấn gương mặt, hiện tại biến thành một chất máu đỏ thịt vụn, xấu xí vô cùng. Diệp Thần lạnh lùng mắt nhìn xuống dưới chân Hồng Phi Nguyên, nhàn nhạt nói, ta nói chưa nói qua, ngươi thật rất phiền. Ngươi nghe không hiểu, ừ, ai bảo ngươi mở miệng nói chuyện. Bá đạo, vô cùng được bá đạo. Diệp Thần đối với tổn thương bằng hữu mình người. Dĩ nhiên là bá đạo. Phong môn nhất tầng thiên tu vi, ở bây giờ Diệp Thần tới xem, căn bản không đủ cách. Diệp Thần nhìn xem con giòi như nhau ngọa nguậy thân thể Hồng Phi Nguyên, mở miệng nói, trong vòng 3 giây trả lời ta, phàm ca cái tay kia, có phải hay không ngươi chém. Hồng Phi Nguyên thân thể run lên, chợt giật mình một cái, vốn có chút mơ hồ ý thức, ngay tức thì tỉnh hồn lại, nhưng mà, hắn hoảng sợ nhìn Diệp Thần, nhưng cũng không dám trả lời. Ánh mắt bên trong, tràn đầy khẩn cầu vẻ. Một, Diệp Thần lạnh lùng nhìn hắn, mặt không cảm giác, đối với hắn trong mắt cầu xin, coi mà không gặp. Hai, nhìn Diệp Thần vậy thâm thúy lạnh như băng cặp mắt, Hồng Phi Nguyên dùng hết khí lực toàn thân, cuối cùng từ cổ họng ra nặn ra hai chữ. Là ta, Hồng Phi Nguyên đối mặt cặp mắt kia, liền nói láo dũng khí cũng không có. Một khắc sau, Diệp Thần nâng lên một cái chân. Vậy ngay tại lúc này, Diệp Thần xuất hiện trống rỗng phía trên, chợt vang lên quát to một tiếng, vô liêm sỉ, cho ta dừng tay. Diệp Thần ngẩng đầu lên, quét phía trên một mắt, chỉ gặp hai đạo thân ảnh, ở trên không động phía trên thoáng hiện, tuyệt cường khí tức, hướng hắn nghiền ép tới. Nhưng là, Diệp Thần nhưng liền ánh mắt cũng không có một tia chập chờn, chân động một cái, liền hung hãn dẫm ở Hồng Phi Nguyên trên người. Ầm một tiếng vang thật lớn. Hồng Phi Nguyên trong miệng, phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn bộ Hồng Phủ kêu thảm thiết. Rắc rắc tiếng cuồng vang dưới, Hồng Phi Nguyên cả thân xương cốt, kinh mạch, đan điền, cũng toàn bộ biến thành nghiền. Cho dù hắn còn sống, cũng cùng phế nhân cơ bản không cái gì phân biệt. Mà Hồng gia mặc dù là một cái thượng cổ kéo dài xuống tới gia tộc, nhưng là lấy Hồng gia tài nguyên, thực lực, chỉ sợ là rất khó để cho Hồng Phi Nguyên hoàn toàn khôi phục. Ngay tại lúc này, Trần Chi Phàm chau mày, ngưng mắt nhìn mới vừa rơi vào mật thất bên trong hai đạo thân ảnh, trong lòng điềm báo sinh nhiều. Trước, Diệp Thần tùy ý chặn Hồng Phi Nguyên công kích, sau đó thi triển khủng bố thân pháp, giết trong chớp mắt Hồng Phi Nguyên, Trần Chi Phàm cho dù có chút bất ngờ, nhưng là cũng có thể tiếp nhận. Hắn biết, Diệp Thần là một người vô cùng là nghịch thiên yêu nghiệt, nếu không, cũng không khả năng đi tới nơi này linh võ đại lục. Nhưng là hiện xuất hiện ở mật thất bên trong hai người, chính là gia chủ Hồng gia và Hồng gia trưởng lão. Cái này hai người đều là phong môn tầng 5 thiên tồn tại à. Như vậy cường giả, sợ rằng, cho dù là Diệp Thần, cũng không cách nào tương đương chứ. Hắn không nhịn được thấp giọng nói, Diệp Thần, cẩn thận, cái này hai người không đơn giản. Xuất hiện ở mật thất bên trong chính là hai người người đàn ông trung niên.
Một người cả người sang trọng hoa lệ hoàng bào, phía trên lấy thần kim tuyến, buộc vòng quanh một đạo long văn. Hoa văn rồng này, xem chút dưới, mơ hồ lại có đằng phi cảm giác. Hắn thân phối một chuôi vàng bạc trói lọi dao ánh trường kiếm, mặc dù nhìn qua trung niên, nhưng là sắc mặt dịu dàng, gương mặt cường tráng, góc cạnh rõ ràng. Một đôi mắt hổ, không giận tự uy, lại lộ vẻ được phong độ nhẹ nhàng, tuấn nhã bên trong càng tản mát ra một loại ở lâu lên trước uy nghiêm. Xem tướng hình dáng, cùng Hồng Phi Nguyên có 6-7 phần tương tự, người này chính là vậy gia chủ Hồng gia. Mà ở hắn bên người, thì đứng một người cả người giản dị đạo bào, dưới hàm xúc trước ba chòm râu dài, ánh mắt nhỏ tránh, sắc mặt trắng nõn, xương gò má vượt trội, tướng mạo cổ kỳ bên trong niên đạo nhân. Cái này người nhìn qua vậy coi là tiên phong đạo cốt, một bộ cao nhân khí chất, nhưng là chẳng biết tại sao, ánh mắt hắn chuyển động bây giờ, nhưng mơ hồ để lộ ra từng cơn tà khí. Gia chủ Hồng gia Hồng Nhân Kiệt nhìn một cái trên đất nửa chết nửa sống Hồng Phi Nguyên, ngay tức thì mắt chừng sắp nứt, cả người khí thế, mang vô cùng sát ý cuồn cuộn tới. Hồng Phi Nguyên mặc dù không phải là hắn duy nhất nhi tử, nhưng là hắn con cháu bên trong, tư chất tốt nhất một cái à. Cũng là Hồng gia tương lai hy vọng, thậm chí, Hồng gia đều đã quyết định, cầm ra toàn bộ gia tộc tài nguyên, đào tạo Hồng Phi Nguyên. Trợ giúp hắn lên cấp phong môn cảnh giới cao hơn. Hồng Phi Nguyên, không chỉ là Hồng gia thiếu chủ, lại là Hồng gia tương lai hy vọng à. Hiện tại, nhưng hủy ở Diệp Thần trên tay. Cái này làm cho Hồng Nhân Kiệt, như thế nào có thể đủ tiếp nhận. Hắn vậy phong môn tầng 5 thiên đạo tâm. Đều phải bị lửa giận nơi đốt. Hồng Nhân Kiệt một đôi ứ máu con ngươi, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, chỉ gặp Diệp Thần quay đầu, đối với Trần Chi Phàm cười nhạt nói, Phàm ca, không cần phải lo lắng, cái này hai người, ta còn không sợ. Diệp Thần bước vào tạo hóa cảnh tầng 8 thiên. Trải qua lâu như vậy, thương thế vậy khôi phục kém không nhiều. Nếu như toàn lực hẳn có thể đối kháng phong môn cảnh tầng 5 thiên cường giả. Lại lên mặt có thể cũng có chút khó khăn. Lời vừa nói ra, cho dù là nổi cơn giận dữ Hồng Nhân Kiệt đều là sững sốt một chút, ngay sau đó, giận dữ ngược lại cười nói. Được, giỏi một cái không coi vào đâu, vận may tu vi có thể đem nhi tử ta bị thương thành như vậy, người đúng là một cái yêu nghiệt, có cuồng vốn, nhưng là ở ta trước mặt cuồng. Vậy thì không phải là điên, mà là rốt nát, ngu xuẩn, chết đi cho ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa nói, hắn trường kiếm xuất khiếu, vàng bạc trói lọi dạo rực, liền muốn ra tay. Mà Trần Chi Phàm thật sâu nhìn một cái Diệp Thần, gật đầu một cái, hắn biết Diệp Thần không phải là một sẽ ở thời điểm này hồ ngôn loạn ngữ người, mà hắn vậy nguyện ý tin tưởng Diệp Thần. Nhưng vào lúc này, Hồng Nhân Kiệt bên cạnh tên đạo nhân kia nhưng đưa tay đem Hồng Nhân Kiệt cản lại. Hồng Nhân Kiệt mặc dù mặt hiện vẻ bất mãn, nhưng là vẫn là thu liếm hơi thở, hỏi, Xuân Huynh, người đây là, có ý gì? Tên kia Hồng gia trưởng lão, tên là Xuân Linh Đạo Nhân, nghe vậy ôn hòa cười nói. Hồng Huynh an tâm một chút chớ nóng, không dối gạt ngươi nói, thằng nhóc này mặc dù chỉ có tạo hóa cảnh tầng 8 trời, nhưng là quỷ dị chính là, cả người khí huyết, dư thừa cực kỳ, là bần đạo đời người ước chừng gặp. Có thể hay không đem người này giao cho bần đạo xử lý. Hồng Nhân Kiệt nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó mặt lộ vẻ vui mừng nói, Xuân Huynh, người nói là. Xuân Linh Đạo Nhân gật gật đầu nói, không sai, hơn nữa ta chỉ cần hắn thân xác, túi đựng đồ dĩ nhiên là giao cho Hồng Huynh. Hồng Nhân Kiệt nhìn Diệp Thần, trong mắt tràn đầy sảng khoái vẻ, vuốt cằm nói. Vậy làm phiền Xuân Huynh ra tay. Hắn nhưng mà biết. Xuân Linh Đạo Nhân sống ở ma tộc, tu hành chính là một môn vô cùng là tà dị công pháp, lấy người máu tươi xương thịt tới tu hành, vô cùng khủng bố tàn nhẫn, Diệp Thần nếu là bị hắn bắt đi luyện công, vậy thống khổ, sợ rằng so Hồng Phi Nguyên thừa nhận, còn muốn vượt qua trăm lần. Như vậy, cũng coi là biết hắn mối hận trong lòng. Xuân Linh Đạo Nhân cười nói, đa tạ Hồng Huynh tác thành. Tiếp theo, liền một bước tiến lên, đi tới Diệp Thần trước mặt. Thì lễ một cái, ôn tồn nói, vị này tiểu huynh đệ, đắc tội. Diệp Thần nhìn Xuân Linh Đạo Nhân nụ cười dối trá, cười lạnh nói. Ha ha, đắc tội, người cả người tà khí, công pháp tu luyện, chỉ sợ không phải phổ thông công pháp chứ.
tự nhiên ngươi vậy không chỉ là muốn đắc tội ta đơn giản như vậy. Trần Chi Phàm nghe vậy, hơi biến sắc mặt, phong môn tầng 5 thiên tồn tại, vốn là cực kỳ cường đại. Mà nếu thật xem Diệp Thần theo như lời, cái này Xuân Linh đạo nhân, tu luyện là như vậy tà môn quỷ dị công pháp, như vậy hắn thực lực bản thân, có thể còn muốn mạnh hơn nửa lần trước chút. Cho dù Trần Chi Phàm đối với Diệp Thần tín nhiệm vô cùng, nhưng hiện ở trong lòng cũng khó tránh khỏi có một tia dao động. Diệp Thần, thật có thể chiến thắng cái này Xuân Linh đạo nhân sao? Xuân Linh đạo nhân hơi cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Diệp Thần, nhưng rất nhanh, liền thư thái cười một tiếng nói. Ngươi đã nhìn ra, vậy ta, càng không thể để cho ngươi còn sống. Công pháp hắn tu luyện là hắn bí mật, nếu như bại lộ, rất dễ dàng liền sẽ phải chịu cường giả đuổi giết, dẫu sao, xem hắn như vậy tồn tại, ít nhiều đều có một ít kẻ thù. Nhưng là, hiện tại hắn nhưng là không sao, tại sao? Bởi vì, người chết là sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức, không phải sao? Diệp Thần cười nhạt một cái nói, phải không? Sợ rằng, người không làm được chứ? Xuân Linh đạo nhân cười ha ha một tiếng nói, thật lâu, không có gặp qua xem người cuồng ngạo như vậy người tuổi trẻ. Vừa nói, lại là không có dấu hiệu nào ra tay. Chỉ gặp Xuân Linh đạo nhân hai tay quỷ dị một khúc duỗi một cái, thì có mấy đạo gần như trong suốt ánh sáng, lấy vô cùng độ nhanh, hướng Diệp Thần bắn nhanh đi. Nơi nhắm chính xác, vẫn là Diệp Thần cặp mắt, tim, và hạ âm. Cái này ra tay một cái, coi là thật bí mật cực kỳ ác độc. Liền liền Hồng Nhân Kiệt đều là trên mặt vẻ kinh dị chớp mắt, cảm thấy một tia kinh hãi. Diệp Thần con người co rúm một cái, ngưng mắt nhìn vậy mấy cây vô hình phi châm, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt, thân hình không nhúc nhích, hai tay nhưng là tiếp liền động tác. Đang đang đang, mấy tiếng nhẹ vang, Diệp Thần nắm chặt hai quả đấm, hơi buông, mọi người thấy vậy, nhưng là không một không mặt lộ rung động vẻ. Chỉ gặp, Xuân Linh đạo nhân bắn ra vậy mấy cái, tốc độ cực nhanh hơn nữa cực kỳ bí ẩn phi châm, lại cứ như vậy, bị Diệp Thần dễ dàng nắm trong tay. Hơn nữa, vẫn là tay không nắm ở trong tay. Trên tay, mặc dù bị phi châm đâm rách ra, chảy ra một ít máu tươi, nhưng là, cũng chỉ như vậy mà thôi thôi. Đây chính là, phong môn tầng 5 thiên tồn tại bắn ra phi châm à. Thông thường vận may võ giả liền phát hiện cũng không phát hiện được, có thể cũng đã bị phi châm đánh trúng, trọng thương thậm chí chết thảm liền à. Mà Diệp Thần đâu, lại tay không liền đem phi châm tiếp nhận. Hơn nữa, chỉ là chảy chút ra, cơ hồ không có bị thương à. Xuân Linh đạo nhân có chút khó có thể tin nhìn Diệp Thần, bất quá, rất nhanh hắn thần sắc, liền bình tĩnh lại, nói. Lợi hại, vị này tiểu huynh đệ, tưởng thật được à, chỉ sợ là Xuân nào đó đã gặp tư chất nghịch thiên nhất yêu nghiệt một trong, lại có thể tiếp lấy ta bí linh vô hình kim. Hơn nữa còn là tay không tiếp lấy. Vừa nói, hắn trong mắt sát ý càng ngày càng nồng đậm. Người thể sắc cường độ, cũng là để cho bần đạo rung động à, bị bí linh vô hình kim đánh trúng, vậy chẳng qua là chảy ra chảy máu mà thôi. Bất quá à, tiểu huynh đệ, người tại sao phải lấy tay đi đón đâu? Có thể hay không nói cho ta, người có biết hay không, ta cái này bí linh vô hình kim bên trên, nhưng mà bám vào linh võ trăm độc trên bảng kịch độc à. Đây chính là, liền phong môn tồn tại, đều không cách nào tiếp nhận kịch độc à. Hồng Nhân Kiệt nghe vậy, chợt cả kinh, có chút khó có thể tin kinh hô, Xuân Huynh, ngươi. Ngươi nói đúng, vậy được gọi là phong môn tồn tại chúng, cũng chỉ có thể chờ chết vậy trăm loại trình độ cao nhất độc vật. Mà Trần Chi Phàm chính là sắc mặt cuồng biến, vội vàng thân hình chớp mắt, ngăn ở Diệp Thần trước người, giống như là một con dã thú vậy gắt gao ngưng mắt nhìn Xuân Linh đạo nhân và Hồng Nhân Kiệt, trầm giọng nói. Diệp Thần, cái này linh võ trăm độc không phải chuyện đùa. Không phải phổ thông độc vật có thể so sánh được, bắt chặt chữa thương. Thử đem độc tố bước ra bên ngoài cơ thể. Xuân Linh đạo nhân cười mỉa nhìn Trần Chi Phàm cử động, không thèm để ý chút nào, hiện tại, hắn đã là nắm vững thắng khoán. Nếu như linh võ trăm độc, tốt như vậy bước ra bên ngoài cơ thể nói, còn kêu linh võ trăm độc sao? Trần Chi Phàm, tự nhiên vậy rõ ràng đạo lý này, nhưng mà trừ cái này ra, còn có thể làm sao đâu? Hắn trong lòng, không khỏi dâng lên một cổ áy náy cảm giác, nếu không phải hắn quá yếu, lỡ tay bị bắt, Diệp Thần vậy chưa đến nỗi trúng độc. Hắn thậm chí không hỏi,
Diệp Thần là làm sao tìm được mình, nhưng là, hắn có thể khẳng định Diệp Thần là vì cứu hắn mà đến. Đều là bởi vì mình quá yếu, mới làm liên lụy Diệp Thần. Chỉ có Diệp Thần, còn duy trì dửng dưng thần sắc. Xuân Linh đạo nhân quét Diệp Thần một mắt, ngược lại có chút bất ngờ, đồng thời cũng có chút bội phục Diệp Thần tâm tính. Người bình thường nếu như biết mình trúng linh võ trăm độc, chính là phong môn võ giả, vậy sẽ cả kinh thất sắc chứ. Cái này Diệp Thần từ đầu đến cuối thần sắc cũng không có thay đổi, cái này tâm tính quả thật coi như là vô cùng là xuất chúng. Hắn quay đầu, đối với Hồng Nhân Kiệt mỉm cười nói. Hồng huynh, còn như ta cái này bí linh vô hình trên kim, mang theo chính là trong đó hạng thứ 96, dung thần hỏa, cái này dung thần hỏa, là một loại lửa độc, chuyên tổn thương thần hồn, cái này độc hạng mặc dù hơi thấp, nhưng chủ yếu là bởi vì hắn độc phát đến bỏ mạng thời gian, không hề quá nhanh, nếu như phong môn trong võ giả chi, đại khái, cần một ngày đến ba ngày thời gian, mới sẽ hoàn toàn chết đi. Nhưng là cái này dung thần hỏa bàn về nan giải trình độ, thậm chí còn ở một ít trước 80 kỳ độc trên. Hơn nữa, ha ha, chúng độc người thần hồn, sẽ phải chịu giống như lửa cháy bừng bừng không ngừng đau khổ, dần dần hòa tan vậy thống khổ, đây chính là, so vậy trên thân thể đau đớn, hơn nữa khó mà chịu đựng được hơn nha. Mỗi một chết ở ta bí linh vô hình kim hạ người, chặc chặc, vậy trạng thái chết, nhưng mà thú vị vô cùng, Hồng huynh, lập tức ngươi liền có thể kiến thức một chút. Hồng Nhân Kiệt nghe xong, cột xương sống bên trên, chợt dâng lên thấy lạnh cả người, âm thầm tự nói, tuyệt không thể trêu chọc cái này Xuân Linh đạo nhân. Một thân thủ đoạn, coi là thật vô cùng quỷ dị, khó lòng phòng bị. Nếu như mình trúng cái này dung thần hỏa nói, suy nghĩ một chút, Hồng Nhân Kiệt liền cảm thấy một tia sợ hãi. Tiếp theo, Xuân Linh đạo nhân nhìn về phía Diệp Thần, cười nói, sở dĩ, lựa chọn ở bí linh vô hình trên kim phụ cái này dung thần hỏa chi độc, chủ yếu, là loại độc tố này, thích hợp nhất ta công pháp, cần máu thịt tinh hoa, có thể không cần thần hồn lực, hơn nữa, cái này dung thần hỏa độc phát tốc độ so với chậm, vậy thuận lợi ta ở đối phương hoàn toàn tử vong, tinh khí chạy mất trước, đem đối phương cả người máu thịt, hoàn toàn luyện hóa. Hồng Nhân Kiệt không nhịn được nuốt nước miếng một cái, ngạt độc. Quá ác độc à. Nói cách khác, chúng cái này bí linh vô hình kim người, sẽ ở thân xác cùng thần hồn đồng thời trình độ cao nhất thống khổ bên trong chết đi à. Loại đau khổ này, coi như là nhất tàn nhẫn nhất cực hình, cũng khó mà so sánh chứ. Cái này Xuân Linh đạo nhân, nhìn qua mặc dù ôn hòa văn nhã, nhưng bản chất lên, hoàn toàn là một cái lấy hành hạ người khác làm thú vui biến thái à. Xuân Linh đạo nhân híp mắt, mặt mỉm cười. Nhìn chăm chú Diệp Thần nói, tiểu huynh đệ, hiện tại, ngươi biết đang chờ ngươi, là cái gì chứ? Không biết, ngươi còn có thể giữ ổn định sao? Trần Chi Phàm nghe vậy, lòng không ngừng chìm xuống, hắn liếc mắt một cái Diệp Thần, chỉ gặp Diệp Thần, nhưng là cầm trong tay chơi bí linh vô hình kim, còn là một bộ sao cũng được hình dáng, không khỏi có chút lo lắng quát lên. Diệp Thần, ngươi đang làm gì? Vội vàng đem độc tố bước ra à? Chẳng lẽ... Lấy Diệp Thần vậy vô cùng lòng kiên định tính, cũng không cách nào chịu đựng mình phải đối mặt kết quả, tuyệt vọng. Buông tha. Trần Chi Phàm trong mắt, thoáng qua một tia thống khổ. Diệp Thần càng sa đọa, hắn liền càng áy náy. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng khẽ mỉm cười, cầm trong tay bí linh vô hình kim thu hồi, nhẹ nhàng đánh chụp Trần Chi Phàm bả vai nói, yên tâm đi, Phàm ca, ta không có trúng độc. Lời vừa nói ra, mọi người, đều là hơi ngẩn ngơ. Không có trúng độc. Phải biết, linh võ trăm độc, cũng đều là thấy máu phong hầu tồn tại à, chỉ nếu là có vết thương, chảy máu, chính là nhất định trúng độc. Làm sao có thể không có trúng độc? Ngay sau đó, Xuân Linh đạo nhân và Hồng Nhân Kiệt, chính là phá lên cười, thằng nhóc này, đoán chừng là đã tuyệt vọng, thần kinh thất thường, bắt đầu mình lừa gạt mình. Xuân Linh đạo nhân lắc đầu nói, vốn là, ta còn thật thưởng thức tâm tính của ngươi, à. Không nghĩ tới, ngươi đã hỏng mất. Đều bắt đầu dối gạt mình lấn hiếp người, thật là làm cho người thất vọng à, hành hạ một cái người điên, nhưng mà không việc gì thú vui à. Hồng Nhân Kiệt có chút tàn nhẫn nói, thật đáng tiếc à, ở hắn thần trí lúc thanh tỉnh, bị như vậy thống khổ, mới là hắn tự tiện xông vào ta Hồng gia, bị thương nguyên nhi tốt nhất trừng phạt à. Tan vỡ được nhanh như vậy, ngược lại là tiện nghi hắn.
Trần Chi Phàm nhưng là ánh mắt chớp động, mặc dù, Diệp Thần nói, hắn cũng có chút không thể nào tin nổi, dẫu sao, đây là vi phạm suy luận. Nhưng là, hắn nguyện ý tin tưởng Diệp Thần, bởi vì, hắn đối với Diệp Thần làm người, có lòng tin. Trần Chi Phàm không có nói gì nhiều, lui qua một bên, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Nếu Diệp Thần nói hắn không trúng độc, chính là không trúng độc. Mình, hiện tại phải làm, chính là bắt chặt thời gian chữa thương. Tận lực không muốn trở thành Diệp Thần phiền toái. Diệp Thần dửng dưng nhìn mặt đầy cao ngạo Xuân Linh đạo nhân và Hồng Nhân Kiệt, cười lạnh nói. Cái này dung thần hỏa, coi như độc phát so với chậm, qua không được bao lâu, cũng hẳn hiện ra hiệu quả không phải sao. Các người xem, ta hiện tại xem chúng độc dáng vẻ sao. Ừ. Hồng Nhân Kiệt và Xuân Linh đạo nhân hai mắt nhìn nhau một cái, rốt cuộc, không cười, hai người đều là nhíu mày, tỉ mỉ, quan sát Diệp Thần. Hồng Nhân Kiệt hơi biến sắc mặt nói, Xuân Huynh, thằng nhóc này, thật giống như thật không có chúng độc dáng vẻ à. Coi như Diệp Thần có thể gắn, có thể nhịn, nhưng là hơi thở, thể trinh, là không lừa được người à. Diệp Thần hiện tại khí huyết thịnh vượng, mạch đập, tinh thần cùng thể trinh, vậy không có thay đổi chút nào, nơi nào giống như là chúng độc dáng vẻ à. Xuân Linh đạo nhân hai hàng lông mày khóa chặt, trầm ngâm chốc lát, tiểu tử này trạng thái, quả thật có chút quỷ dị. Bất quá, rất nhanh Xuân Linh đạo nhân hai hàng lông mày liền giãn ra, cười nói. Hồng Huynh, chớ bị thằng nhóc này phô trương thanh thế thủ đoạn lừa gạt, hắn hẳn là dựa vào tự thân khí huyết vô cùng là dâng trào, lại nắm giữ bí thuật gì, cưỡng ép đem độc tố áp chế xuống thôi. Diệp Thần có chút buồn cười nhìn hai người, không khỏi nổi lên một tia chơi thầm nghĩ. Tốt lắm, ta lần này sở dĩ tới Hồng gia, chẳng qua là vì cứu ra bạn của ta thôi, mà ngươi nhi tử bị thương bạn ta, thiếu ta cũng kém không nhiều đòi lại, sự việc ta đã xong xuôi. Các ngươi như cút, ta cũng lười rất đúng các ngươi ra tay, như thế nào? Diệp Thần nói xong, Xuân Linh đạo nhân và Hồng Nhân Kiệt trên mặt, đều là thoáng qua một tia vẻ giận. Bọn họ đều là phong môn cường giả, làm sao đến Diệp Thần cái này vận may võ giả trước mặt, mình hai người ngược lại thì bị bỏ qua tồn tại. Xuân Linh đạo nhân ha ha cười lạnh nói, thằng nhóc, nói ngươi phô trương thanh thế, ngươi thật đúng là dám hư trương thanh thế. Ha ha. Vẫn may tồn tại, nói mình có chiến thắng bịt cửa thực lực. Nói ra, cho dù là trẻ con 3 tuổi, vậy sẽ không tin tưởng, ngược lại muốn cười đến rụng răng chứ. Coi như muốn phô trương thanh thế, ngươi chí ít vậy tìm một khá một chút lý do không phải sao. Diệp Thần nhún vai một cái, không có vấn đề nói, ngươi nếu không phải tin, ít có thể đối với ta ra tay thử một chút. Xuân Linh đạo nhân ánh mắt lập tức âm trầm xuống, chặt chẽ trợn mắt nhìn Diệp Thần. Nhưng mà, lấy hắn kinh nghiệm, lại là từ Diệp Thần biểu hiện bên trong, không nhìn ra chút nào sơ hở. Nếu nói là Diệp Thần đây là diễn, chứa, vậy diễn kỹ này, vậy thực sự quá tốt đi. Xuân Linh đạo nhân, đột nhiên ánh mắt chớp mắt, lặng lẽ hướng về phía Hồng Nhân Kiệt, đưa một cái ánh mắt. Nhìn hai người thần sắc, Diệp Thần khẽ lắc đầu, thở dài nói, ta đã cho qua các ngươi cơ hội, nếu chính các ngươi tìm chết nói, vậy cũng không trách ta. Xuân Linh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi. Chờ ngươi bị ta luyện hóa lúc đó, hy vọng ngươi còn có thể chứa đủ đi. Động thủ. Hắn nổ lên làm khó dễ, hai tay lộn một cái, lại là nắm hai chuôi cong kiếm, nguyên bản vậy nhìn như ôn hòa văn nhã mặt mũi, vậy ngay tức thì dữ tợn, cả người tà khí cuồn cuộn, tựa như địa ngục bên trong đạp máu tới, thu hoạch nhân mạng ác quỷ vậy. Vô biên sát khí gào thét, sát khí bên trong. Mơ hồ còn mang vô số oan hồn hư ảnh, âm phong cuộn sạch, tiếng gió bên trong tràn đầy vô số kêu rên, kêu thảm thiết, cầu xin tha thứ kêu khóc tiếng. Cái này Xuân Linh đạo nhân, cả đời tu hành, lại là không biết dằn vặt chết bao nhiêu người. Còn chưa chân chính ra tay, một thân khí thế, liền để cho người không lạnh mà run. Trong tay hắn song kiếm lần lượt thay nhau, kiếm phong chỗ quỷ dị huyết quang lóe lên, mà hắn vốn có chút thân thể gầy yếu. Cũng ở đây ngay tức thì gồ lên kiên cố tráng kiện bắp thịt, hướng về phía Diệp Thần hung hăng chém ra một kiếm. Xuân Linh đạo nhân nạt nhỏ, máu uyên diệt hồn chém. Hai đạo ác liệt huyết quang lần lượt thay nhau, hướng Diệp Thần càn quét đi, huyết quang bên trong lại tựa như mang vô số oan hồn nghiêm túc phách hướng Diệp Thần gào thét thét chói tai.
Mà bên kia, Hồng Nhân Kiệt vậy không chút nào lạnh nhạt, trong tay lóe lên vàng bạc huy hoàng trường kiếm động một cái, thân hình mờ ảo, kiếm ý đằng tiêu, lại đang ngay tức thì dung nhập vào vậy vàng bạc chói lọi bên trong. Chói lọi lưu chuyển dưới, lại là buộc vòng quanh một cái giống như thật vô cùng cự long quang ảnh, cái này cự long lân móng chói lọi, cả người kim quang, chỉ có sừng rồng, móng nhọn, lóe lên bạc mang. Cái này vàng bạc cự long, đi đôi với vậy vạn quỷ gầm thét, cũng là dài ngâm một tiếng, tiếng chấn động khắp nơi, quanh thân khoảnh khắc gian hội tụ dậy vàng bạc hai màu mưa gió, đuôi rồng ngăn lại, liền hướng Diệp Thần bay vút lên đi. Hành động gian, vậy sừng rồng long chảo bên trong ánh sáng bạc, lại là càng phát ra chói mắt, càng phát ra băng hàn, tia sáng kia, lại tựa như lợi kiếm vậy, vô cùng sắc bén. Cái này hai người ra tay gian, hiển nhiên đã vận dụng toàn lực. Hơn nữa, phối hợp lại, vô cùng ăn ý. Hiển nhiên, không phải lần thứ nhất liên thủ đối địch. Một bên Trần Chi Phàm sắc mặt lập tức trầm xuống, lấy hắn trạng thái bây giờ, chỉ là cái này hai người phong môn cường giả động thủ dưới, phóng thích ra một tia hơi thở, liền để cho hắn khó mà chịu đựng, cơ hồ liền phải bị thương. Có thể tưởng tượng được, trực diện cái này hai đạo chí cường công kích Diệp Thần, có bao nhiêu nguy hiểm. Diệp Thần nhưng là lắc đầu nói. Đây chính là, các ngươi thủ đoạn sao? Nói thật, để cho ta thất vọng, quả nhiên, các ngươi căn bản không đáng để cho ta ra tay. Hắn nói đúng sự thật, hai người này thực lực và hắn giao thủ phong môn tầng năm trời, kém rất nhiều. Hiển nhiên là đan dược chất triệt, căn cơ bất ổn nguyên nhân. Mà hai người công kích thời gian đảo mắt, đã tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhưng vẫn đứng tại chỗ, động vậy không động một cái. Trần Chi Phàm thấy vậy cả kinh thất sắc, gấp giọng nói, Diệp Thần, người đang làm gì, mau tránh à. Hắn trước gặp qua Diệp Thần thi triển tuyệt cường thân pháp, lấy là Diệp Thần biết sử dụng vậy nghịch thiên tốc độ cùng cái này hai người phong môn tồn tại chu toàn, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Thần lại muốn đón đỡ hai người phong môn tầng năm thiên công kích. Cái này quả thực, quá làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cho dù Trần Chi Phàm biết Diệp Thần là tuyệt thế yêu nghiệt, cũng có chút không chịu nổi. Diệp Thần nhưng vẫn mặt mỉm cười, không có một tia lộ vẻ xúc động, trong tay thú hủ kiếm lại xuất hiện. Chuôi này phong cách cổ xưa đen nhánh, tản ra khí tức cường đại thú hủ kiếm, chợt động một cái. Thú hủ kiếm động, kiếm quang hiện. Thời gian, phảng phất ngừng. Cái này nhỏ hẹp mật thất bên trong, hết thảy, ở thú hủ kiếm kiếm quang chớp động ngay tức thì, tựa hồ bị định cách. Duy nhất vẫn còn ở chớp động, liền chỉ có vậy chói mắt cực kỳ, lạnh như băng thấu xương, ngưng tụ tán loạn thế gian kinh người sát ý kiếm quang. Một kiếm này, chính là chảm phá thời gian, mất đi vạn vật tồn tại. Một kiếm này, chính là thần ma lực ở phàm tục lại xuất hiện. Một kiếm này, chính là lực lượng đỉnh cấp, chính là sợ hãi thâm cốc. Ngàn một phần vạn giây sau, thời gian lần nữa lưu động. Mà Xuân Linh đạo nhân cùng Hồng Nhân Kiệt nơi chém ra kiếm ý kiếm mang, nhưng biến mất. Không có để lại một chút dấu vết, im hơi lặng tiếng biến mất. Hồng Nhân Kiệt và Xuân Linh đạo nhân sững sốt một chút, bọn họ trong chốc lát, thậm chí không để ý tới rõ ràng, mới vừa rồi kết quả chuyện gì xảy ra. Trong phảng phất, bọn họ tựa hồ nhìn thấy một đạo ánh sáng. Giống như phá vỡ bầu trời đêm sao rơi, giống như khai thiên ích địa chói lọi. Tia sáng này không chỉ có đẹp, còn, rất lạnh. Lạnh đến đông linh hồn. Bởi vì, kiếm này quang bên trong, mang làm người không cách nào tưởng tượng, tóc đảo thụ sát ý à. Một khắc sau, Hồng Nhân Kiệt và Xuân Linh đạo nhân, chợt cảm thấy ngực đau xót. Hai người không hẹn mà cùng kêu thảm một tiếng, khạc ra búng máu tươi lớn. Bọn họ lại cúi đầu lúc đó, chỉ gặp, mình trước ngực, là một đạo sâu có thể đụng cốt kiếm tổn thương. Cơ hồ phải đem toàn bộ thân thể, cũng chém một cái hai khúc kiếm quang. Kiếm này quang quá nhanh, cho tới, chém tổn thương cửa, bọn họ cũng không có phát hiện à. Cái này hai người, đủ để đứng ở linh võ đại lục đỉnh cấp hàng ngũ chí cường giả, cứ như vậy ngã xuống. Cả người hơi thở, nhanh chóng uể oải. Nguyên bản vậy bịt cửa kinh thế hơi thở, trong thoáng qua, liền đổi được như có như không. Lại là ở Diệp Thần một kiếm dưới. Đã trọng thương sắp chết. Trần Chi Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn há hốc miệng ba, ngay cả hô hấp đều quên.
Diệp Thần lại thắng, vẫn là như vậy ung dung được thắng. Cái này thì liền hắn cái yêu nghiệt này tồn tại, cũng hỗn loạn, không cách nào hiểu à. Hai người phân biệt, lúc này mới qua bao lâu? Diệp Thần hơi có chút bất ngờ, hắn mặc dù biết mình thực lực sẽ mạnh rất nhiều, lại không nghĩ rằng mạnh như thế nhiều. Mà ngay lúc này, Phong Thanh Dương thanh âm ở vang lên bên tai, vạn kiếm phong ấn hơi thở còn chưa tản đi, ngươi như dùng kiếm, sẽ thêm được những cái kia kiếm ý khí vận. Dùng kiếm tự nhiên sẽ cường thượng rất nhiều. Bất quá mấy ngày nữa, trên mình ngươi phong ấn hơi thở liền biến mất, kiếm ý vậy một phát hiện ở đây sao cường đại. Bất quá, đến lúc đó ngươi hẳn bước vào tinh khiếu. Diệp Thần khẽ gật đầu. Hắn thu hồi thú hủ kiếm, sắc mặt rửng rưng, đi tới Xuân Linh đạo nhân trước mặt. Tiếp theo, trên gương mặt, hiện ra một đạo tà tính nụ cười. Xuân Linh đạo nhân nhìn Diệp Thần vậy tà tính mỉm cười, cặp mắt mở to, run lập cập. Hắn sợ, phát ra từ linh hồn sợ hãi. Hắn sắc mặt lập tức tái nhợt, lại là không để ý thương thế, chợt đứng dậy, sau đó, quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt. Không chỉ có quỳ, còn đối với trước Diệp Thần, liều mạng dập đầu, cầu xin tha thứ, ngươi không cần thả qua ta, chỉ cần để cho ta chết, chỉ cần giết ta, chính là lớn nhất nhân từ, van cầu ngài, cầu van xin ngài à. Giết ta đi. Hắn biết, muốn cho Diệp Thần thả qua mình, cơ hồ là không thể nào. Đổi lại là ngươi, sẽ bỏ qua cho một người mới vừa định cầm ngươi hành hạ người chết sao? Tự nhiên sẽ không. Diệp Thần nhìn Xuân Linh đạo nhân cầu xin tha thứ hình dáng, cười. Đặc biệt ôn hòa cười, giống như là trước, Xuân Linh đạo nhân trên mặt một mực treo mỉm cười như vậy, nhìn như, đều có một loại làm người ta như mộc xuân phong cảm giác. Tiếp theo, hắn tay run một cái, một quả thật nhỏ trong suốt phi châm, trong thoáng qua, cắm vào liền Xuân Linh đạo nhân trên mình. Cái này phi châm, tự nhiên chính là Xuân Linh đạo nhân bí linh vô hình kim. Mà Xuân Linh đạo nhân trúng bí linh vô hình kim sau đó, chính là như nổi điên vậy kêu to, khóc lớn lên, hắn rất rõ ràng, bị dung thần hỏa hành hạ mà chết, có thê thảm giường nào thống khổ à. Đây chính là, chân chính đến từ linh hồn đau khổ à. Hắn liều mạng muốn áp chế cái này dung thần hỏa lửa độc, nhưng mà, làm được không? Lấy hắn trạng thái bây giờ, liền một giây cũng áp chế không tới, dung thần hỏa lửa độc, liền bộc phát. Bất thình lình, một cổ vô hình ngọn lửa, tựa hồ ở Xuân Linh đạo nhân thức hải bên trong, đốt, hắn đúng phiến thức hải ngay tức thì hóa thành luyện ngục biển lửa. Xuân Linh đạo nhân thất khiếu bên trong, khói xanh cuồng mạo, nguyên cái đầu lô bên trong, cũng truyền ra một cổ mùi khét, mà hắn cả người, vậy trên đất điên cuồng lăn lóc, trong miệng, lại là phát ra vang khắp toàn bộ thành thiên đô kêu thảm thiết. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Xuân Linh đạo nhân hình dáng, vung tay lên. Đem Xuân Linh đạo nhân trên người phi châm thu hồi, cái này bí linh vô hình kim, vẫn là thật có ý tứ, hắn muốn giữ lại. Sau đó, hắn liền ở Xuân Linh đạo nhân tiếng kêu thảm thiết bên trong, hướng Hồng Nhân Kiệt nhìn, trên mặt lần nữa hiện lên mỉm cười. Nguyên bản vô cùng uy nghiêm Hồng Nhân Kiệt, lúc này sắc mặt nhưng ngưng trọng đến trình độ cao nhất, không do dự nữa, ngón tay bắt pháp quyết, mặt đất chấn động cảm giác truyền tới, cũng mở miệng nói, mời lão tổ ra tay. Trần Chi Phàm nghe vậy con ngươi co giúp một cái, lão tổ. Hắn biết, Nam vực địa vị như vậy gia tộc vậy sẽ có một người lão tổ chấn giữ, mà đây lão tổ chính là trong gia tộc mạnh nhất tồn tại. Hơn nữa, có chút cụ tổ càng có thể từ thượng cổ sống đến hiện tại. Hắn nguyên vốn cho là cái này Hồng gia lão tổ, có lẽ là đang bế quan bên trong, cũng không biết Hồng gia phát sinh hết thảy, cho nên mới không có ra mặt, bây giờ nhìn lại, hắn sai rồi. Cái này Hồng gia lão tổ, chẳng lẽ vẫn luôn ở phụ cận đây? Diệp Thần vẫn còn là lạnh nhạt như vậy, không có chút nào bất ngờ vẻ, ánh mắt nhìn về phía Hồng Nhân Kiệt sau lưng nào đó cái xó xỉnh, mỉm cười nói, nhìn lâu như vậy, người cũng nên hiện thân chứ. Hắn biết, Hồng gia lão tổ, quả thật từ vừa mới bắt đầu liền mai phục ở hắc ám bên trong, nhìn chăm chú mình. Cái này Hồng gia lão tổ, tựa hồ nắm giữ một môn phẩm cấp không thấp ẩn dấu thuật. Nhưng là dù vậy, lại làm sao có thể lừa gạt được Diệp Thần mạnh mẽ thần niệm và niệm ma thân thể đâu. Căn bản không có bất kỳ tác dụng, liền bị Diệp Thần tùy tiện phát hiện. Trong hư không, truyền ra một tiếng ông lão than thở, tiếp theo không khí vặn vẹo,
một bóng người liền vô căn cứ hiện lên ở mật thất này bên trong. Người này nhìn qua vô cùng là già nua, cả người trường bào màu tím, trường bào bên trên minh in vô số phi long hình bóng, ông già một đầu bù xù tóc trắng, hoa dâm râu thẳng đứng tới ngực, mặt mũi gầy gò, da khô đét, chắp hai tay sau lưng, nhìn qua, còn có một chút lưng gù. Chỉ có một đôi mắt, vẫn là sạch bóng chạm chạm, tản ra tang thương cùng cường hãn hơi thở, tuổi tác của nó, phỏng đoán cũng vạn tuế, mà cả người tu vi, chí ít phong môn hậu kỳ. Vậy Hồng Nhân Kiệt thấy cái này ông già hiện thân, mặt hiện mừng rỡ vẻ, tựa như an tâm một chút, kích động nói, lão tổ, mau ra tay diệt cái thằng nhóc này. Vậy Hồng gia lão tổ, cau mày, thất vọng nhìn Hồng Nhân Kiệt, nghiêm túc quát một tiếng, im miệng. Hồng Nhân Kiệt sững sờ tại chỗ, lão tổ thế nào? Nếu lão tổ đi ra, không phải hẳn trực tiếp tiêu diệt thằng nhóc này sao? Vì sao dày mình? Diệp Thần cố nhiên kiêng kỵ cái này Hồng gia lão tổ, dẫu sao động tới tay, hắn thật đúng là không nhất định thắng. Nhưng hắn vẫn là mặt mỉm cười, ngưng mắt nhìn Hồng gia lão tổ nói, ngươi chính là Hồng gia lão tổ, làm sao? Không vì ngươi con cháu trả thù sao? Vậy Hồng gia lão tổ yên lặng chốc lát, đột nhiên hướng về phía Diệp Thần khom người chắp tay nói. Vị tiên sinh này, chúng ta Hồng gia mạo phạm ngươi, lão hủ đặc biệt xin lỗi. Đây đều là lão hủ đối với Hồng gia con em dạy dỗ không chu toàn gây ra. Chúng ta Hồng gia, nguyện ý đối với tiên sinh bằng hữu tiến hành bồi thường, lấy đền bù đối với hắn tạo thành tổn thương, thậm chí, như là công tử muốn, Hồng gia con bất hiếu mệnh, cũng có thể cầm đi, chỉ là xin công tử thả qua chúng ta Hồng gia trên dưới, ta Hồng Đằng Vân lấy đạo tâm dạy thề, tuyệt sẽ không, đối với tiên sinh tiến hành trả thù. Lời này vừa nói ra, bầu không khí quỷ dị đến trình độ cao nhất. Hồng Nhân Kiệt ngây dại, có chút không tin mình lỗ tai, lão tổ nói gì? Phải hướng Diệp Thần nói xin lỗi. Đây là ý gì, còn tùy tiện Diệp Thần lấy đi mình tánh mạng. Tại sao có thể như vậy? Mấu chốt một cái thượng cổ cấp cường giả khác lại gọi Diệp Thần là tiên sinh. Lão tổ, mặc dù ở trên cao cổ không mạnh, nhưng ở trong năm tháng vô tận, vậy là cường giả chân chính. Làm sao có thể hướng về phía cái này tạo hóa cảnh giới tiểu tử, cúi đầu à? Hồng Nhân Kiệt, tựa hồ còn muốn nói gì, lại bị Hồng gia lão tổ, ánh mắt nghiêm nghị chặn lại. Hồng Nhân Kiệt lòng, hoàn toàn chìm xuống, hắn biết đây là lão tổ nhận sợ à? Vị này sống gần 10.000 năm cường giả, lại tự nhận là không phải Diệp Thần đối thủ. Một bên Trần Chi Phàm cũng có chút bối rối. Theo lý mà nói. Diệp Thần cường thế đi nữa vậy không địch lại cái này lão tổ mới đúng. Hơn nữa hắn rõ ràng thấy lão tổ xuất hiện, Diệp Thần trong mắt ngưng trọng mấy phần. Thật ra thì không riêng gì bọn họ bối rối, Diệp Thần vậy bối rối. Cái này lão tổ vì sao kiêng kỵ như vậy mình? Tựa hồ đang sợ cái gì? Theo lý mà nói, mình đều như vậy đại náo Hồng gia, thành tựu lão tổ hẳn tựa như nổi điên chu diệt mình mới đúng. Bất quá bởi vì sao nguyên do, Diệp Thần vậy không cần thiết. Hắn chỉ muốn mau sớm mang đi Trần Chi Phàm. Diệp Thần mặt nở nụ cười nhìn chằm chằm Hồng gia lão tổ nhìn tốt một lát, phát hiện cái này ông già tựa hồ là thật thành khẩn nói xin lỗi, không có đùa bỡn hoa chiêu gì dự định, rốt cuộc gật đầu một cái nói. Phải, ta đón nhận, còn như Hồng Nhân Kiệt mà. Hắn quay đầu, nhìn về phía giống vậy đã thử ra Trần Chi Phàm hỏi, Phàm ca. Cái này Hồng Nhân Kiệt, ngươi xem xử lý như thế nào? À, Trần Chi Phàm ngây ngốc đáp một tiếng. Qua một lúc lâu sau đó, Trần Chi Phàm quét Hồng Nhân Kiệt một mắt, nhàn nhạt nói, sẽ để cho hắn như vậy đi, Hồng gia giá phải trả vậy đủ. Trần Chi Phàm biết nặng nhẹ, hắn chẳng ngờ chọc tới Hồng gia lão tổ. Diệp Thần gật đầu một cái, hướng về phía Hồng gia lão tổ cười nói, cáo từ. Hồng gia lão tổ gật đầu một cái. Dương tay một cái đem một cái túi đựng đồ quăng cho Diệp Thần, đối với Diệp Thần cung kính nói, đa tạ tiên sinh, đây là ta Hồng gia bồi thường, người xem phải chăng hài lòng. Diệp Thần tùy ý quét một chút, bên trong lại là một kiện chân thần khí. Cái này thật thần khí, là một kiện hộ giáp, màu vàng nhạt, phía trên minh in một đạo long văn. Trừ cái này ra, còn có vô số thánh đá, mấy cái phẩm cấp cực kỳ cao đan dược. Đây đối với Hồng gia gia tộc như vậy mà nói, cũng là chảy máu nhiều à. Cái này Hồng gia lão tổ, là không chút nào lừa bịp Diệp Thần dự định à.
thành khẩn cực kỳ. Diệp Thần hài lòng gật đầu một cái, đối với cái này Hồng gia lão tổ, coi trọng một chút, xem ra Hồng gia có thể truyền thừa đến nay, leo lên thượng lưu gia tộc, vậy không phải là không có đạo lý. Hắn đem túi đựng đồ này, giao cho Trần Chi Phàm, sau đó đối với Hồng gia lão tổ cười nói, được, ngươi ngược lại là rất có thành ý, chuyện này, liền đến đây chấm dứt, còn nữa, không cần đi lậu bọn ta hành tung, chúng ta đi. Vừa nói, liền dẫn Trần Chi Phàm, thân hình chớp động, hóa thành một đạo sấm sét, ngay tức thì liền rời đi Hồng gia. Hồng Đằng Vân thấy Diệp Thần sau khi đi, mới xoa xoa trán xuất ra mồ hôi lạnh, Diệp Thần thân pháp, cho dù là hắn, cũng là lớn cảm rung động, hắn hiện tại hơn nữa vui mừng tự lựa chọn liền hướng Diệp Thần nói xin lỗi, mà không phải là đối với hắn ra tay, nếu không, toàn bộ Hồng gia, chỉ sợ là thật, muốn tiêu diệt. Nếu bàn về thực lực, hắn quả thật có thể thắng được Diệp Thần. Nhưng là bàn về lá bài tẩy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, cho dù Diệp Thần không giết Hồng gia trên dưới mấy trăm miệng người vô tội, chỉ cần đem hắn cái này lão tổ giết, Hồng gia liền coi như là không có hắn chấn giữ, Hồng gia cơ nghiệp lập tức liền sẽ bị những gia tộc khác, từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Và Hồng gia tiêu diệt so với, những thứ này chân thần khí, đan dược, lại coi là cái gì chứ? Tài nguyên có thể lại góp nhặt, hắn không có người, Hồng gia muốn hồi sinh tới, nhưng mà muôn vàn khó khăn liền à. Cùng xác định hai người rời đi sau đó, Hồng Nhân Kiệt đi tới lão tổ bên người, thử dò xét nói, lão tổ, người kết quả tại sao sợ người kia? Lão tổ nhìn Diệp Thần viễn đi phương hướng, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài nói. Trên người người này có dấu vết, nếu như ta không đoán sai, người này sau này và thần quốc liên quan sẽ rất lớn. Hơn nữa, ta có thể sống nhiều năm như vậy, là bởi vì là ta nắm giữ một môn đặc thù cảm giác thuật pháp. Ta ở trên người người này cảm nhận được một con mắt, vậy là tới từ địa ngục ánh mắt. Nếu như ta ra tay, ánh mắt kia liền sẽ chiếm đoạt toàn bộ Hồng gia. Người này, tuyệt đối không thể chọc. Thậm chí, hắn sau này thành tựu, chúng ta không cách nào lường được. Ta Hồng gia như chọc giận tại hắn, đừng nói liền tòa thành này, liền là cả Nam vực đều có thể xảy ra chuyện. Hồng Nhân Kiệt diễn cảm quỷ dị đến trình độ cao nhất. Một cái sống đến gần vạn năm võ giả, lại đối với một cái tạo hóa cảnh tiểu tử như vậy chắc chắn. Người này tương lai thật chỉ có thể để cho Hồng gia ngửa mặt trông lên. Diệp Thần mang Trần Chi Phàm, đi tới Chín Nguyên bên trong thành một cái khách sạn bên trong, mở một gian cao cấp căn hộ. Hắn dự định, trước hết để cho Trần Chi Phàm ở chỗ này dưỡng một chút tổn thương, lại mang Trần Chi Phàm trở lại về học viện. Trần Chi Phàm thiên phú, thần hỏa học viện tất nhiên nguyện ý tiếp nhận. Diệp Thần hiện tại, đã có thể coi như là thần hỏa học viện đệ nhất thiên tài, lần này đi ra, lại là vì Cát Thanh làm việc, tự nhiên cùng mới vừa vào học không cùng, có tư cách biết thần hỏa học viện vị trí. Sau khi tiến vào phòng, Trần Chi Phàm liền đem túi đựng đồ kia lấy ra, giao cho Diệp Thần nói. Diệp Thần, ta cái mạng này đều là ngươi cứu, lần này ngươi không có tới, ta chỉ có bị hành hạ đến chết kết quả, những thứ này dĩ nhiên là ngươi nên được, cho ta làm gì? Diệp Thần mỉm cười lắc đầu nói, Phàm ca, ta không hề thiếu những thứ này, nhưng là, những thứ này nhưng là ngươi yêu cầu, huynh đệ bây giờ còn nói như thế nhiều làm gì? Trần Chi Phàm do dự một chút, hay là đem túi đựng đồ thu hồi, giống như Diệp Thần nói, huynh đệ bây giờ nếu là ở ư như vậy nhiều, ngược lại không thân thiết. Sau đó, hắn lại có chút hiếu kỳ hỏi, bất quá, lần này ngươi là làm sao tìm được ta? Ta lần này tới đến Nam vực, nhưng mà vô cùng là bí ẩn. Diệp Thần liền đem Trần Chi Phàm sư phụ cùng thần hỏa học viện viện trưởng Cát Thanh sâu xa, nói cho Trần Chi Phàm. Trần Chi Phàm nghe vậy, cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói, không nghĩ tới, sư phụ còn trải qua như vậy sự việc, sư phụ hắn đã từng nói với ta, chân võ tên cũng không phải là hắn truyền thừa. Vốn là tên chữ chỉ là hắn sợ mình rơi xuống truyền thừa danh tiếng, mới đổi tên là thật võ. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng đúng Trần Chi Phàm hỏi, đúng rồi Phàm ca, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi chạy thế nào tới đây Nam vực? Chẳng lẽ là bởi vì vậy truyền thừa chuyện? Trần Chi Phàm gật đầu cười nói, không sai, chính là bởi vì vậy truyền thừa Ngọc Phù, thật ra thì, ta đã thông qua Ngọc Phù tìm được qua một nơi truyền thừa.
nhưng là ta lấy được chỗ kia truyền thừa, cũng không phải chân chánh truyền thừa chỗ. Không phải chân chánh truyền thừa chỗ, đây là ý gì? Trần Chi Phàm nói, mặc dù, vậy truyền thừa bên trong, cũng có không thiếu chỗ tốt, bất quá, vậy truyền thừa tồn tại mục đích, chủ yếu là vì lưu lại một cái tin tức này chính là chỉ hướng cái đó chân chính truyền thừa chỗ. À, Diệp Thần nghe vậy, trong mắt tinh quang chớp mắt, nghe cái này truyền thừa, tựa hồ không đơn giản. Nếu không, cần gì phải làm được như thế phiền toái? Chẳng lẽ đây cũng là khối kia luân hồi huyền bi cuối cùng chi địa? Trần Chi Phàm lấy ra một quả cùng trước kia giao cho Diệp Thần Ngọc Phù cũng không giống nhau Ngọc Phù nói. Đây chính là, ta ở đó chỗ truyền thừa bên trong lấy được mới Ngọc Phù, cũng là tiến vào chân chính truyền thừa chìa khóa, căn cứ trước một nơi truyền thừa bên trong lưu lại tin tức, ta suy đoán chân chính truyền thừa, liền ở nơi này Nam vực bên trong. Cho nên, một đường truy xét được chín nguyên thành bên trong. Còn nữa, cái này truyền thừa bên trong có một cái bí mật lớn bằng trời. Đó chính là một khối đá kỳ lạ. Cái này người thừa kế bảo vệ cái này đá kỳ lạ cực kỳ lâu, chỉ là vì chờ đợi người có duyên. Diệp Thần, cái này đá kỳ lạ kêu luân hồi huyền bi. Hiện tại, ta cảm giác minh minh bên trong và ta liên quan, là bởi vì ngươi. Ta cảm thấy, vậy luân hồi huyền bi ở chờ ngươi. Trần Chi Phàm lời nói ra kinh người. Đột nhiên, Trần Chi Phàm giương tay một cái. Đem ngọc trong tay phù, vứt xuống Diệp Thần trong tay. Diệp Thần sững sốt một chút, đối với Trần Chi Phàm hỏi, Phàm ca, người đây là ý gì? Trần Chi Phàm nghiêm túc nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, ta lần này tới Nam vực chủ yếu là vì dò xét cái này truyền thừa chỗ chỗ, mà cũng không phải là muốn trực tiếp đạt được cái này truyền thừa, bởi vì, theo ta biết, cái này truyền thừa đặc biệt khủng bố. Cũng không phải là ta bây giờ thực lực có thể chấm mút. Nhưng là ngươi, lại có cái này tư cách, có thực lực này. Diệp Thần nghe vậy, cười khổ nói, Phàm ca, thực lực, tăng lên cũng được, ngươi có thể cùng có đủ thực lực sau đó, lại đi đạt được cái này truyền thừa à. Diệp Thần có chút cảm động. Như vậy chí bảo, đối với võ giả hấp dẫn quá lớn. Mà Trần Chi Phàm nhưng tùy tùy tiện tiện cho mình. Vậy thì có thể nhìn ra Trần Chi Phàm thật cầm mình làm sinh tử chi giao. Trần Chi Phàm lắc lắc đầu nói, cái này truyền thừa mở ngày, liền sắp tới, hơn nữa từ Hồng Gia hành vi tới xem, hẳn đã có những người khác biết cái này truyền thừa vị trí, ta là đợi không được. Cho dù miễn cưỡng đi tranh đoạt, cũng bất quá là gây phiền toái cho mình mà thôi, ta chỉ là điều tra một vị trí, liền thiếu chút nữa rơi được vạn kiếp bất phục kết quả, chớ nói chi là đi tranh đoạt cái này truyền thừa. Cho nên cái này truyền thừa, phải ngươi đi lấy được. Cái này luân hồi huyền bi, người nhất định phải bắt được. Diệp Thần nghe vậy, gật đầu một cái, vậy không nói thêm gì nữa, đem ngọc phù này nhận. Nam vực chuyến đi, nếu biết được đến một khối luân hồi huyền bi, Diệp Thần tất nhiên muốn tranh. Đây là mở hắn nghịch thiên huyết mạch chìa khóa. Một khối xích trần thần mạch liền lớn mạnh như vậy, thật không biết lần này luân hồi huyền bi đại biểu cái gì. Rồi sau đó... Trần Chi Phàm liền ở nơi này lữ điếm bên trong tiến hành chữa thương, mà Diệp Thần vậy bắt đầu bắt chặt thời gian, bắt đầu tìm hiểu hồn kỹ, tu luyện cùng với phong lôi chớp mắt. Hắn hiện tại, mặc dù đã rất mạnh, nhưng là hắn biết còn chưa đủ. Hắn bây giờ thực lực, ở linh võ đại lục bên trên, coi như có thể, nhưng là, đến ma tộc và thần quốc đi đâu. Sợ rằng vẫn sẽ bị nghiền ép đi. Mà hắn mục tiêu, chính là thần quốc. Mà nếu muốn ở thần quốc đặt chân, chỉ ít vậy được bước vào phong môn cảnh. Hắn, còn rất kém xa, tại sao có thể buông lỏng? Một ngày sau, Trần Chi Phàm đôi mắt mở một cái, cả người tinh khí thần, đều tốt vô số lần, hơn nữa vết thương trên người đều biến mất. Thật ra thì, Trần Chi Phàm bị thương rất nặng, đổi thành người bình thường, căn cơ có thể cũng sớm bị phá hư, nhưng là, Trần Chi Phàm lại có thể ở 3 ngày bên trong khôi phục. Hắn tư chất tiềm lực, thân thể tố chất khắp mọi mặt, vậy đồng dạng là yêu nghiệt cấp bậc. Trần Chi Phàm mở hai mắt ra đồng thời, Diệp Thần cũng là hai tròng mắt mở một cái, trong con người ô mang lóe lên. Đột phá hơi thở ngưng tụ. Hắn lại bước vào vận may tầng 9 thiên đỉnh cấp. Hơn nữa đột phá hơi thở còn chưa dừng lại. Cuối cùng ở nửa bước tinh khiếu thời điểm dừng lại. Khoảng cách tinh khiếu bất quá là một bước xa. Diệp Thần có chút kinh ngạc. Tạo hóa cảnh,
đột phá hẳn không như vậy dễ dàng mới đúng, vì sao mình không mấy ngày đã đột phá như thế nhiều? Quá không khoa học. Ngay tại lúc này, phòng Thành Dương thanh âm vang lên, thật ra thì ta vốn là lấy vì ngươi có thể trực tiếp tiến vào tinh khiếu, bây giờ nhìn lại, ta vẫn là xem cao ngươi. Diệp Thần ngẩn ra, liền vội vàng hỏi Phong Thanh Dương nói, sư tôn, lời này nói thế nào? Phong Thanh Dương giải thích, ngươi còn nhớ vậy vạn kiếm phong ấn. Đây là đối kháng thái hư cường giả lực lượng. Bên trong cất giấu thái hư cường giả kiếm ý và khí vận. Ngươi thi triển sau này, cố nhiên không có cái này nghịch thiên lá bài tẩy, nhưng là những thứ này hơi thở vậy sẽ dễ chịu ngươi đan điền và tu vi. Theo lý mà nói người bình thường hẳn đột phá đến tinh khiếu cảnh tầng ba trời, nhưng là ngươi luân hồi huyết mạch yêu cầu căn cơ quá kinh khủng, mới miễn cưỡng đột phá đến nửa bước tinh khiếu. Đây cũng là ngươi có thể đối kháng phong môn cường giả lớn nhất nguyên do. Luân hồi huyết mạch để cho ngươi so tất cả võ giả tu luyện càng khó hơn, người khác tu luyện có thể là đơn giản kiểu mẫu, mà ngươi tu luyện nhưng là địa ngục độ khó, nhưng là ngươi thực lực tổng hợp sẽ kinh khủng hơn. Còn nữa, người càng về sau liền sẽ phát hiện, phong môn cảnh và thái hư cảnh, một cái cảnh giới nhỏ chính là trời kém vạn đừng. Người cố nhiên nửa bước tinh khiếu, người cũng không cách nào đối kháng nửa bước thái hư tồn tại, hơn nữa vạn kiếm phong ấn lực lượng mau phải biến mất, ở biến mất trước, người hẳn có thể bước vào tinh khiếu cảnh, bước vào tinh khiếu, người miễn cưỡng có thể chiến phong môn tầng 6 thiên người. Đây cũng là người cực hạn. Nếu như đối phương ở cảnh giới này, nhưng thực thì cùng trong cảnh giới mạnh hơn, người biết rất nguy hiểm, lưu ý. Chính là không biết thần quốc mục gia nhận chịu ngươi vạn kiếm phong ấn, biến thành dạng gì. Cùng lúc đó, thần quốc, mục gia. Một mảnh hỗn độn, đầy đất phế tích. Chung quanh còn hiện lên đạo đạo kiếm ảnh. Liền liền mục gia bảng hiệu cũng bị một thanh kiếm xuyên thấu, hóa là hai nửa. Mục gia ở thần quốc địa vị không cao. Nhưng cũng là một cái không thể coi nhẹ tu vũ gia tộc. Mà giờ khắc này, chẳng ai nghĩ tới thần quốc mục gia sẽ bị người như vậy quang minh chánh đại hủy diệt căn cơ. Mấu chốt bọn họ căn bản không biết là ai gây ra. Vô số thần quốc người cười nhạo, thậm chí mục gia tử đối đầu gia tộc, còn phái không ít người tới ngắm nhìn. Đây có thể cầm mục gia gia chủ tức gần chết. Mục gia đã phái người tu bổ đền. Hơn nữa tất cả mục gia trọng yếu người lui đến tổ tiên điện. Mục gia duy nhất không có bị liên lụy chính là tổ tiên điện. Tổ tiên điện có cực mạnh trận pháp bảo vệ, vị kia mục gia tổ tiên một mực đang bế quan, không hỏi tới thế sự. Tổ tiên trong điện, từng vị trưởng lão bị trọng thương, đang vận chuyển công pháp chữa thương. Ngồi ở phía trên nhất vậy mục gia gia chủ thần sắc ngưng trọng, hắn vậy bị thương, nhưng là hắn càng nhiều hơn chính là tức giận. Người đâu, bên ngoài kiếm ý như thế nào? Một người làm vội vội vàng vàng chạy tới, thông báo nói, cơ hồ toàn bộ tán. Mục gia gia chủ gật đầu một cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào mấy vị thương thế nhẹ nhất trên người lão giả, bất kể như thế nào, ta mục gia đã trở thành thần quốc cười nhạo, tiếp theo, chúng ta chuyện trọng yếu nhất liền là tìm ra kiếm ý này người đầu tiêu. Linh võ đại lục truyền tới tin tức, quyết chiến thiên hàn núi đã hủy, thần bí kia thiếu nữ mất tích. Hơn nữa có người ở xảy ra chuyện trước, thấy một người thanh niên cưỡi một đầu màu đen linh thú xông lên thiên hàn núi. Đây đối với thần bí trai gái hẳn là kiếm ý này mấu chốt. Bắt đầu từ hôm nay, triệu hồi mục gia tất cả ở bên ngoài con em. Mục gia phân chia hai đạo lực lượng, một đạo lực lượng đi linh võ đại lục tìm được đây đối với thần bí trai gái, cũng mang về. Một đạo trấn thủ ở mục gia, tu sửa đền. Hiện tại, không liên quan mục giã chết, quan hệ đến chính là ta mục gia ngút trời tức giận. Không bắt đôi cẩu nam nữ kia, chúng ta không chết không thôi. Hình ảnh quay về, chín nguyên thành khách sạn. Diệp Thần và Phong Thanh Dương câu thông hoàn liền đứng dậy, hướng về phía Trần Chi Phàm cười nói, Phàm ca, khôi phục sao? Trần Chi Phàm gật đầu một cái, mặc dù nhịn mấy cái tháng không thuộc về mình hành hạ, tay chân cũng không biết bị chém đứt liền bao nhiêu lần, nhưng là... Một ngày ngắn ngủi này phối hợp nghịch thiên đan dược, hắn đã khôi phục toàn bộ thực lực. Diệp Thần cũng không ngoài suy đoán, nếu là không có như vậy tư chất, Trần Chi Phàm vậy trên căn bản không có cách nào đi tới nơi này linh võ đại lục. Diệp Thần, tiếp theo chúng ta là về học viện sao? Trần Chi Phàm hỏi. Diệp Thần lắc đầu một cái, ta còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn đi làm.
ngươi trước chờ ta hạ. Diệp Thần suy tính luôn mãi, hay là chuẩn bị đi một chuyến huyết kiếm môn và huyết linh tộc. Huyết kiếm môn bản thân liền bị huyết linh tộc con rối. Nếu như có thể cầm huyết linh tộc bị tiêu diệt nói, Côn Lôn Hư nguy cơ cũng có thể trước thời hạn giải trừ. Hơn nữa Côn Lôn Hư đại năng cũng có thể thành công cứu ra. Diệp Thần nắm trong tay Nam Vực bản đồ, muốn tìm được huyết linh tộc, tự nhiên vô cùng dễ dàng. Nửa giờ sau đó, Diệp Thần bước chân rốt cuộc dừng lại. Nhưng là hắn không có đến gần. Chỉ vì là hắn cảm giác được vài cổ cực mạnh hơi thở. Huyết linh tộc làm sao có thể có cường giả như vậy? Ở hắn trong mắt, huyết linh tộc ở linh võ đại lục thực lực tổng hợp không hề mạnh, thậm chí còn không đạt tới hồn điện. Nhưng mà, giờ phút này hắn nhưng cảm nhận được sâu đậm nguy hiểm. Diệp Thần ánh mắt hướng ngoài 300 thước huyết linh tộc nhìn lại, chỉ gặp hai cái ông già đóng chặt tròng mắt giữ ở ngoài cửa. Diệp Thần rất rõ ràng, uy hiếp liền là tới từ cái này hai người. Mà ngay lúc này, vậy hai cái ông già đột nhiên mở mắt ra. Lạnh như băng ánh mắt bắn về phía Diệp Thần phương hướng. Một người trong đó tựa như hóa thành sấm sét, tay cầm kiếm lạnh lẽo, hướng một phương hướng bỗng nhiên rơi xuống. Một viên đá lớn ầm ầm vỡ vụn. Mặt đất lại là xuất hiện một đạo vết kiếm sâu. Không có ai, làm sao có thể? Ông già nhíu mày, nhắm mắt cảm giác liền một lát, không có bất kỳ phát hiện. Bất đắc dĩ, hắn hay là trở về đến huyết linh tộc cửa. Một ông cụ khác mở miệng nói, người không có bị ngươi bắt lại. Người kia tu vi tựa hồ chỉ có nửa bước tinh khiếu, chẳng lẽ là đến tìm huyết linh tộc trả thù. Ông già lắc đầu một cái, không xác thực định, nhưng cũng không đủ gây sợ hãi. Đối phương không biết dùng thủ đoạn gì, ta chạy đến thời điểm, đã biến mất. Kỳ quái. Bất quá đối phương hẳn không phải là hướng về phía đại nhân tới. Đoán chừng là huyết linh tộc cừu địch. Một ông cụ khác không có tiếp tục truy hỏi, trong mắt ý định giết người chớp mắt, chúng ta không thể xem thường. Cái này giờ phút quan trọng, xuất hiện người bất kỳ đều phải lưu ý. Đợi hồi ta thuận khí tức đi thăm dò xem một phen, vậy người mùi trên người ta nhớ, dùng thuật pháp tìm được không khó. Nói xong, liền ngón tay bắt pháp quyết, nhắm hai mắt mâu. Hiển nhiên bắt đầu tìm người. Hắn rất rõ ràng, bọn họ nhiệm vụ chính là trông nom vị kia đại nhân. Bất kỳ uy hiếp, đều phải bóp chết ở nôi bên trong. Mà giờ khắc này, ngoài 10 dặm, Diệp Thần hơi thở dốc, nếu như không phải là Phong Thanh Dương nhắc nhở mình, hắn có thể thật chết ở dưới kiếm. Huyết linh tộc lúc nào có kinh khủng như vậy cường giả. Phong Thanh Dương trầm tư chốc lát, mở miệng nói, đồ nhi, hai người kia đến từ thần quốc, bọn họ công pháp tựa hồ và thần quốc một thế lực rất giống. Tắt đèn bảo vệ mắt kiểu chữ, lớn bên trong nhỏ. Cái gì thế lực, Diệp Thần theo bản năng nói. Thiên đạo cung, Phong Thanh Dương chậm rãi khạc ra ba chữ, thậm chí mang vẻ tức giận. Xem ra thần quốc những tên kia đã cảm giác được không được bình thường, nếu như ta không đoán sai, bọn họ phái người tới nơi này là bất an biểu hiện. Diệp Thần chau mày, vốn là hắn đối kháng huyết linh tộc cực kỳ dễ dàng, hiện tại nếu như thần quốc ra tay. Hiển nhiên không dễ dàng. Mấu chốt một năm thời gian lập tức đến, mình nếu không ngăn cản, Côn Lôn Hư vẫn là sẽ xảy ra vấn đề. Phong Thanh Dương tựa hồ đoán được Diệp Thần ý tưởng, liền nói, Côn Lôn Hư ngươi tự nhiên không cần lo lắng, nếu thần quốc xuất hiện ở nơi này, bọn họ không rảnh phân tâm đi làm chuyện khác. Hơn nữa lấy ngươi bây giờ thực lực, nếu như bọn họ thật phái người đối kháng Côn Lôn Hư, ngươi trước thời hạn cản đường hủy đi là được. Vượt quá vì sao, ta mơ hồ cảm giác được không đúng, ngươi hiện tại chân chính muốn lo lắng chính là thần quốc. Thiên đạo cung phái người đi tới nơi này. Đây là một cái tín hiệu không tốt. Thậm chí, ta dự cảm, thần quốc thiên đạo cung người rất nhanh liền sẽ tìm tới ngươi. Dưới mắt, rời đi trước Nam Vực, hồi một chuyến thần hỏa học viện đi, viện trưởng đều không phải muốn gặp Trần Chi Phàm sao. Rời đi bây giờ, có thể đề phòng hai người kia truy tìm, còn như cứu Côn Lôn Hư những người đó, không gấp, thần quốc người không thể nào lâu ngây ngô, cùng bọn họ rời đi mới có thể. Ta hiện tại còn lo lắng một chuyện tình, thần quốc người còn ở lại huyết linh tộc có phải hay không là bởi vì khối kia sắp ra đời luân hồi huyền bi. Nếu quả thật là như vậy, khối kia luân hồi huyền bi sẽ rất khó khăn,
người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Diệp Thần nhìn một cái huyết linh tộc phương hướng, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn là chư vị sư tôn hy vọng, tự nhiên không thể lỗ mãng làm việc. Diệp Thần hồi đến khách sạn, trực tiếp sử dụng phi thuyền, và Trần Chi Phàm trở lại Thần Hỏa Học Viện. Dựa theo Trần Chi Phàm giải thích, chỗ kia chân chính truyền thừa chỗ ở di tích, mở ngày hẳn ngay tại gần đây, mà địa điểm, thì ở Nam Vực Chín Nguyên ngoài ngoại ô, một nơi cực kỳ kín đáo núi hoang bên trong. Như không có ngọc phù, hơn nữa tìm được chính xác mở địa điểm nói, cho dù là siêu cấp cường giả, cũng không cách nào cảm giác được di tích tồn tại. Nếu còn có thời gian, Diệp Thần cũng muốn trước trở về một chuyến Thần Hỏa Học Viện, tăng lên một phen thực lực, sau đó, lại trở lại cái này Chín Nguyên Thành. Dẫu sao huyết ma kiếm còn tại học viện. Không có huyết ma kiếm, hắn nhập ma liền thiếu mấy phần lá bài tẩy. Cùng lúc đó, Nam Vực một nơi bông tuyết chi địa. Nơi này chính là Tuyệt Hàn Đế Cung bắt đầu. Một đạo đen nhánh tia chớp, đang hàn băng bên trong bay vùn vụt, đây chính là Diệp Thần được từ Nam Vực vậy con có thượng cổ ma thú huyết thống ô mang. Một cái mang cái khăn che mặt thiếu nữ ngưng mắt nhìn đầu này tốc độ cực nhanh ô mang, gương mặt tái nhợt lộ ra một đạo sáng chói nụ cười. Bạch Nhi, nói cách khác, Diệp Thần không có chết. Sau lưng Bạch Nhi gật đầu một cái, cung chủ, quả thật. Căn cứ điều tra, Diệp Thần đi Chín Nguyên Thành Hồng ra cứu một cái kêu là Trần Chi Phàm người. Không chỉ như vậy, hắn thật giống như còn đột phá đến nửa bước tinh khiếu cảnh. Cung chủ, ta có đôi lời muốn lấy lại, Diệp Thần, ta thật không cách nào tưởng tượng. Ta thậm chí không biết hắn là như thế nào ở Tuyệt Hàn Sơn sống sót. Cung chủ, chẳng lẽ Diệp Thần thật có thể trợ giúp chúng ta Tuyệt Hàn Đế Cung? Ngụy Dĩnh lấy xuống cái khăn che mặt, mảnh khảnh vung tay lên, ô mang chính là đi tới trước mặt nàng. Tay nàng bên vuốt ve ô mang liền nói, hắn cho tới nay đều là như vậy, trên người hắn tràn đầy kỳ tích. Hắn cũng không như vậy dễ chết. Tên này thật là hại chết mắt ta nước mắt. Bạch Nhi che miệng cười trộm. Nàng đi theo Ngụy Dĩnh lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy cung chủ rơi lệ. Bất quá Diệp Thần không có chết, chẳng biết tại sao, nàng là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nàng thậm chí phát hiện, cung chủ nhìn chúng người đàn ông không có sai. Bạch Nhi, mấy ngày nay, người hẳn cái gì đều không thấy được đi. Ngụy Dĩnh thanh âm đột nhiên vang lên. Bạch Nhi vội vàng thu ngưng cười cho, nghiêm túc nói, cung chủ, Bạch Nhi mù, cái gì cũng không thấy được. Đúng rồi cung chủ, tiếp theo, chúng ta nên như thế nào? Ngụy Dĩnh một bước bước lên ô mang, mặc dù không biết ngày đó sau đó chuyện gì xảy ra, nhưng là thần quốc mục gia lương tử hoàn toàn kết. Ta cũng nên đi cái địa phương kia. Ta còn muốn là Diệp Thần chuẩn bị một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Ngụy Dĩnh ánh mắt rơi vào ô mang trên mình. Ô mang, người có muốn hay không vì người chủ nhân thay đổi mạnh hơn? Ô mang ma khí cuộn sạch, nâng lên hai chân, cực kỳ hưng phấn. Vậy ô mang, ngươi liền theo ta tới. Phần cơ duyên này, chính là ngươi đi theo Diệp Thần chinh chiến thần quốc bắt đầu. Một ngày sau, Diệp Thần và Trần Chi Phàm đến một nơi trống rỗng đỉnh núi, Diệp Thần nhìn chung quanh, lấy ra vậy cái cát thanh giao cho hắn, đại biểu viện trưởng thân phận lệnh bài, cả người linh lực ngưng tụ trong đó, hướng về phía một nơi hư không, đánh ra một đạo màu đỏ thẫm ánh sáng. Tia sáng kia bắn trúng hư không, lại quỷ dị không có vào trong đó. Một hồi không gian ba động nhộn nhạo lên, vô căn cứ hiện lên một cái to lớn màu đỏ quang trận, tiếp theo, quang trận liền huyễn hóa thành một đạo đỏ thấm cửa. Trần Chi Phàm cùng Diệp Thần hai mắt nhìn nhau một cái, hắn trong mắt mang chút kích động, dẫu sao Thần Hỏa Học Viện nhưng mà trong truyền thuyết đặc biệt đào tạo cường giả thánh địa một trong à. Mà sư thúc của mình lại là Thần Hỏa Học Viện viện trưởng, thái hư cảnh giới cường giả. Hắn nếu không phải kích động, mới kỳ quái. Bất quá, Trần Chi Phàm vẫn là rất mau tỉnh táo lại, theo Diệp Thần, cùng chung bước vào cửa bên trong. Trong đầu một hồi choáng váng, lần nữa mở hai mắt ra, Trần Chi Phàm đầu tiên thấy, chính là vậy lớn vô cùng cửa, tường cao. Trong nháy mắt, có chút rung động. Diệp Thần nhìn Trần Chi Phàm một mắt, trên mặt thoáng qua một nụ cười châm biếm, hắn vừa mới tới học viện lúc đó, cùng Trần Chi Phàm phản ứng, chênh lệch không bao nhiêu. Rất nhanh. Hai người liền tiến vào học viện bên trong, đi thẳng tới cát thanh chỗ ở vậy tòa tháp cao.
Cát Thanh đang phòng viện trưởng bên trong phê duyệt trước văn kiện, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Nhìn Diệp Thần mang Trần Chi Phàm tiến vào trong phòng, Cát Thanh hơi sững sờ, rất nhanh hắn liền kịp phản ứng đi theo Diệp Thần bên cạnh tên thanh niên kia, chính là hắn sư huynh truyền nhân. Tên này cho tới nay có chút bất cần đời ông già, ngưng mắt nhìn Trần Chi Phàm gương mặt, trong mắt, hiện ra một tia nhớ lại vẻ, tiếp theo, hắn mặt nở nụ cười, đối với Diệp Thần nói. Trở về, Diệp Thần, lần này đa tạ ngươi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, Cát viện trưởng, lần này may mà ngươi, Phàm ca là bạn tốt của ta, cho dù không có ngươi quan hệ, nếu như biết hắn gặp phiền toái gì, bỏ mặc ở nơi nào, ta cũng sẽ thời gian đầu tiên đuổi đi hỗ trợ. Trần Chi Phàm cảm thụ Cát Thanh trên mình cùng mình có chút tương tự hơi thở, liền rõ ràng trước mắt tên này thái hư cảnh ông già, cùng mình sư phụ, quả thật có rất sâu sâu xa. Lúc này tiến lên bái nói, vãn bối Trần Chi Phàm, gặp qua sư thúc. Cát Thanh vội vàng đem Trần Chi Phàm hiện lên, tự ái nhìn Trần Chi Phàm nói, tốt đứa nhỏ, cái khác ta cũng không nói nhiều, ta muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không làm ta đệ tử. Diệp Thần và Trần Chi Phàm, đều là hơi sững sờ. Cát Thanh vừa lên tới, lại liền trực tiếp muốn thu đồ. Bất quá, Diệp Thần khẽ mỉm cười. Đây quả thật là giống như là Cát Thanh sẽ làm ra chuyện, lúc này, hắn đối với Cát Thanh nói, Cát viện trưởng, ta còn có chút chuyện, đi trước. Cát Thanh gật đầu một cái, hắn cũng muốn và Trần Chi Phàm hai người, thật tốt ôn chuyện một chút, sư huynh của hắn, Trần Chi Phàm sư phụ, nhiều năm qua như vậy vẫn là hắn ràng buộc, hắn không kịp chờ đợi muốn biết, sư huynh năm đó, cùng mình thất lạc sau đó, trải qua cái gì. Diệp Thần rời đi phòng viện trưởng sau đó. Liền đi thần hỏa học viện xưởng đi tới, hắn còn muốn đi gặp Ngô lão. Không biết huyết ma kiếm như thế nào. Rất nhanh, Diệp Thần liền tới xưởng bên trong, một mắt liền nhìn thấy tên kia cường tráng ông già. Ngô lão thấy Diệp Thần, chính là cặp mắt sáng lên, ánh sáng lớn thả, hắn tên này đồ đệ tốt, rốt cuộc trở về. Diệp Thần thấy được Ngô lão ánh mắt, không khỏi có chút không biết làm sao, cười khổ đối với Ngô lão thi lễ nói, Ngô lão. Ta trở về. Ngô lão nghe vậy, lại là nhướng mày nói, còn kêu ta Ngô lão. Ách, Diệp Thần gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, sư phụ. Ngô lão lúc này vui vẻ ra mặt, đánh chụp Diệp Thần bả vai nói, theo ta vào đi. Ngươi thanh kiếm kia thật đúng là không bình thường, bất quá sư phụ ngươi ta càng không bình thường. Ngô lão mở cửa, nóng bỏng ý đập vào mặt. Diệp Thần kinh hãi phát hiện. Bên trong nhà lại cất giấu một đạo nham thạch nóng chảy lò. Mà nóng bỏng nham thạch nóng chảy bên trên đứng thẳng một thanh kiếm. Chính là huyết ma kiếm. Chỉ bất quá huyết ma kiếm đã bị biên độ lớn cải thiện. Thậm chí trên thân kiếm còn có khắc cổ xưa minh văn. Minh văn lại là mình tên chữ. Diệp Thần. Đồ nhi, giọt một giọt máu, nhận chủ đi. Diệp Thần gật đầu một cái. Bước ra máu tươi ngay tức thì rơi vào huyết ma kiếm bên trên. Khoảnh khắc gian, toàn bộ mặt đất chấn động lên. Huyết ma kiếm thân kiếm giống như ngọn lửa nóng bỏng hội tụ. Đụng! Một tiếng kinh thiên vang lớn, huyết ma kiếm bùng nổ. Phóng lên cao, bay lên thương khung. Giống như trên trời hạ xuống vẫn thạch, trên không trung xuất hiện một đạo kinh vân độ cong. Không biết qua bao lâu, huyết ma kiếm từ trên trời hạ xuống. Trở lại Diệp Thần trong tay. Cố nhiên Diệp Thần bất hủ thần thể, vậy cảm giác có chút bả khống không ở. Hắn phát hiện Ngô lão lại cầm huyết ma kiếm đã từng không trọn vẹn địa phương bổ túc, lại là gia nhập cực kỳ trọng yếu nguyên tố. Tuyệt đối không kém gì mình hiện tại sử dụng thú hủ kiếm. Thậm chí, như hơn nữa ma đế đáp ứng mình huyền ma lực lượng, tuyệt đối khủng bố. Đồ nhi, ta chưa bao giờ thật tình như vậy chế tạo qua một thanh kiếm. Ta dám nói, trên đời, dù là thần quốc những cái kia thợ rèn vậy kém hơn ta. Diệp Thần hơi kinh hãi, Ngô lão lại như vậy đáng sợ. Ngô lão tựa hồ nhớ lại chuyện cũ, lẩm bẩm nói, đồ nhi, ngươi có lẽ không biết, đã từng ta nhưng mà thần quốc ưu tú nhất thanh niên thợ rèn một trong, chỉ tiếc. Ngô lão thanh âm hoàn toàn mà thôi. Không nói, đều là chuyện cũ. Ngươi chỉ cần biết, ta bây giờ là sư phụ ngươi là được. Ngươi thanh kiếm này, hiện tại thế gian hẳn khó khăn có lực lượng có thể đem chặt đứt. Ta ở bên trong gia nhập canh kim, xích viêm đá, thần ma máu.
những thứ này cũng đều là sư phụ nhiều năm tích góp à. Diệp Thần kinh ngạc nhìn về phía Ngô lão, mấy thứ đồ này bất kỳ thứ nào đều là linh võ đại lục giá trị liên thành tồn tại. Nhưng sư phụ nhưng đem dung nhập vào mình huyết ma trong kiếm. Phần ân tình này, hắn như thế nào trả lại? Diệp Thần tay cầm huyết ma kiếm, mới vừa muốn nói cái gì, Ngô lão cười ha ha một tiếng nói, tốt lắm tiểu tử, lời ong tiếng ve nói ít, nhanh lên một chút bắt đầu theo ta học tập chế tạo thuật đi, tiếp theo, nhưng có ngươi cực khổ, lần này không đem ta chế tạo thuật học nhập môn, ta là sẽ không thả ngươi rời đi. Hai ngày sau, xưởng bên trong, không ngừng truyền ra kim thiết đánh nhau tiếng, nóng bỏng đoán tạo thất bên trong, Diệp Thần quơ búa tạ, không ngừng gõ một khối kim loại, ở hắn mạnh mẽ thần niệm cảm giác dưới, mỗi một đánh, cũng khống chế được vừa đúng lúc. Một bên Ngô lão, xem được đều có chút ngu, Diệp Thần, lại chỉ dùng hai ngày, liền đem hắn chế tạo thuật nhập môn à. Chế tạo thuật, cũng không phải là tốt như vậy học đồ à. Nếu thật sự là như thế mà nói, đây chẳng phải là, đầy phố đều là thần khí thợ rèn. Nguyên bản, Ngô lão lấy là Diệp Thần tư chất coi như mạnh mẽ đi nữa, ít nhất cũng phải tốn trên đếm tháng, thậm chí nửa năm, một năm thời gian, mới có thể nhập môn chứ. Nhưng mà đâu? Diệp Thần, chỉ tốn hai ngày, liền nhập môn. Cái này còn là ở hắn yêu cầu được cực kỳ hà khắc dưới tình huống. Mấy phút sau đó, Diệp Thần rốt cuộc ngưng đả kích, buông xuống tay chúng nặng nề, lau một cái mồ hôi trán, đem khối kia mình chế tạo kim loại lấy ra, nhúng lửa. Hắn cẩn thận nhìn xem, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng, sau đó, hắn đem khối này kim loại giao cho Ngô lão, hỏi, sư phụ, người xem ta khối này kim loại, chế tạo được như thế nào? Coi như là nhập môn sao? Ngô lão nhận lấy khối kia kim loại vừa thấy, cằm đều phải rớt xuống, hắn miễn cưỡng làm bộ như chấn định, có chút cả lăm nói, coi là nhập môn đi. Nào chỉ là nhập môn à, cho dù hắn yêu cầu, đã coi như là vô cùng là hà khắc. Dẫu sao càng cao cấp kim loại, tạp chất trong đó, vậy càng khó trừ. Mà Diệp Thần đâu, khối này kim loại thuần độ, đã đạt tới 99% liền chứ. Đây đã là có thể sánh bằng tài nghệ của mình à. Mà Ngô lão ở chế tạo một đạo, thấm nhuần đã không dưới vạn năm, Diệp Thần đâu. Chỉ học tập ngắn ngủi hai ngày à. Đây không tính là nhập môn, cái gì mới tính nhập môn à. Diệp Thần cười một tiếng nói, đã như vậy, sư phó kia, học trò trước phải rời khỏi một đoạn thời gian, ngài cũng đã có nói, chỉ cần ta nhập môn, liền tạm thời thả ta rời đi. Ngô lão có chút ngơ ngác nói, được rồi, chờ ngươi có rảnh rỗi, lại tới tìm ta là được. Hắn hiện tại, còn không có từ đả kích bên trong, khôi phục như cũ, coi như Diệp Thần muốn tiếp tục học, hắn vậy được chậm rãi mới được. Lúc rời lúc đó, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa ra một kiểu đồ, sư phụ, ta còn có một việc phiền toái ngươi, ta đã từng bất ngờ tập được hạng nhất bí kỹ, tên là ngàn binh bạo, hắn có thể lấy nổ binh khí giá phải trả, phóng thích cực mạnh uy lực, không biết sư phụ có thể hay không đem nó tăng lên tới mạnh hơn tồn tại. Diệp Thần có chút kích động nhìn Ngô lão, dẫu sao ngàn binh bạo đã từng là hắn cực lớn lá bài tẩy, uy lực khủng bố. Nếu như Ngô lão loại cấp bậc này tồn tại đem tăng lên tới trình độ cao nhất, vậy có phải hay không nhiều một phần chống lại thần quốc lực lượng? Ngô lão nhận lấy Diệp Thần vật trong tay, cảm thụ một phen, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Có chút ý tứ, liên quan đến cái này thuật pháp thợ rèn thiên phú kinh người, lại nghĩ đến dùng phương pháp này đối kháng người khác, chỉ bất quá đối với thần hồn yêu cầu cực cao. Còn nữa, cái này thợ rèn đối với một ít thứ hiểu không đủ thấu triệt, đưa đến trong miệng ngươi ngàn binh bạo không tính là đặc biệt hoàn mỹ. Nếu đầu nhi ta yêu cầu, vậy ta tiếp theo liền nghiên cứu cái này ngàn binh bạo, tranh thủ để cho cái này ngàn binh bạo uy lực tăng lên gấp 10 gấp trăm lần, hơn nữa giảm thiểu đối với thần hồn áp lực. Diệp Thần chợt hướng không khí vung quyền đầu. Cái này sư phụ cũng quá cho lực. Nếu như ngàn binh bạo tăng cường, hắn đối kháng một năm ước hẹn liền có lòng tin hơn. Một năm ước hẹn còn lại 10 ngày. Hạ Linh thua tuyệt đối sẽ không để cho Linh Vận thua. Vậy hắn liền muốn làm nhất vạn vô nhất thất chuẩn bị. Diệp Thần trở lại phòng ngủ, trực tiếp câu thông ma đế. Ngay tức thì, mi tâm lực lượng lóe lên. Ma đế hóa là một đạo ma ảnh xuất hiện ở Diệp Thần gian phòng. Ma đế, huyết ma kiếm đã tu bổ,
tiếp theo đến ngươi. Ma đế ngưng mắt nhìn chuôi này không trung trôi lơ lửng kiếm, thần sắc hơi kinh ngạc. Kiếm này chính là thần hỏa học viện vị kia chế tạo đạo sư chế tạo. Diệp thần gật đầu một cái, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Ma đế trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, xem ra thần hỏa học viện đầm rồng hang hổ, vậy thợ rèn năng lực, sợ rằng ở thần quốc vậy ít một chút người có thể cùng chi như nhau. Chỉ bất quá đối phương tu vi tựa hồ hạ xuống rất nhiều, nếu như ta không đoán sai, vậy chế tạo đạo sư đỉnh cấp tu vi hẳn là thái hư cảnh hậu kỳ, chỉ là không biết cái gì nguyên do, biến thành phong môn cảnh, chỉ sợ là bị thương. Người máu này ma kiếm đã bị đạo sư kia tăng lên tới rất mạnh bước. Nếu như phối hợp huyền ma lực lượng, có lẽ sẽ rất sợ rằng. Kiếm này liền giao cho ta một đoạn thời gian, ta cần làm một chút chuẩn bị. Được, Diệp Thần trong lòng mơ hồ có chút mong đợi. Hơn nữa, hắn nghĩ tới Ngô lão ban đầu nói, đã từng là Ngô lão lại là thần quốc thứ nhất thanh niên thợ rèn. Vậy sau đó lại trải qua cái gì, bị thương rơi vào phong môn. Lại là ở thần hỏa học viện biến thành một cái tịch tịch vô danh đạo sư. Diệp thần không nghĩ nhiều nữa, thời gian đến, Ngô lão tự nhiên sẽ tự mình nói. Dưới mắt cái này 10 ngày, hắn phải bắt được luân hồi huyền bia. Luyện hóa luân hồi huyền bia sau đó, một năm ước hẹn, coi như linh vận nghịch thiên tăng lên, hắn cũng có tư cách dung chuyển. Cùng thời khắc đó, linh tiên đế cung. Một tòa thông thiên chùm tia sáng đột nhiên tạo thành. Toàn bộ linh tiên đế cung cũng truyền tới cực mạnh chấn động. Tu luyện bên trong Hạ Nhược Tuyết mở mắt ra, vừa nhớ tới thân, nhưng phát hiện cả người tím đen trường bào Hạ Linh Thu xuất hiện ở nàng bên người. Làm gì? Hạ Nhược Tuyết mặt tuyệt mỹ bàng lại mang dùng mình. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần, nàng mới không muốn ngây ngô tại nơi đáng chết này linh tiên đế cung. Nhưng là hiện tại nếu không cách nào thoát đi, vậy cũng chỉ có thể và Kỳ Tư Thanh cùng nhau chờ đợi. Hạ Linh Thu đem một chén lưu động bảy màu vẻ nước đưa cho Hạ Nhược Tuyết, đây là hôm nay, ăn vào. Hạ Nhược Tuyết cũng không nói nhảm, nhận lấy nước liền trực tiếp ăn vào. Này nước mỗi ngày uống, nàng vậy hoài nghi tới. Nhưng là tựa hồ cũng không tác dụng phụ, hơn nữa uống này nước, nàng tu vi cực độ leo lên. Đơn giản là thánh thủy. Hạ Linh Thu nhìn Hạ Nhược Tuyết ăn vào, kinh ngạc mấy phần, kỳ quái, vì sao người khác ăn vào. Cũng sẽ sinh ra vấn đề. Duy chỉ có người ăn vào không có bất kỳ chuyện, hơn nữa tu vi cực nhanh leo lên. Chẳng lẽ thân thể ngươi và vật kia có chút liên lạc? Hạ Linh Thu lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, đột nhiên cười nói, đi thôi, ngươi sư phụ bế quan kết thúc, khoảng cách tiểu xúc sinh kia một năm ước hẹn còn có 10 ngày, ngươi có lẽ sẽ thấy tên kia chết thảm ở thấy ngươi trên tay. Hạ Nhược Tuyết trong mắt hiện lên vẻ lo âu, muốn nói cái gì? Nhưng phát hiện nàng đã bị Hạ Linh Thu mang đến bên ngoài. Bên ngoài thông thiên chùm tia sáng cực kỳ kinh người. Đây lại là linh vận đột phá dị tượng. Hạ Nhược Tuyết đối với 10 ngày sau Diệp Thần quá lo lắng. Hạ Linh Thu thấy Hạ Nhược Tuyết dáng vẻ, cười, ngước cằm, cao ngạo nói, vì cái này một năm ước hẹn, ta linh tiên đế cung cho linh vận nhiều ít tài nguyên. Cái này dị tượng, cũng không phải là người bình thường có thể chống lại, Nhược Tuyết. Đây cũng là xuất thân linh võ đại lục và thấp võ thế giới chênh lệch. Tài nguyên, thiên phú chênh lệch quá lớn. Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, một đạo càng kinh khủng hơn chùm tia sáng thông thiên lên. Hạ Linh Thu diễn cảm cực độ sợ hãi. Linh vận đột phá chùm tia sáng và cái này đạo cột sáng, chênh lệch to lớn à. Mấu chốt, cái này đột phá cột ánh sáng địa phương, đến từ Kỳ Tư Thanh. Đến từ thấp võ thế giới trái đất Côn Lôn hư Kỳ Tư Thanh. Một ngày sau, Diệp Thần lần nữa đi tới Nam Vực, tại cứ điểm quan trọng ra xếp hàng lúc đó, Diệp Thần ánh mắt quét đến liền một bóng người quen thuộc, không khỏi lộ ra thần sắc tự tiếu phi tiếu. Lần này giữ cửa tướng lãnh, vẫn là cái đó ở Diệp Thần thủ hạ bị trọng thương Bạch Sơn. Bạch Sơn cảm ứng được Diệp Thần ánh mắt, ngẩng đầu lên, làm hắn thấy Diệp Thần lúc đó, lại là sắc mặt ngay tức thì trắng bệch. Hai tròng mắt mở to, hù được thân thể run một cái, trong tay đang khảo hạch tư liệu, cũng rơi trên mặt đất. Bạch Sơn quanh thân các võ giả, có chút không rõ cho nên nhìn Bạch Sơn, hỏi, Bạch tướng quân, thế nào sao? Bạch Sơn hai tay có chút run rẩy nhặt lên trên đất văn kiện, lắc đầu nói, không có sao, không có sao. Rất nhanh,
đến phiên Diệp Thần vào thành, hắn nhìn ánh mắt né tránh, không dám xem hướng mình Bạch Sơn, mặt nở nụ cười cầm trong tay văn kiện, giao đến Bạch Sơn trong tay, mỉm cười nói, Bạch tướng quân, ta tư liệu, có thể có vấn đề. Bạch Sơn thậm chí liền xem đều không xem phần kia tư liệu, liền trực tiếp đẩy lại thông qua con dấu, cười mỉa nói, không thành vấn đề, không có vấn đề. Diệp Thần nhìn chằm chằm hắn nhìn tốt một lát, mới gật đầu một cái, tiến vào bên trong thành. 3 tiếng sau đó, Diệp Thần liền đi tới Chín Nguyên Thành bên ngoài trăm ngàn dặm một nơi núi hoang bên trong, hắn cầm ra một quả la bàn, Trần Chi Phàm đã đem truyền thừa vị trí chỗ ở, khắc ghi ở la bàn bên trên. Ở la bàn chỉ dẫn dưới, Diệp Thần dần dần đi dãy núi chỗ sâu đi, trong mắt thấy cảnh sắc, vậy từ khô héo cây cối, màu xám trắng nham thạch, bắt đầu dần dần thay đổi. Ở Diệp Thần trước mắt, lại là xuất hiện một phiến quỷ dị rừng phong, cái này rừng phong cây cối cao vút, xanh tươi tốt, đầy cây là màu máu đỏ lá phong, ngừng mắt nhìn trước mắt rừng phong, Diệp Thần không khỏi dừng bước, ánh mắt nhỏ tránh. Cái này rừng phong bên trong, tản ra một loại khó hiểu hơi thở, cho dù là hắn đều cảm thấy một tia áp chế, trọng yếu nhất chính là, cái này phiến rừng phong ở nơi này núi hoang bên trong, quá chói mắt à. Nhưng mà, lấy hắn thần niệm mạnh, khi tiến vào nơi này trước, nhưng là hoàn toàn không có chú ý tới cái này rừng phong tồn tại, khó trách Trần Chi Phàm phải nói, nếu không phải biết di tích chỗ ở vị trí cụ thể, cho dù di tích mở, cũng sẽ không bị những người khác phát hiện. Hiển nhiên, chỗ này rừng phong, rất kỳ lạ. Nếu là không có đầu mối chỉ dẫn, sợ rằng, cho dù là thái hư cảnh tồn tại, đều không cách nào tìm đến chỗ này chứ. Diệp Thần hít sâu một hơi, cái này truyền thừa xem ra quả thật không đơn giản. Có thể bảo vệ luân hồi huyền bia người, làm sao có thể đơn giản. Bất quá càng như vậy mới vượt có thể khơi mào hắn hứng thú. Hắn khóe miệng, hiện lên một tia hơi có vẻ nụ cười hưng phấn, lúc này không chần chờ nữa, bước tiến vào cái này rừng phong bên trong. Căn cứ Trần Chi Phàm nói, nơi di tích kia ở nơi này rừng phong bên trong, nhưng là hắn cũng không thể xác định vị trí cụ thể, hiện tại, không thể làm gì khác hơn là cùng vậy di tích xuất hiện. Diệp Thần lấy ra trận bàn, ở chung quanh bố trí xong, ngồi xếp bằng xuống, hắn lấy ra một chuôi khí tức cường đại kiếm, đôi mắt khép hờ, điều chỉnh chuyện mình trạng thái. Hắn muốn ở di tích xuất thế trước, thử nghiệm bước vào tinh khiếu cảnh. Mà đây kiếm chính là hắn bước vào tinh khiếu bắt đầu. 2 giờ sau này, Diệp Thần lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt tử mang chớp mắt, cả người tản mát ra một cổ phi phàm uy thế. Cả người hùng hậu linh lực, ở trong người cực nhanh vận chuyển, liền không khí chung quanh, ở Diệp Thần hơi thở dưới ảnh hưởng, cũng mơ hồ bắt đầu vặn vẹo. Trước khí thế leo lên tới đỉnh cấp ngay tức thì, Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, đầu tiên là một đạo chói mắt kim quang ở Diệp Thần sau lưng bùng nổ, kim quang bên trong, mơ hồ có bạch hổ chi hình chợt lóe lên, rồi sau đó kim long, kỳ lân, thần ma, huyền diễm đợi một chút, tượng trưng cho Diệp Thần lực lượng hư ảnh, rối rít thoáng hiện. Một khắc sau, một cổ ngút trời uy thế, đột nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể phóng lên cao, trận bàn kia ánh sáng cuồng tránh nhưng chút nào không cách nào ngăn trở cái này cổ hơi thở bùng nổ. Liền trời cao bên trong mưa gió, đều ở đây cái này cổ uy thế kích thích dưới, mơ hồ biến sắc. Gió lớn gào thét, điện thiểm lôi minh, thiên địa linh lực, điên cuồng phun trào. Trên bầu trời vô tận lôi kiếp bỗng nhiên hạ xuống. Cái này lôi kiếp quá kinh người. Coi như phong môn cường giả đột phá cũng không khả năng như vậy khủng bố à. Một đạo mang thần lôi ý, mang thiên đạo tức giận lôi kiếp rơi xuống. Diệp Thần Dâu Ria không nhúc nhích. Hắn và những thứ khác đột phá nghênh đón lôi kiếp cường giả hoàn toàn khác nhau. Người khác là sợ hãi. Còn hắn thì hưởng thụ. Diệp Thần căn cơ quá mạnh mẽ. Nếu là không có luân hồi huyết mạch, hắn cơ duyên, có thể đều đủ để cho mình bước vào phong môn cảnh. Chính là bởi vì luân hồi huyết mạch đối với võ giả yêu cầu quá cao quá cao. Bây giờ Diệp Thần vừa mới chuẩn bị bước vào tinh khiếu. Cùng lúc đó, thần quốc, một tòa cực kỳ xa hoa và linh khí dịch hóa cung điện. Cung điện khoáng đạt vô cùng, chung quanh linh khí đậm đà dịch hóa. Khám gọi thế gian cao nhất chỗ tu luyện. Mà giờ khắc này, cung điện chỗ sâu nhất, chẳng biết tại sao, mặt đất lại chấn động lên. Một đầu rồng thần mở mắt ra,
khí tức lạnh như băng hoàn toàn phóng thích. Mà trên thần long uy nghiêm người đàn ông cũng là từ trong tu luyện mở ra. Hắn con người tràn đầy kinh hãi và kinh ngạc. Thiên đạo cung đã rất lâu không có chấn động động tới, cái này dư chấn đến từ nơi nào? Ngươi có biết tới từ nơi nào? Trên thần long người đàn ông đứng lên, hai tay chắp sau lưng, hỏi rồng thần nói. Rồng thần chợt đứng lên, uy áp tự thành, toàn bộ cung điện tựa như hóa là một phiến biển lửa. Cái này rồng thần lại tự thành dị tượng. Rồng thần con ngươi nhìn chằm chằm một khối to lớn bát quái chi bàn, lại có thể mở miệng nói chuyện, dị tượng đến từ nơi đó. Tựa hồ có người đột phá, để cho điều này có thể dự cảm tương lai thiên đạo bàn sợ hãi. Vật này có thể biết trước hết thảy, chắc hẳn hắn dự cảm đến tương lai sẽ bị người đánh nát. Mà đây thiên đạo cung động đất, chỉ sợ sẽ là đến từ cái đột phá này người. Xem ra, từ lần trước cái họ kia đảm nhiệm rời đi sau đó, lại có người muốn đối thiên đạo cung bất lợi. Tương lai, người ta gặp mặt sắp to lớn uy hiếp. Trên thần long người đàn ông nhìn run rẩy thiên đạo bàn, con người ngưng trọng. Đoạn thời gian này, tâm trạng bất an càng ngày càng đậm. Cái này chấn động chỉ sợ là đến từ người thanh niên kia. Hắn mặc dù để cho người đi điều tra thanh niên thân phận, nhưng là luôn có người ở linh võ đại lục làm cho này người thanh niên che giấu. Mỗi tương ứng người hắn phải tìm được người này, đầu mối liền lại đột nhiên cắt đứt. Bất quá hắn đã biết là ai che đậy cái này người thanh niên hơi thở. Vĩnh Hằng Thánh Vương. Tên kia, lại còn sống. Hắn lại đang bố trí. Trên thần long người đàn ông quả đấm cầm chặt, ý định giết người phóng thích, thiên đạo cung không cho phép cái này loại uy hiếp. Nếu lão đầu tử kia muốn trở ngại ta phát hiện cái này người thanh niên. Vậy thì phái người cầm lão đầu này bắt trở lại đi. Vĩnh Hằng Thánh Vương, ngươi ẩn giấu lâu như vậy, chúng ta cũng nên gặp mặt. Bỏ mặc ngươi bày dạng gì cục, ta cũng sẽ xem ban đầu như vậy đánh nát. Ta thiên đạo cung tuyệt không cho phép thế gian xuất hiện lại cái thứ hai đảm nhiễm phi phàm. Vậy tuyệt không cho phép lại còn người ngay trước thần quốc vô số thế lực mặt, một kiếm chém chết thiên đạo cung cung chủ. Đây là ta thiên đạo cung vĩnh cửu khuất nhục. Tuyệt không cho phép. Ai có thể nghĩ tới, cái này thiên đạo cung thân phận tôn quý người đàn ông, lại đang cuồng nộ. Nói xong, trong tay hắn ngưng tụ sấm sét, một trường hướng thiên đạo bàn đập tới. Thiên phạt thần lôi, ta ngược lại là phải xem, cái đó thần bí thanh niên có thể hay không chịu đựng ở. Thiên lôi càng ngày càng khủng bố. Thời khắc này Diệp Thần khẽ cau mày. Cái này lôi kiếp thay đổi thế nào? Tựa hồ và mới vừa rồi lôi kiếp hoàn toàn không cùng. Hắn nhìn lướt qua thương khung dần dần tạo thành một đạo hư ảnh thần lôi, hơi biến sắc mặt. Ngày này sấm lại ẩn chứa thiên phạt lực. Thiên đạo muốn chu diệt mình. Giờ khắc này, Diệp Thần không do dự nữa, quanh thân phóng thích cực kỳ khí thế kinh khủng. Thú hủ kiếm cầm ở lòng bàn tay. Xích Trần thần mạch, mở. Vô tận ma khu, mở. Bất hủ thần thể, mở. Thiên phạt thì như thế nào, hôm nay, ta Diệp Thần liền muốn đối kháng ngày này phạt oai. Một kiếm này, ta chém thế giới bất công, ta chém vận mệnh gông xiềng. Rừng phong bên trong, dị tượng chấn thiên. Nhưng là, một màn quỷ dị này, ở rừng phong ra, nhưng là không thấy được chút nào. Thời gian từng giây từng phút địa lưu thệ, bầu trời bên trong dị tượng, nhưng không có dấu hiệu yếu bớt chút nào, ngược lại, càng ngày càng nghiêm trọng. 2 giờ sau đó, cái này phiến rừng phong một chỗ khác, mấy tên thanh niên trai gái đồng thời tiến vào cái này rừng phong bên trong. Khi tiến vào ngay tức thì, bọn họ chính là cùng chung ngẩng đầu lên, hướng trời cao nhìn. Hiển nhiên, chú ý tới Diệp Thần đột phá lúc đó, đưa tới thiên tượng. Mà càng làm cho người giật mình là, cái này mấy người bất ngờ đều là phong môn cảnh cường giả. Trong đó, tu vi thấp nhất một cô gái, đều là phong môn cảnh tầng 2 thiên tồn tại. Nhìn qua tuổi tác cũng không quá 25-26 tuổi mà thôi. Mà những thứ khác mấy người, nhất lớn tuổi một người nam tử, cũng bất quá là chừng 30 tuổi tuổi tác. Hắn tu vi cũng đã đạt tới sợ hãi phong môn tầng 5 thiên. Cái này mấy người, hiển nhiên đều là yêu nghiệt à. Không thể so sánh yêu nghiệt à. 30 tuổi phong môn cảnh tầng 5 thiên. Bắt được linh võ đại lục bên trên, sợ rằng, có thể trong nháy mắt giết một mảng lớn thiên tài chứ.
đều đủ để leo lên linh võ bước lên huyền bảng liền chứ. Mà tên nam tử này tử, lại vẫn không phải mạnh nhất tồn tại. Mấy người bên trong, mạnh nhất là một người phong môn cảnh tầng 6 thiên nam tử. Hơi thở thậm chí tiếp gần 7 tầng thiên. Hơn nữa không thể tưởng tượng nổi phải, người thanh niên này nhìn qua cực kỳ cao quý. Giữa eo hắn treo một khối ngọc bài, phía trên thật đơn giản hai cái cổ xưa chữ viết. Thần quốc, cất dấu luân hồi huyền bia bảo bối ra đời, thần quốc thế lực vậy rình rập à. Hơn nữa, cái này mấy người ánh mắt bên trong, đều mang một loại vô hình cao ngạo. Thiên tài cũng là cao ngạo, cũng tự tin mình có những người khác không cách nào sánh vai thiên phú cường đại, nhưng là cái này mấy người cao ngạo, cùng chi không cùng. Cái này mấy người cao ngạo, là một loại cầm thế gian vạn vật đều không để ở trong mắt cao ngạo. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, cái này mấy người ánh mắt và hắn đã từng thấy qua mắt của một người thần, rất giống. Đó là Mục Giã ánh mắt. Mà đây mấy tên thanh niên trai gái, rất nhanh cũng hướng một người nhìn, chính là tên kia phong môn tầng 6 thiên thanh nam. Người thanh niên này, hiển nhiên là đám người này bên trong người lãnh đạo, lúc này, hắn nhìn bầu trời bên trong dị tượng, hơi cau mày. Nhưng vào lúc này, vậy mây sấm cùng gió lớn, đột nhiên bây giờ tan biến không còn dấu tích, hết thảy giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vậy. Trong đó một người nhìn qua thần sắc âm hiểm, cả người hoa phục, eo bái phục một chuôi trang sức được vô cùng hoa lệ trường kiếm phong môn nam tử hỏi. Triệu sư huynh, nơi này rừng phong, tựa hồ có chút dị thường, mặc dù thấy được chỗ kia dị tượng, nhưng không cảm giác được kết quả chuyện gì xảy ra, phải đi xem sao. Triệu Vân Hoa trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói cũng tốt, bất quá lần này mấy vị kia giao phó nhiệm vụ chủ yếu, hay là tìm được nơi di tích kia chỗ. Lý Thâm, ngươi và Trần Mai Hương đi xem chuyện gì xảy ra, chúng ta tiếp tục tìm di tích vị trí cụ thể, nếu như có chuyện gì, kịp thời thông báo chúng ta. Luân hồi huyền bia, chúng ta phải đạt được. Tên kia hông đeo trường kiếm nam tử, và trong đó tu vi thấp nhất phong môn tầng 2 thiên nữ tử gật đầu một cái, liền hướng mây sấm chỗ ở phương hướng bước đi. Ngày hôm nay cười cười tốt nghiêm túc viết, đầu tháng cầu phiếu hàng tháng nha. Có phiếu hàng tháng cũng đầu một chút, yêu các ngươi. Rừng phong bên trong, thiên phạt thần lôi bỗng nhiên hạ xuống, một đạo tiếp theo một đạo. Diệp Thần cố nhiên không sợ thần lôi, nhưng khóe miệng vẫn mơ hồ mang máu tươi. Cái này thiên phạt thần lôi dư âm lại đến gần phong môn cảnh. Hắn chẳng qua là đột phá tinh khiếu cảnh mà thôi. Còn như vậy sao? Hắn không do dự nữa, cầm chặt thú hổ kiếm. Một kiếm hướng thiên phạt thần lôi chém xuống. Trảm thiên nhất kiếm. Kiếm quang giống như một đầu ngút trời cự thú, hướng vậy thần lôi chiếm đoạt đi. Hai cổ cực đoan lực lượng đụng chạm. Mấy giây sau đó, thiên phạt thần lôi bỗng nhiên biến mất. Diệp Thần hơi thở dốc, nhưng còn cũng không lâu lắm, mười mấy đạo thiên phạt thần lôi hạ xuống. Trời à! Diệp Thần con người phóng đại, thần ma luân hồi quyết vận chuyển. Bỗng nhiên thi triển phần thiên nhất kiếm. Một đạo chói mắt đến cực hạn kiếm quang. Kiếm quang lượn lờ ngọn lửa. Rừng phong trời, tựa như bị lửa cháy bừng bừng cháy. Đây là phần thiên nhất kiếm kiếm quang. Phần thiên nhất kiếm kiếm quang như cắt rời liền thời không, kinh bạo hết thảy. Một kiếm này ngưng tụ uy thế, cơ hồ chấn thiên. Đụng. Một tiếng kinh thiên vang lớn, bụi bẩm cuồn cuộn. Diệp Thần thân thể lại là rất miễn cưỡng bị chấn động đến 10 mét ra, cực kỳ chật vật. Mấy giây sau đó, Diệp Thần mới chật vật đứng dậy. Hắn nhìn trên bầu trời thiên phạt thần lôi, nhíu mày, trời muốn giết ta. Các ngươi thật sự có tư cách sao? Lời nói vừa dứt hạ, trăm đạo thiên phạt thần lôi hạ xuống. Vô tận sấm sét kinh hãi người tới trình độ cao nhất. Nếu quả thật hạ xuống, đừng nói Diệp Thần. Coi như là phong môn cường giả vậy muốn chết a. Diệp Thần con ngươi viết đầy ngưng trọng. Ngay tại lúc này, luân hồi mộ bia bên trong, một giọng già nua đột nhiên vang lên. Thiên đạo cung lại muốn giết ngươi. Như vậy thiên phạt hạ xuống đến một cái thằng nhóc chưa dứt sữa trên mình, ngược lại có chút ý kiến. Diệp Thần nghe được cái này thanh âm, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Thương cổ thần y. Chẳng lẽ thương cổ thần y muốn ra tay? Tên này không phải quái tính tình sao? Chẳng lẽ thấy như vậy thiên phạt hạ xuống, trong lòng không đành lòng.
nhưng mà, rất nhanh một chậu nước lạnh tưới xuống. Thằng nhóc, lão phu cũng không nói cứu ngươi. Một bên hóng mát đi. Chỉ bất quá ngày này phạt chi âm quấy rầy lão phu thanh tĩnh. Tự sanh tự diệt đi. Thanh âm biến mất. Diệp thần. Hắn coi như là lĩnh hội liền vì sao là quái tính tình thần y. Cả đời chỉ cứu 17 người. Cứu vẫn là chém ách cảnh đại năng. Mình cho dù là luân hồi mộ chủ, vậy chút nào không để ý tới biết a. Bất đắc dĩ, Diệp thần chỉ có thể từng bước một hướng thiên phạt đi tới. Hắn đạo chính là không có sợ hãi. Trăm đạo thiên phạt thần lôi ầm ầm hạ xuống, diệt thế uy áp bao phủ hết thảy. Diệp thần một miệng đỏ bừng máu tươi khạc ra, quanh thân tựa như đều phải bị hủy diệt. Hắn đem cuối cùng một tia lực lượng lần nữa kích hoạt xích trần thần mạch. Có thể xích trần thần mạch vẫn không cách nào chống lại. Nghi tâm ma đế đang đem huyền ma lực lượng hội tụ đến huyết ma kiếm bên trong, tự nhiên không rảnh trợ giúp Diệp thần. Phong Thanh Dương trước đây không lâu mới vừa nắm trong tay qua Diệp thần thần thể, tự nhiên không cách nào sẽ giúp mình. Cố nhiên như vậy, Diệp thần ánh mắt chưa bao giờ buông tha. Hắn bước ra một bước, nhảy cao trên bầu trời, mười mấy chuôi tản ra cực mạnh hơi thở binh khí trôi lơ lửng. Ngàn binh bạo. Diệp thần chỉ có thể thử nghiệm ngàn binh bạo có thể hay không chậm xông lên cái này thiên phạt thần lôi. Cường đại tiếng nổ chấn động thiên địa, một đạo to lớn mây hình nấm phun trào ra. Nhưng mà, cực hạn lực lượng vẫn bị thiên phạt thần lôi tại chỗ biến dạng. Oanh oanh liệt liệt hướng Diệp thần đi. Lục đạo kiếm thần kiếm thứ ba, sấm. Diệp thần trong mắt lóe lên kiên quyết, kiếm trong tay mang sấm ý. Ngay tại muốn đụng chạm thời điểm, đột nhiên, một cái trứng khổng lồ vô căn cứ xuất hiện. Rồi sau đó, trứng khổng lồ lại rất miễn cưỡng xông vào thiên phạt thần lôi bên trong. Tiểu hoàng. Diệp thần kinh hô thành tiếng. Hắn cũng không hy vọng tiểu hoàng xảy ra chuyện. Ngày này phạt ý quá mạnh mẽ. Mấu chốt tiểu hoàng đã luyện hóa kết thúc, chỉ cần lột vỏ là có thể tái hiện. Như lúc này tiểu hoàng lấy trứng trọi đá, hết thảy liền uổng phí à. Nhưng mà, một giây, hai giây, ba giây, ước chừng 10 giây sau này. Thiên phạt thần lôi lại biến mất. Trong bầu trời, chỉ có một quả trứng khổng lồ trôi lơ lửng. Trứng khổng lồ chung quanh lóe lên cuồng bạo điện hồ. Cách. Một đạo bão cách chi tiếng vang lên. Đến từ tiểu hoàng. Diệp thần kinh hãi đến trình độ cao nhất. Bây giờ tiểu hoàng lại liền thiên phạt thần lôi cũng có thể hấp thu. Trứng khổng lồ từ trời cao rơi xuống, đi tới Diệp thần trước người, lắc lư mấy cái, tựa như tâm tình không tệ. Diệp thần vừa định đưa tay ra lau trứng khổng lồ bên trong truyền đến tiểu hoàng thanh âm. Chủ nhân, lần sau có ăn ngon chủ động kêu ta nha, ta đói bụng lắm. Ta hiện tại mới 7 phần no, cái này lôi mùi vị quá đắng chát, chỉ có thể miễn cưỡng lấp đầy xuống bụng. Nơi này không khí không tệ, ta ở bên ngoài ngủ một lát, ngươi tùy ý, thật là mệt à, vỏ trứng này thật cứng rắn, ta không phá nổi, cùng ăn no tỉnh ngủ có lẽ có thể. Nói xong, trứng khổng lồ liền yên lặng không nhúc nhích. Diệp thần có chút mộng. Tiểu hoàng, cũng quá ngạo mạn đi. Dám nuốt trời phạt thứ nhất thú à. Cùng thời khắc đó, thần quốc thiên đạo cung. Cung điện chấn động bỗng nhiên dừng lại. Vậy cái thiên đạo bàn dần dần xuất hiện một tia vết rách. Trên thần long người đàn ông chau mày, sắc mặt đen đến mức tận cùng. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngay tức thì đi tới thiên đạo bàn trước. Hắn đưa tay ra, chạm trước vậy thật nhỏ vết rách, quanh thân lại ngưng tụ ra một đạo thao thiên hỏa diễm. Đầu kia hơi thở kinh khủng rồng thần mở miệng nói. Vậy để cho ngươi cảm giác được uy hiếp người chết rồi. Người đàn ông không nói gì. Nhưng là nếu như lưu ý nhất định sẽ phát hiện người đàn ông thân thể đang run rẩy. Trên cổ gân xanh lại là bạo khởi. Hắn ở áp chế tức giận, nhưng là tức giận như vậy, làm sao có thể chế trụ à? Đây là người phàm đối thiên đạo khiêu khích. Khiêu khích trắng trợn. Đầu kia rồng thần hiển nhiên phát hiện cái gì, mở miệng nói. Liền thiên phạt thần lôi cũng lau không đi người này uy hiếp, có thể so với kia vị họ Nhâm còn đáng sợ hơn. Nếu như chúng ta không ở chỗ này tử lớn lên trước đem chém chết, vô cùng hậu hoạn. Có cần hay không ta ra tay, ta đi một chuyến linh võ đại lục, đem bất kỳ tương quan người toàn bộ tru diệt, coi như vậy chướng mắt vĩnh hằng thánh vương,
ở ta trước mặt, cũng chỉ có chết có thể. Người đàn ông ngưng mắt nhìn thiên đạo bàn, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, ngươi là ta lá bài tẩy, không tới thời khắc mấu chốt, ngươi không thể ra tay. Ngươi nhiệm vụ chính là trông nom khối kia luân hồi huyền bia. Nếu để cho người biết cửu thiên thần long điện viêm thiên rồng thần hạ giới đuổi theo giết một tên tiểu tử, chẳng phải là trở thành cửu thiên thần long điện cười nhạo. Vậy rồng thần gật đầu một cái, trở lại chỗ cũ. Mấy giây sau đó, nó đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, đoạn thời gian này, cửu thiên thần long điện mơ hồ truyền tới hỗn loạn cảm giác, nơi đó tựa hồ vậy thời tiết muốn thay đổi. Ta nghe cửu thiên thần long điện ngang trời xuất thế một đầu thao ý trời huyết long. Huyết long trong cơ thể tựa hồ có thượng cổ huyết ma rồng thần huyết mạch, lại mơ hồ siêu thoát huyết mạch hạn chế, nhô lên biến thành nào đó loại càng cường đại hơn tồn tại, thậm chí chẳng biết tại sao, nó quanh thân có thể phóng thích bách thú kỹ thuật đánh nhau. Tên này, tựa hồ muốn uy hiếp ta tồn tại. Hơn nữa, huyết long này nói, quá cổ quái, một đầu rồng thần lại đi sát đạo. Phảng phất là hấp thu vô số biển máu và tự ý sống lại mà thành. Nếu như máu kia long tiếp tục như vậy nữa, ta phải hồi một chuyến cửu thiên thần long điện, nó nếu là ở nơi đó xưng vương, hiệu lệnh 9 tầng trời long tộc. Không đề cập nữa, hẳn không có thể. Một cái người ngoại lai làm sao có thể hiệu lệnh 9 tầng trời long tộc. Người đàn ông nghe được những lời này, chân mày ngưng tụ thành chữ xuyên. Cửu thiên thần long điện như vậy thần bí tồn tại cũng xảy ra chuyện, chẳng lẽ thiên đạo cung ngày tận thế tới thật. Cũng may vậy ngang trời xuất thế rồng thần và thằng nhóc kia không có quan hệ gì. Nếu không, nếu như hai người liên thủ, hắn không dám nghĩ tới. Chuyện này ta sẽ giải quyết. Chỉ cần mang về Vĩnh Hằng Thánh Vương, hết thảy tất nhiên rõ ràng. Mà lúc này Diệp Thần, đã đứng dậy, mặt lộ vẻ một nụ cười châm biếm, đối với người bình thường mà nói, tinh khiếu cảnh giới tuyệt không phải tốt như vậy đột phá, nhưng đối với Diệp Thần đâu. Mặc dù là hoàn mỹ đột phá, xài một ít công phu, nhưng tổng thể mà nói vẫn là thành công. Hắn bây giờ đã bước vào tinh khiếu cảnh nhất tầng thiên. Sợ rằng đối mặt phong môn tầng 6 thiên cường giả, đủ đánh một trận. Phong môn và thái hư, một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch khủng bố như vậy. Diệp Thần hoạt động thân thể một chút, cảm thụ trong cơ thể hơn nữa mênh mông lực lượng, mặc dù đột phá tinh khiếu cảnh, đối với hắn thực lực mà nói. Không có cực độ tăng lên, nhưng là, bất luận là linh lực, lực lượng, sức hồi phục đợi một chút mỗi cái phương diện, đều có chút một ít tiến bộ, tổng thể mà nói, coi như là tăng lên gấp mấy lần thực lực đi. Đừng xem nhẹ cái này gấp mấy lần thực lực, phải biết, Diệp Thần ở không đột phá trước, nhưng mà liền có phong môn cảnh chiến lực à. Giữa lúc Diệp Thần chuẩn bị củng cố một phen cảnh giới lúc đó, lại đột nhiên thần sắc động một cái hướng khác nhìn. Chỉ gặp hai đạo thân ảnh, hiện lên ở tầm mắt bên trong, mà hai người kia vậy rõ ràng sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới nơi này sẽ có người. Cái này hai người, tự nhiên chính là Lý Thâm và Trần Mai Hương. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, Lý Thâm mặc dù một bộ cậu ấm lối ăn mặc, nhưng là Diệp Thần lại có thể rõ ràng được cảm giác được, người này tuyệt không phải như vậy hào nhoáng bên ngoài võ giả. Thậm chí, hắn thực lực, mạnh hơn tại hắn cảnh giới. Một bên Trần Mai Hương, cũng là như vậy, cái này hai người hiển nhiên lai lịch cũng không bình thường. Mà Lý Thâm và Trần Mai Hương, nguyên vốn còn có chút cảnh giác nhìn Diệp Thần, nhưng là khi bọn hắn chú ý tới Diệp Thần tu vi sau đó, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt cũng thoáng qua vẻ cổ quái. Mà Diệp Thần, ánh mắt từ Lý Thâm trên mình đảo qua một cái, ở Trần Mai Hương trên mình, hơn dừng lại chốc lát. Cái này Trần Mai Hương, da thịt trắng nõn. Cả người hồng quần, mắt như thu thủy, vóc người nóng như lửa, ngũ quan cũng là vô cùng tinh xảo, mặc dù so với Kỳ Tư Thanh Ngụy Dĩnh Hạ Nhược Tuyết các loại cao cấp người đẹp, còn phải kém hơn một chút, nhưng vậy cũng coi là thiên tư quốc sắc. Hơn nữa, trên người, tản ra một cổ kỳ dị thiên nhiên thể thơm, mặc dù không như tử ngưng hồn thơm, nhưng vậy là đặc biệt mùi thơm, mang theo mị hoặc hiệu quả, Diệp Thần là một bình thường người đàn ông, hơn xem hai mắt vậy rất bình thường. Có thể rất nhanh, Diệp Thần liền thu hồi ánh mắt. Cái này hai người tuy mạnh, nhưng là lấy Diệp Thần bây giờ thực lực, còn không cần quá chú ý bọn họ. Còn như cái này hai người vào lúc này đi tới nơi này, không thể nghi ngờ cũng là vì vậy di tích mà đến,
bất quá Diệp Thần ngược lại là không có vấn đề, dù sao tiến vào di tích sau đó, dĩ nhiên là bằng bản lãnh của mình tranh đoạt, vậy không cần thiết ở chỗ này liền động thủ. Gặp Diệp Thần đối mặt mình hai người, nhưng lại như là này rửng rưng, Lý Thâm trong mắt mơ hồ thoáng qua một tia lạnh ý, nói. Trần sư muội, ta còn lấy là ngày đó giống có đặc biệt gì đâu, bây giờ nhìn lại, thằng nhóc này hơi thở còn có chút không yên, chắc hẳn, là hắn mới vừa đột phá tinh khiếu cảnh đưa tới chứ. Tinh khiếu cảnh, còn là mới vừa đột phá, Triệu sư huynh lại vì loại người này để cho chúng ta chạy một chuyến, à, người ta thật đúng là xui xẻo à. Vậy Trần Mai Hương nhìn lướt qua Diệp Thần, cũng là có chút không vui nói, đi thôi, nếu xác định, vậy không cần phải ở loại người này trên mình lãng phí quá nhiều thời gian. Diệp Thần ánh mắt lãnh đạm, căn bản không dự định để ý hai người. Lý Thâm vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, tầm mắt nhưng là quét ngã cái gì, thân thể một chuyển, lại trực tiếp hướng tiểu hoàng trứng khổng lồ đi tới. Ồ, sư muội, yêu thú này trứng tựa hồ có chút cổ quái. Chẳng lẽ mới vừa rồi dị tượng không phải tới từ thằng nhóc này, mà là quả trứng khổng lồ này. Đã như vậy, chúng ta liền đem nó mang về. Nhưng mà hắn còn chưa đến gần trứng khổng lồ, Diệp Thần chính là chắn trước người của hắn. Tiểu hoàng còn chưa lột vỏ, hắn liền sẽ không để ý hết thảy bảo vệ. Lý Thâm nhướng mày một cái, trứng khổng lồ này ai cũng thành là ngươi. Nhưng mà, Diệp Thần chỉ trả lời mấy chữ, hắn đang nghỉ ngơi, không nên quấy rầy. Trần Mai Hương cũng là đi tới, ngưng mắt nhìn trứng khổng lồ, nàng nhắm mắt lại, tựa hồ đang cảm thụ cái gì. Hồi lâu, nàng trong mắt mở ra, có chút ngạc nhiên mừng rỡ, sư huynh, quả trứng khổng lồ này ta muốn mang đi, ta muốn nó trở thành ta thú cưỡi. Nàng hiển nhiên phát hiện trứng khổng lồ không bình thường. Lý Thâm sắc mặt vậy âm hàn xuống, trong con người mơ hồ chớp động sát ý, mỉm cười nói, có thể là Trần sư muội làm những thứ này, là ta vinh hạnh, yên tâm đi, trứng khổng lồ này bắt đầu từ bây giờ liền thuộc về sư muội. Diệp Thần thấy hai người lên tiểu hoàng chủ ý, thần sắc lạnh như băng, xuống thông điệp cuối cùng, đi bây giờ, ta không giết người. Lý Thâm và Trần Mai Hương nghe vậy, đều là hơi sững sờ. Cái này tinh khiếu cảnh võ giả ở mình trước mặt hai người không hù bể mật thì thôi, còn dám đối với bọn họ nói như vậy. Ở hai người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Diệp Thần lạnh giọng nói, ta, không phải các ngươi có thể mạo phạm tồn tại, hiểu không? Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Lý Thâm và Trần Mai Hương, cứ như vậy tựa như hóa đá vậy, trợn mắt há mồm nhìn Diệp Thần. Chỉ chốc lát sau, rừng phong bên trong, vang lên một hồi cười thật to. Lý Thâm và Trần Mai Hương cười thật to. Lý Thâm một bên cười như điên, vừa chỉ Diệp Thần lỗ mũi, đối với Trần Mai Hương nói, hắn nói gì? Trần sư muội, ta không có nghe lầm chứ? Hắn nói mình là chúng ta xúc phạm không dậy nổi tồn tại. Linh võ đại lục tinh khiếu cảnh như thế mạnh mẽ, còn là mới vừa đột phá. Loại người này ở thần quốc, cho ta sách giày cũng không xứng. Chẳng lẽ cái này linh võ đại lục các dã nhân? Đều là thú vị như vậy sao? Linh võ đại lục dã nhân. Diệp Thần nghe được câu này hiển nhiên có chút không thoải mái. Thần quốc cũng ở đây linh võ đại lục giới bên trong. Nhưng là ở thần người trong nước trong mắt, linh võ đại lục võ giả đều đang là dã nhân. Cái này thần quốc người, thật đúng là nhìn mình rất cao à. Đối với loại người như vậy, Diệp Thần vậy lười được nói thêm gì nữa. Nói lại nhiều. Hữu dụng không? Bọn họ xem thường ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ xem thường ngươi. Cho đến bọn họ bị ngươi dẫm ở dưới chân mới ngưng. Lý Thâm thật vất vả ngưng cười ý, dù bận vẫn nhàn nhìn xem Diệp Thần, đùa bỡn bội kiếm bên hông, lơ đễnh nói. Ta thần huyền tông ở chỗ này có chuyện phải làm, ngươi cút xa một chút. Bất quá, mới vừa rồi ngươi vậy đôi mắt chó nhìn sư muội ta, miệng chó lại hướng ta hai người không tiếc lời. Cái này cũng không có thể cứ tính như vậy, mình cầm con ngươi và đầu lưỡi lưu lại, coi như là bồi cái không phải đâu. Trần Mai Hương mỉm cười nói, Lý Sư Huynh vẫn là gần đây như thế nhân từ, đổi thành những người khác, sợ rằng căn bản không sẽ cho hắn cái gì lựa chọn cơ hội, trực tiếp tiêu diệt chứ. Và rác dưới nói hơn một câu, đều là sẽ cho người muốn ói, Lý Sư Huynh làm người, Mai Thơm bội phục. Lý Thâm cười mỉa nhìn Diệp Thần nói, thằng nhóc, đều nghe sao. Mau động thủ đi, bổn công tử kiên nhẫn,
là có hạn. Phải không? Diệp Thần lười biếng quét Lý Thâm một cái nói, các ngươi quá ồn. Tiểu Hoàng sẽ không vui. Lý Thâm mặt hoàn toàn trầm xuống. Hắn vốn định cho thằng nhóc này một lần cơ hội, nhưng mà, hiện tại hắn đã chẳng ngờ chờ đợi. Lý Thâm nếu như còn có thể phải nhịn xuống, hắn cũng không phải Thần Quốc Thần Huyền Tông đệ tử. Mà Trần Mai Hương mặt đẹp bên trên chỉ có thương hại. Nàng có chút là Diệp Thần tiếp theo gặp gỡ cảm giác đáng thương. Lý Thâm tay động một cái, rút ra trường kiếm bên hông, mặt không thay đổi nói, chúng ta nhìn chúng đồ, cho dù có chủ thì như thế nào. Trường kiếm xuất khiếu ngay tức thì, một hồi bảo quang bộc phát ra, Diệp Thần híp đôi mắt một cái này trường kiếm bất ngờ là một chuôi chân thần khí. Hơn nữa, trên trường kiếm nạm vô số tản ra mạnh mẽ chập chờn, hào quang chói mắt đá quý, lớn mạnh như vậy thêm hoàn toàn bất đồng năng lượng. Nhưng ở cái này chuôi trên trường kiếm hoàn mỹ dung hợp với nhau. Lý Thâm hít một hơi dài, ầm một tiếng rên, từ trong cơ thể phát ra, phổ biên linh lực điên cuồng vận chuyển, không khí chung quanh bị khuấy động. Ở Lý Thâm quanh thân, hình thành một cái không khí vòng xoáy, mà Lý Thâm trên mình, vậy bởi vì năng lượng khổng lồ bay lên, lỗ chân lông bên trong toát ra cổ bạch khí. Ngay tức thì gió nổi mây vần. Diệp Thần cổ tay lộn một cái, cầm thú hủ kiếm. Đồng thời ánh mắt chớp mắt, cái này Lý Thâm khí thế, không đơn giản. Xem ra, hắn là có chút đánh giá thấp cái này Thần Quốc thiên tài. Nhưng là, Diệp Thần trong mắt bên trong, nhưng không sợ hãi chút nào vẻ, ngược lại nhao nhao muốn thử. Diệp Thần mặc dù sợ phiền toái, nhưng là, hắn trong xương, chảy xuôi hiếu chiến máu, một khi gặp những cái kia có giá trị mình phải xuất thủ đối thủ, Diệp Thần liền sẽ cảm thấy hưng phấn, sẽ kích thích chiến ý. Hơn nữa, hắn hiện tại mới vừa lên cấp, vừa vặn cần một người, tới luyện tay một chút. Lý Thâm nhìn Diệp Thần nắm trường kiếm, trong mắt sát ý, nhưng càng nồng đậm, hắn cả người hơi thở động một cái, liền hướng Diệp Thần nghiền ép đi, hắn rút kiếm, chỉ là vì nổi lên khí thế cùng sát ý mà thôi, cũng không phải thật sẽ đối Diệp Thần xuất kiếm. Bởi vì, Diệp Thần không xứng để cho hắn xuất kiếm. Kiếm hắn. Chẳng ngờ dính lên linh võ đại lục những thứ này tầng dưới chót con kiến hôi máu. Hắn muốn chỉ dựa vào khí thế, đánh sụp đối phương, để cho đối phương rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ bao lớn. Mà Diệp Thần lại là biết bao rốt nát ngu xuẩn. Ầm một tiếng, vậy khí thế cường đại, bắt chước thực chất yếu vậy, ngay tức thì đặt ở Diệp Thần đỉnh đầu, ở Lý Thâm ý tưởng bên trong, Diệp Thần sẽ bị hắn khí thế, ngay tức thì ép vỡ, xương cốt toàn thân cũng hoàn toàn vỡ vụn chứ. Trần Mai Hương, vậy là một bộ biểu tình xem kịch vui. Nhưng mà, một giây, hai giây, ba giây. Ba giây sau này, Lý Thâm và Trần Mai Hương, ngây ngẩn. Tại sao? Bởi vì Diệp Thần hiện tại, vẫn hảo đoan đoan đứng, nhìn ánh mắt của hai người, rửng rưng đến mức tận cùng. Điều này sao có thể? Đây chính là, phong môn cảnh tầng năm trời, vẫn là Thần Quốc Thần Huyền Tông đệ tử uy áp à? Thân là Thần Huyền Tông đệ tử, Lý Thâm không nói khác, ở nơi này linh võ đại lục bên trên, cho dù đối với phong môn tầng 6 thiên cường giả, hắn, đều là không sợ, có thể đánh một trận. Ở hắn xem ra, Diệp Thần cái này loại man hoang phế vật, nơi nào có thể chịu đựng nổi mình uy áp. Vẫn là mình rút kiếm sau này, dung hợp kiếm ý, sát ý uy áp à. Nào chỉ là uy áp, Lý Thâm cảm giác tùy tiện thổi hơi, cũng có thể đem chi giết chết. Dùng tới uy áp đã là giết gà dùng châu kiếm. Nhưng mà đâu? Đừng nói là giết chết Diệp Thần, căn bản là hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến Diệp Thần một tia một chút nào à. Đây quả thực, đều phải vượt qua bọn họ hiểu. Coi như là mới vừa mới tiến cấp tinh khiếu mình, đều không cách nào đối mặt hiện tại hắn uy áp chứ. Chẳng lẽ, cái này nhìn bình thường man hoang phế vật, so cùng cảnh giới mình mạnh hơn? Lý Thâm sắc mặt. Hoàn toàn âm trầm xuống, âm trầm được không thể lại âm trầm, hiện tại, hắn cảm thấy thật bị vũ nhục. Mà nhưng vào lúc này, Trần Mai Hương còn đối với Lý Thâm ném tới một cái quái dị ánh mắt, tựa như, là đang chất vấn Lý Thâm thực lực. Thần quốc tàn khốc, là khó có thể tưởng tượng, tên yếu không có bất kỳ bằng hữu, cho dù, hắn mới vừa rồi còn và Trần Mai Hương vừa nói vừa cười, thậm chí Trần Mai Hương còn mơ hồ đối với Lý Thâm lấy lòng. Nhưng là... Nếu như Trần Mai Hương cảm thấy, Lý Thâm thực lực không đủ,
nàng sẽ không chút do dự và Lý Thâm vạch rõ giới hạn. Chính là thực tế như vậy. Mà Trần Mai Hương ánh mắt, đối với Lý Thâm mà nói, không khác nào tưới dầu vào lửa. Hắn đôi mắt ứ máu, lửa giận công tâm. Đây là, Diệp Thần mỉm cười nói, thần quốc người đều là người điếc. Ta nói, không nên quấy rầy bạn của ta ngủ. Cho ta im miệng, Lý Thâm gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay điệu múa, nhắm thẳng vào Diệp Thần đạo. Được, ta thật không nghĩ tới một cái tinh khiếu phế vật, lại thật có thể để cho ta tức giận đến như vậy trình độ. Ngươi yên tâm, ta giết ngươi sau đó, sẽ không cứ như vậy xong rồi, ta sẽ cất giữ thần hồn của ngươi, sau đó, thật tốt để cho ngươi thể hội một chút, đắc tội thần quốc người, sẽ có hậu quả dạng gì. Trường kiếm vũ động ngay tức thì, trên thân kiếm đá quý, ánh sáng bùng nổ, Lý Thâm cả người mạnh mẽ linh lực, khí thế, kiếm ý, toàn bộ bơm vào đến trường kiếm bên trong. Kiếm kia quang chớp mắt, tựa như ngay tức thì tràn ngập cả thế giới, đá quý bên trong năng lượng cường đại, bị cái này cổ kinh thiên kiếm ý, hoàn toàn dẫn động, hoàn toàn bộc phát ra. Một kiếm này, tuyệt mạnh, có thể nói hủy thiên diệt địa. Lý Thâm trong miệng khẽ quát một tiếng, phá thiên mưa gió kiếm. Cái này vô cùng kiếm quang, hướng Diệp Thần cuồng dũng tới, ngay tức thì đem bao phủ, tựa như thật giống như phải lấy gió cuốn mây tan thế, càn quét hết thảy, đột phá bầu trời vậy. Xuất kiếm sau đó, Lý Thâm trên mặt tức giận, không cam lòng, đều biến mất, hắn trong mắt chỉ còn lại có kiếm của mình, mà vốn có chút hung ác hơi thở, vậy quét một cái sạch, biến thành tự tin, vô cùng cường đại tự tin. Một bên Trần Mai Hương thấy vậy, mắt đẹp bên trong, thành tựu xuất sắc liền liền, Lý Thâm một kiếm này, thật là khủng khiếp, đều có thể trong nháy mắt giết mình chứ. Xem ra, mới vừa rồi đối với Lý Thâm nghi ngờ, là mình sai rồi. Được, liền liền Diệp Thần hai tròng mắt bên trong, thoáng qua vẻ hưng phấn, kêu một tiếng tốt, Lý Thâm làm người mặc dù để cho Diệp Thần xem thường, nhưng là kiếm hắn lại không tệ. Đồng thời, hắn trường kiếm trong tay, vậy động. Phần thiên nhất kiếm, ở đó vô cùng kiếm quang, vô cùng uy năng bên trong, đột nhiên sáng lên một đạo hàn mang. Một đạo đến từ Diệp Thần thú hủ kiếm kiếm phong trên hàn mang. Hàn mang chớp mắt rồi biến mất, cực nhanh, sắp đến cơ hồ muốn vượt qua suy tư của người. Một kiếm này, Diệp Thần dùng toàn lực. Một kiếm này, là Diệp Thần chém ra chí cường một kiếm. Mà ở Diệp Thần xuất kiếm ngay tức thì, vốn là, mặt đã nắm chắc phần thắng vẻ Lý Thâm, sắc mặt liếc một phần, cổ tay, cũng là hung hãn run lên run rẩy. Không biết tại sao, hắn lúc này, lại sinh ra một loại, hướng về phía chân chính chư thiên thần ma, rút kiếm mặt đối mặt sợ hãi. Mà điểm hàn quang kia sáng lên sau đó, không tới 0,1% giây, cũng đã biến mất, theo tới là hắc ám. Diệp Thần chém ra kiếm mang biến mất đồng thời, Lý Thâm một kiếm kia bên trong, bùng nổ kiếm mang chi biển, cũng đã biến mất. Ánh sáng mạnh thu liễm ngay tức thì, thế giới tựa như lâm vào hắc ám bên trong. Mà Lý Thâm, lại là quát to một tiếng, liền lùi mấy bước, đồng thời, hung hãn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn vết máu trên đất, lại ngẩng đầu lên, nhìn đang đôi mắt khép hờ, đứng ở trước mặt mình Diệp Thần. Hắn có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Mình, lại đang vào một cái tinh khiếu tồn tại đối với kiếm bên trong, rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, còn bị thương. Cái đó tinh khiếu tồn tại đâu? Nhưng là không chút tổn hao nào. Lý Thâm thân là thần nước thiên tài tôn nghiêm, cũng muốn sụp đổ à? Điều này sao có thể? Tên này, không phải chỉ là một linh võ đại lục phế vật sao? Vì sao sẽ mạnh như thế à? Tinh khiếu sơ kỳ chiến phong môn tầng 5 trời, như vậy yêu nghiệt, coi như là thần quốc đều cơ hồ không thấy được chứ. Một bên Trần Mai Hương vậy hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng từ vừa mới bắt đầu, đối với linh võ đại lục những cái kia võ giả chỉ có chán ghét và không quan tâm. Mà hiện tại, trong óc nàng chỉ còn lại một loại tình cảm. Không phải chán ghét, không phải khinh bỉ, mà là sợ hãi. Phát ra từ cốt tủy sợ hãi à? Nàng biết, Lý Thâm mới vừa rồi một kiếm kia, có rất lớn cơ hội là có thể trong nháy mắt giết mình, dẫu sao ba cảnh giới chênh lệch, quá lớn, hơn nữa chiến đấu cũng không phải là nàng cường hạng. Mà Diệp Thần kiếm đâu? Diệp Thần kiếm, hiển nhiên so Lý Thâm kiếm, càng kinh khủng hơn. Như vậy,
Diệp Thần chính là 100% có thể trong nháy mắt giết mình tồn tại à? Mà mình, đối với Diệp Thần nói cái gì? Nàng biết, mình mặc dù coi như người đẹp tuyệt sắc, nhưng là, cái thế giới này, thực lực phi tôn, nếu như mình làm nhục, chê bai một cái có thể trong nháy mắt giết mình cường giả, coi như lớn lên lại đẹp, cũng là một chút dùng cũng không có à. Ngược lại, còn sẽ hơn nữa thê thảm. Đây là, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, đối với Lý Thâm cười nói, kiếm ngươi, không tệ, để cho ta có một ít mới lĩnh ngộ. Diệp Thần mới vừa rồi, một là cảm thụ mình lên cấp sau lực lượng, tiến hành điều chỉnh, hai là tiêu hóa mình mới vừa lĩnh ngộ đồ, hắn hạ một kiếm, đem sẽ mạnh hơn. Lý Thâm nghe vậy, không nhịn được con ngươi co rúm một cái. Người này mới vừa nói cái gì? Lại có lĩnh ngộ. Hắn ở tinh khiếu cảnh giới, có thể sử dụng như thế kinh khủng kiếm pháp, đã nghịch thiên đến không thể lại nghịch thiên à. Lại, còn có thể tiến bộ. Lý Thâm từ Diệp Thần trên mình, ngay tức thì cảm thấy vô cùng cường đại cảm giác bị áp bách, lại là theo bản năng lui về sau một bước. Diệp Thần cười mỉa nhìn Lý Thâm nói, bạn của ta bị ngươi đánh thức, có chút giá phải trả, ngươi cần phải gánh vác. Dứt lời, Diệp Thần tay động một cái, chính là nếu lại lần xuất kiếm, mà Lý Thâm lòng, vậy lập tức dâng tới cổ họng. Hắn mới vừa rồi một kích kia đụng nhau bên trong đã trải qua tổn thương. Hiện tại, kiếm của mình sẽ thành yếu, tiếp tục cùng Diệp Thần chiến đấu, mình thương thế, không thể nghi ngờ sẽ nặng hơn, tiếp tục như vậy, mình là thất bại không thể nghi ngờ à. Giờ khắc này, Lý Thâm sợ. Thật sợ. Cái này nơi nào, là cái gì linh võ đại lục phế vật à? Thật là kinh thiên yêu nghiệt, tuyệt thế quái vật à? Mà ngay lúc này, đột nhiên bây giờ, một đạo nhàn nhạt hồng quang, rơi vào Lý Thâm trên mình. Ngay lập tức bây giờ, Lý Thâm nguyên bản bởi vì thương thế, có chút rất nhiều uể oải khí thế, lại dần dần khôi phục lại. Diệp Thần hơi sững sờ, quay đầu hướng một bên nhìn. Chỉ gặp vậy Trần Mai Hương trên mình, đang tản ra nhàn nhạt hồng quang, đồng thời, một cổ dị thơm, ở rừng phong bên trong tràn ngập. Nếu như hắn không có đoán sai, nữ nhân này, lại có vô cùng là hiếm thấy thể chất, loại thể chất này, có thể để cho nàng có thể nhanh chóng chữa người khác thương thế năng lực. Diệp Thần đoán được không hề sai, lấy Trần Mai Hương tu vi mặc dù có thể đi tới nơi này, và Lý Thâm các người cùng chung thi hành nhiệm vụ, chính là bởi vì, nàng có năng lực. Thấy Diệp Thần đối với mình quăng tới ánh mắt, Trần Mai Hương mặt đẹp lập tức tái nhợt, chấn động tủng được đều bắt đầu run rẩy, nàng vung tay lên, một mặt tản ra vô cùng trầm ổn vững chắc hơi thở đá lớn thuẫn, hiện lên ở trước ngực của nàng, đem vững vàng bảo vệ, cái này lớn thuẫn, bất ngờ là một mặt thượng cổ cấp bậc pháp khí hộ thân. Nàng biết, xem nàng cái này loại có chữa năng lực người, là vô cùng dễ dàng bị đối phương để mắt tới. Nhưng là, nàng vẫn là cho ra tay. Vẫn là phải trị khỏi bệnh Lý Thâm thương thế à? Bởi vì, Lý Thâm nếu là bị Diệp Thần đánh bại, nàng một người còn thật không có tự tin có thể từ Diệp Thần trong tay chạy trốn. Còn nếu là nàng đi trước chạy trốn, Diệp Thần nếu tới truy đuổi nàng làm thế nào? Thấy nàng chạy trốn Lý Thâm, sẽ đến cứu nàng sao? Nàng không dám đánh cuộc. Thả ra đá thuẫn sau đó, Trần Mai Hương kiều quát một tiếng, Lý Sư Huynh, ngăn trở hắn. Không nên để cho hắn đối với ta ra tay. Mà Lý Thâm cảm thấy mình thương thế khôi phục, trên mặt hiện ra mừng rỡ vẻ, lúc này lắc người một cái, chắn Trần Mai Hương trước mặt. Có Trần Mai Hương, hắn tương đương với có nghịch thiên năng lực khôi phục à, như vậy cho dù Diệp Thần lực công kích so hắn mạnh hơn, nhưng là, hắn vẫn rất có hy vọng chiến thắng đối phương. Đến lúc này, hắn cũng không có cái gì không để cho Trần Mai Hương nhúng tay, mình chiến thắng Diệp Thần. Vãn hồi tôn nghiêm các loại ý nghĩ. Dẫu sao, tôn nghiêm, cũng phải có mệnh ở mới hữu dụng à. Ngay cả mạng cũng không có, còn muốn cái gì tôn nghiêm. Diệp Thần cân nhắc đánh giá bảy trận đợi hai người, lơ đễnh, hắn căn bản cũng không có đối với Trần Mai Hương xuất thủ ý tưởng. Diệp Thần sờ một cái trứng khổng lồ, tựa hồ ở Trấn An ngủ tiểu hoàng, rồi sau đó, liền sách thú hủ kiếm, vừa người lên, kiếm trong tay mang chớp mắt. Phần thiên nhất kiếm lại xuất hiện. Lý Thâm cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, phá thiên mưa gió kiếm. Hắn cả người linh lực, đột phá cực hạn vận chuyển, kinh mạch cũng mơ hồ có bạo liệt dấu hiệu, nhưng là, Lý Thâm lại không có dừng lại, chỉ có như vậy, mới có thể tăng cường mình uy lực của kiếm pháp,
Hơn nữa có Trần Mai Hương ở đây, chút thương thế này, sẽ không ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Kiếm quang bùng nổ. Cái này rừng phong, tựa như trở thành tia sáng đại dương. Ánh sáng mặc dù lộng lẫy, nhưng vô cùng là có thể chết người. Kiếm này làm dạng giữa biển, lần nữa cùng Diệp Thần vậy một chút kiếm quang, phát sinh va chạm. Ầm một tiếng vang thật lớn, đầy trời kiếm quang, ngay lập tức mất đi, Lý Thâm máu tươi ói như điên, liền thụt lùi, nhưng là hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, mắt nhỏ bên trong lại có vui mừng. Bởi vì, hắn nhìn thấy máu. Không phải mình máu, mà là Diệp Thần máu. Hắn vậy đột phá cực hạn một kiếm, rốt cuộc để cho Diệp Thần bị thương. Một khắc sau, một đạo hồng quang, rơi vào Lý Thâm trên mình, hắn thương thế, bắt đầu khôi phục. Trần Mai Hương lại ra tay. Lý Thâm thấy vậy rốt cuộc cuồng cười lên, hướng về phía Diệp Thần hét lớn, ha ha ha, thằng nhóc thúi hối hận chứ. Run rẩy chứ, lấy vì mình có mấy phần thực lực, liền có thể đắc tội chúng ta thần quốc người. Rốt nát, quá rốt nát, hiện tại như thế nào? Người còn có thể phách lối được sao? Ừ, còn muốn tiếp tục đánh sao? Ha ha ha, lão tử hiện tại, chính là tồn tại không chết à? Tuyệt vọng sao? Diệp Thần tùy ý nhìn lướt qua vết máu trên tay, mới vừa rồi, hắn vì thử kiếm, sơ ý một chút dưới, bị Lý Thâm kiếm quang chém trúng, cầm kiếm cánh tay kia, bị Lý Thâm kiếm quang chém ra một đạo sâu có thể đụng cốt vết thương khổng lồ. Nhưng là, Diệp Thần nhưng hoàn toàn không có quan tâm, hắn nhìn như, tựa hồ chảy rất nhiều máu, bị thương không nhẹ, thật ra thì, ngay tại trong khắc thời gian này, Diệp Thần máu tươi kia dưới vết thương, đã bắt đầu khép lại. Hắn nhìn Lý Thâm, khóe miệng không khỏi nâng lên một tia giễu cợt nụ cười, mở miệng nói, ở ta trước mặt đề ra không chết, ngươi xứng sao? Lý Thâm còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thần là ý gì, Diệp Thần cũng đã xách trường kiếm, lại một lần nữa công lên. Lý Thâm ánh mắt trầm xuống, hừ lạnh nói, được. Ta đây muốn xem, ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Kiếm quang kiếm mang, không ngừng xen lẫn, tựa như trời long đất lỡ. Ầm tiếng vang liên tục không ngừng, trên người hai người vết máu, vậy càng ngày càng nhiều, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng là càng đánh, Lý Thâm, liền càng kinh hãi, càng sợ hãi. Hắn thân thể, không được. Ở cao cường như vậy độ chiến đấu dưới, cho dù có Trần Mai Hương trợ giúp, mình thương thế tốc độ khôi phục, cũng không theo kịp liền à. Nhưng đối phương đâu? Nguyên bản. Hắn lấy là rất nhanh liền sẽ bởi vì thương thế mà rơi tại hạ phong, bị hắn chém giết Diệp Thần, mặc dù cả người đẫm máu, nhưng thủy chung không có ngã xuống à. Nào chỉ là không có ngã xuống. Ở hắn cảm giác bên trong, Diệp Thần kiếm pháp, thậm chí không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Đây quả thực không hợp suy luận, bị thương dưới tình huống, làm sao có thể càng ngày càng mạnh. Nhưng là, sự thật đã là như vậy. Mà một bên Trần Mai Hương, hiển nhiên vậy phát hiện. Ánh mắt nàng run rẩy nhìn Diệp Thần, trong mắt, tất cả đều là vẻ khó tin. Lý Thâm một mực tập trung tinh thần cùng Diệp Thần đụng nhau, cho nên không có phát hiện, nhưng mà Trần Mai Hương nhưng là thấy rất rõ ràng à. Diệp Thần thương thế trên người, lại lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ, thật nhanh khôi phục. Lại, so mình cho tới nay, dẫn lấy làm hãnh diện chữa lực, mạnh hơn. Mà đây, hoàn toàn đến từ Diệp Thần mình năng lực khôi phục à. Cái này đã hoàn toàn lật đổ Trần Mai Hương suy nghĩ. Mà một mực đang trong chiến đấu Lý Thâm, một kiếm đánh ra sau đó, thân hình cuồng tránh, lần nữa cùng Diệp Thần kéo ra khoảng cách, hắn thở hổn hển liên, cả người đều là máu tươi, cả người bởi vì quá độ cháy máu tươi, nhìn như giống như là ngay tức thì già mấy chục tuổi như nhau. Đột nhiên bây giờ, Lý Thâm sững sốt một chút. Cảm thấy một tia quái dị. Hắn trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, Trần Mai Hương chữa lực, vốn nên là muốn cấp cho mình à. Nhưng chậm chạp không có đến. Hắn có chút run rẩy, quay đầu lại nhìn một cái. Đập vào mi mắt, chỉ có nơi cây phong, tung bay lảo đảo, tự nhiên như máu vậy lá phong, phảng phất máu nước mắt. Trừ cái này ra, trống rỗng. Nơi nào còn có vậy Trần Mai Hương bóng người. Đây là... Diệp Thần thanh âm, ở hắn vang lên bên tai. Nhìn như, người sư muội trốn à? Chẳng lẽ, nàng là cảm thấy đối phó ta, một mình ngươi là đủ rồi? Tiện nhân,
Lý Thâm hét dầm lên, đối mặt Diệp Thần, liên tiếp lui về phía sau, tiện nhân này lại bỏ lại lão tử chạy. Mất đi Trần Mai Hương giúp đỡ, Lý Thâm, hoàn toàn không có đối kháng Diệp Thần lòng tin. Hiện tại, hắn cuối cùng từ chiến đấu bên trong bình tĩnh lại, đây là hắn mới phát hiện, Diệp Thần chiến lâu như vậy, lại là chút nào thương thế cũng không có dáng vẻ. Hắn rõ ràng nhớ, nhiều lần thương tổn tới Diệp Thần à. Tại sao có thể như vậy? Loại kết quả này, chỉ có một giải thích, đó chính là, người này đang không ngừng khôi phục à. Hơn nữa, so Trần Mai Hương chữa hắn tốc độ, nhanh hơn. Hắn hiện tại, có chút rõ ràng Trần Mai Hương tại sao sẽ trốn. Như vậy đối thủ, đổi lại là ai, cũng không có dũng khí đối mặt à. Lý Thâm điên cuồng la, lại là trực tiếp xoay người, liều mạng về phía sau bỏ chạy. Hắn làm như vậy, ngược lại cũng không hoàn toàn đúng bị giật mình mất lý trí, mà là, lúc trước chiến đấu bên trong, Diệp Thần mặc dù biểu hiện ra vô cùng là kinh khủng lực công kích, và nghịch thiên thân thể năng lực khôi phục, nhưng là phương diện tốc độ, nhưng không có gì triển hiện, nói cách khác, có lẽ, Diệp Thần tốc độ, không bằng lực công kích như vậy kinh khủng chứ. Nếu không, hắn tại sao không cần? Nếu như Diệp Thần tốc độ giống vậy nói, lấy mình tu vi, vẫn rất có lòng tin hất ra Diệp Thần. Lý Thâm vừa quay đầu lại, phát hiện sau lưng, cũng không có xuất hiện Diệp Thần bóng người, trên mặt không khỏi thoáng qua vui mừng. Tên này tốc độ, lại không chịu được như vậy sao? Trong nháy mắt, liền bị mình vung được mất dạng. Chỉ cần có thể cùng Triệu Vân Hoa, Lâm Tiên Dũng hội hợp, cái này Diệp Thần coi như lại nghịch thiên, cũng không phải hai người này đối thủ chứ. Đối với Triệu Vân Hoa và Lâm Tiên Dũng thực lực, hắn, vẫn là rất có lòng tin. Nhưng vào lúc này, Lý Thâm đột nhiên cảm thấy một cổ mãnh liệt nguy hiểm, chợt xoay đầu lại, hắn cặp mắt trợn tròn, kinh hoàng đến trình độ cao nhất, thét to, làm sao có thể. Ngươi, xuất hiện trước mặt hắn, chính là Diệp Thần. Diệp Thần lại là thi triển phong lôi chớp mắt, trực tiếp vượt qua Lý Thâm, đến phía trước cùng hắn. Đối mặt hoảng sợ Lý Thâm, Diệp Thần khẽ mỉm cười, giơ tay lên chém ra tuyệt mạnh một kiếm. Không. Không muốn à, ta không thể nào chết ở chỗ này. Lý Thâm thương thế, bản cũng đã dần dần tích lũy, khôi phục tốc độ cũng không theo kịp, mới vừa rồi Trần Mai Hương lại đột nhiên chạy trốn, để cho hắn thương thế không kịp khôi phục, hiện tại, lấy cái gì cùng Diệp Thần đụng nhau. Hắn miễn cưỡng giơ lên chuôi này lộng lẫy trường kiếm, điên cuồng giống to, chém ra một kiếm, kiếm quang mặc dù vẫn là rất chói mắt, rực rỡ tươi đẹp, nhưng yếu kém rất nhiều. Xa không có ngay từ đầu khí thế. Vô hình bên trong, một chút hàn mang, giống như biến dạng bầu trời đêm sao rơi, vạch qua Lý Thâm kiếm mang, đem vậy thành phiến ánh sáng, chém ra một đạo kẽ nứt. Một khắc sau, liền rơi vào vạn phần hoảng sợ, vô cùng chấn động tủng Lý Thâm trên mình. Âm một tiếng, cái này kiêu ngạo vô cùng thần quốc thiên tài, từ đó, hóa thành hư vô, liền thần hồn cũng không có ở thế gian lưu lại. Diệp Thần vung tay lên, đem Lý Thâm túi đựng đồ, cùng với thanh trường kiếm kia nhận lấy, hắn nhìn một cái Trần Mai Hương chạy trốn phương hướng, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, vẫn là không có đi truy đuổi nàng. Cái này phiến rừng phong, đối với thần niệm áp chế quá mạnh mẽ, tùy tiện truy đuổi, biến số quá nhiều, huống chi vào di tích, sớm muộn gặp được không phải sao. Cần gì phải, đặc biệt đi tìm đâu. Nếu như Trần Mai Hương thật lúc này trốn chạy rừng phong, không trở lại nói, thả nàng một con ngựa, vậy không có vấn đề, vậy cái gì thần huyền tông, coi như thật phải phái người tới đuổi giết hắn, vậy cần thời gian chứ. Đến lúc đó, còn có thể tìm được hắn sao? Hiện tại, vẫn là lấy thăm dò di tích làm chủ, trước khôi phục một chút tiêu hao, sau đó củng cố một phen cảnh giới, ở nơi này rừng phong bên trong tìm kiếm một phen đi. Luân hồi huyền bia không thể có bất kỳ sơ thất nào. Lúc này, Diệp Thần trở lại nguyên lai chỗ ở vị trí, phát hiện trứng khổng lồ tiểu hoàng ở hơi lay động. Chủ nhân, thật tốt ồn ào, ta xem ta hay là trở về luân hồi mộ địa đi ngủ đi. Nói xong, tiểu hoàng liền biến mất. Hiển nhiên là tiến vào luân hồi mộ địa. Diệp Thần tiến vào trận pháp bên trong, điều tức một phen, đem chuyện mình trạng thái lần nữa khôi phục lại đỉnh cấp sau đó, liền đứng dậy thu hồi trận bàn, bắt đầu ở cái này rừng phong bên trong. Thăm dò, xem có thể hay không phát hiện nơi di tích kia chỗ. Mà lúc này,
rừng phong một chỗ khác, có hai người nam tử đang rừng phong bên trong đi đi lại lại, vừa quan sát bốn phía, tựa hồ đang tìm cái gì dáng vẻ. Mà một người trong đó, cả người áo bào đen, vóc người cao gầy, hốc mắt thâm thúy, da hơi đen, nhìn qua khá là anh tuấn, người này chính là Lâm Thiên Dũng. Hắn hướng về phía bên cạnh Triệu Vân Hoa nói, Triệu sư huynh, Lý sư đệ và Trần sư muội đã đi có một đoạn thời gian, vẫn chưa về, biết hay không xảy ra chuyện gì. Mà Lâm Thiên Dũng bên người mặc cả người bạch bào, mặt mũi phổ thông, sống mũi so với là cao ngất, môi mỏng, tăng thể diện, vóc người bên trong các loại, nhưng mơ hồ có một loại để cho người sinh sợ khí chất nam tử, chính là thần quốc trong mấy người thực lực mạnh nhất Triệu Vân Hoa. Triệu Vân Hoa lơ đễnh, sự chú ý vẫn đặt ở bốn phía rừng phong bên trên, nhàn nhạt trả lời. Lâm sư đệ, nhiệm vụ lần này Lý sư đệ và Trần sư muội vốn cũng không phải là nhân vật chủ yếu, không phải sao? Ngươi phải biết, mấy ngày nữa thánh nữ sẽ tới này, nếu như nàng sau khi đến, phát hiện chúng ta không tiến triển chút nào mà nói, sẽ như thế nào, không cần ta nói đi. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, chúng ta hiện tại hay là đem tập trung tinh thần ở nhiệm vụ bên trên đi, như Lý sư đệ và Trần sư muội thật như thế dễ dàng liền chết, cũng không thử không là một chuyện tốt, không phải sao. Chúng ta Thần Huyền Tông, cho tới bây giờ không cần người yếu. Hai người này mệnh còn không bằng luân hồi huyền bia lên một viên bụi bặm. Cái này Triệu Vân Hoa lời nói, lại là tựa như không mang theo chút nào cảm tình. Lâm Thiên Dũng trong mắt hiện ra vẻ do dự, hắn đối với Lý Thâm tỷ tỷ có thể là vô cùng thích hà, Lý Thâm nếu là thật lại chết như vậy, hắn phải như thế nào hướng hắn tỷ tỷ giao phó đâu. Nhưng là, vừa nghĩ tới vị kia xưa nay lấy lãnh khốc nổi tiếng thánh nữ, Lâm Thiên Dũng vẫn là nuốt nước miếng một cái yên lặng ngậm miệng lại. Hiện tại, quả thật hẳn lấy tìm di tích làm chủ. Thần Huyền Tông thánh nữ, nhưng mà một lời không hợp liền sẽ giết người người phụ nữ à? Cho dù hắn cũng là Thần Huyền Tông đệ tử, vậy thật không dám xúc phạm cái này người điên giống vậy người phụ nữ. Hắn mặc dù thích Lý Thâm tỷ tỷ, nhưng là đàn bà, chẳng qua tìm lại chính là, nếu như mình nhỏ mất mạng, lại đi nơi nào tìm đâu. Đột nhiên, một đạo màu hồng ánh sáng chớp mắt, một người sắc mặt trắng bệch, tựa như bị cực lớn kinh sợ cô gái, liền xuất hiện ở Triệu Vân Hoa và Lâm Thiên Dũng trước mặt. Lâm Thiên Dũng thấy vậy vui mừng, cô gái này, chính là Trần Mai Hương. Hắn vội vàng hỏi, Trần sư muội, người đây là thế nào? Lý sư đệ không có cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Trần Mai Hương nghe vậy, lại là lập tức nhào tới Lâm Thiên Dũng trong ngực, khóc giống lên. Cảm thụ vậy cái cùng mình ngực không ngừng ma sát thân thể mềm mại, Lâm Thiên Dũng sắc mặt một đỏ, ánh mắt vậy bắt đầu có chút chớp động, có chút co quắp ôm lấy Trần Mai Hương thân thể, an ủi. Trần sư muội, đừng khóc, có ta và Triệu sư huynh ở đây, không có chuyện gì. Mà Triệu Vân Hoa chỉ là lạnh lùng quét Trần Mai Hương một mắt, liền đem sự chú ý lần nữa bỏ vào rừng phong bên trong. Trần Mai Hương lại khóc một lát, lúc này mới ngẩng đầu lên. Mắt đẹp cầu nước mắt, điềm đạm đáng yêu ngưng mắt nhìn Lâm Thiên Dũng, xem được Lâm Thiên Dũng một hồi mặt đỏ tới mang tai, mới mở miệng nói. Lâm sư huynh, Lý sư huynh hắn, Lý sư huynh hắn bị tiểu nhân ám toán, đã chết. Vẻ đẹp của nàng mâu bên trong, mơ hồ thoáng qua vẻ đắc ý vẻ, nàng ném xuống đồng môn chạy thoát thân, nhiều ít vẫn là phải bị xử phạt, gánh vác trách nhiệm. Hơn nữa, hắn biết Lâm Thiên Dũng thích Lý Thâm tỷ tỷ. Nếu như Lâm Thiên Dũng trách tội đến trên đầu mình, cũng không phải là chuyện gì tốt, nàng sở dĩ như vậy biểu diễn một phen, chính là vì tê liệt Lâm Thiên Dũng thôi, sau đó, lại lướt qua mình, cầm mũi dùi chỉ hướng người đàn ông kia. Cái gì? Lâm Thiên Dũng sắc mặt biến đổi, Lý Thâm lại đã chết. Lý Thâm thực lực, ở Thần Huyền Tông bên trong, mặc dù không mạnh, nhưng là, ở nơi này Linh Võ Đại Lục bên trên, Phong Môn Sơ Hậu Kỳ và Thái Hư Cường Giả. Cũng không lại có bao nhiêu người có thể đánh chết Lý Thâm chứ. Trong mắt hắn, lập tức âm trầm xuống, Lý Thâm chết, mình và tỷ tỷ hắn chuyện, chỉ sợ là không hy vọng. Mà một bên Triệu Vân Hoa, cũng là khẽ cau mày, hắn mới vừa rồi mặc dù nói qua, nếu như Lý Thâm hai người thật như vậy vô dụng, như thế tùy tiện chết, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Nhưng là, hắn cũng biết Lý Thâm vẫn là có mấy phần thực lực, hắn như là chết,
hơn nữa còn là có Trần Mai Hương ở một bên phụ trợ dưới tình huống, muốn giết chết Lý Thâm, vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dẫu sao, mặc dù ở nơi này rừng phong bên trong, đưa tin thủ đoạn phần lớn không nhạy, nhưng là bọn họ vẫn là có một loại có thể biết đại khái đối phương vị trí pháp khí, dựa vào như vậy pháp khí Lý Thâm là có thể tìm được bọn họ. Nói cách khác, Lý Thâm cùng đối phương thực lực sai biệt, lại lớn đến liền trở về cơ hội cũng không có. Lâm Tiên Dũng lạnh lùng đối với Trần Mai Hương hỏi, Trần sư muội, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nói tường tận nói. Trần Mai Hương mang nức nỡ nói, Triệu sư huynh để cho chúng ta đi điều tra vậy dị thường thiên tượng, đến nơi đó sau này, chúng ta lại phát hiện một người, ngày này voi chính là người này đột phá cảnh giới dẫn động. Người này còn có một quả cổ quái trứng khổng lồ. Lâm Tiên Dũng ánh mắt chớp mắt, gật đầu nói, chúng ta trước khi tới liền ngờ tới hẳn sẽ có những thứ khác đạt được ngọc phù người, vậy tiến vào cái này rừng phong bên trong, bất quá người này lại có thể giết Lý sư đệ. Chẳng lẽ người này là phong môn hậu kỳ tồn tại? Dẫu sao, nếu như nửa bước thái hư hoặc là chân chính thái hư cảnh cường giả, vậy Trần Mai Hương phỏng đoán cũng không về được. Trần Mai Hương hồi tưởng lại Diệp Thần, mặt đẹp bên trên không khỏi lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, thanh âm có chút run rẩy nói, người này là một người tinh khiếu tồn tại. Tinh khiếu tồn tại, Lâm Tiên Dũng kêu lên một tiếng, không dám tin tưởng nhìn Trần Mai Hương. Tinh khiếu làm sao có thể giết được Lý Thâm? Lý Thâm giàu gì, cũng là một người phong môn cường giả à? Liền liền Triệu Vân Hoa đều là ánh mắt nhỏ tránh, nhìn về phía Trần Mai Hương. Trần Mai Hương do dự một lát sau, vẫn mở miệng nói, người này cả người thực lực, hết sức quỷ dị, mặc dù là tinh khiếu tồn tại, hắn sức chiến đấu nhưng chút nào không rơi vậy phong môn tầng 5 thiên cường giả, ta thậm chí hoài nghi hắn có thể đối kháng phong môn tầng 6 thiên. Lâm Tiên Dũng nhìn Trần Mai Hương, vẫn là có chút không tin dáng vẻ, nhưng là cũng không nói gì nhiều, mà là quay đầu nhìn về phía Triệu Vân Hoa, hỏi. Triệu sư huynh, người nói, chúng ta có phải hay không đi trước cầm cái thằng nhóc này xử lý? Dẫu sao hắn tồn tại có thể sẽ ảnh hưởng đến kế tiếp nhiệm vụ. Vừa nói, Lâm Tiên Dũng hai tròng mắt bên trong, sát ý cuồng tránh. Đối phương giết Lý Thâm tương đương với phá hư hắn và Lý Thâm tỷ tỷ quan hệ. Bị một cái tinh khiếu cảnh man hoang con kiến hôi hư chuyện tốt của mình, hắn như thế nào có thể nhẫn? Phải nói Diệp Thần có tương đương phong môn 5-6 tầng thiên cường giả thực lực. Ha ha, vậy thì như thế nào, hắn Lâm Tiên Dũng và Lý Thâm có thể không giống nhau, không nói cảnh giới, chính là chiến lực lên cũng là khác xa lắc xa lơ. Cùng cảnh giới dưới, Lâm Tiên Dũng cũng có thể không có áp lực chút nào đánh bại Lý Thâm. Triệu Vân Hoa trầm ngâm chốc lát vẫn lắc đầu một cái, nói, hiện tại lấy thăm dò di tích chỗ làm chủ, người kia sự việc cùng thánh nữ Giá Lâm, giao cho thánh nữ quyết đoán đi. Luân hồi huyền bia so trả thù quan trọng hơn. Lâm Tiên Dũng nghe vậy, trong mắt ẩn hiện khó chịu vẻ, một cái tinh khiếu phế vật còn phải giao cho thánh nữ quyết đoán. Nhưng là, hắn vẫn gật đầu một cái, dẫu sao, Triệu Vân Hoa thực lực vẫn còn ở trên hắn. Hơn nữa thánh nữ giao phó nhiệm vụ cho bọn họ, cực kỳ trọng yếu. Mà lúc này Diệp Thần thương thế cũng kém không nhiều khôi phục, hắn hoạt động tay chân một chút, liền hướng rừng phong chỗ sâu đi tới. Vừa đi, Diệp Thần vừa hướng Phong Thanh Dương hỏi, sư tôn, người có thể cảm ứng được cái gì không? Phong Thanh Dương trầm ngâm chốc lát nói, cái này rừng phong quả thật có chút cổ quái, bất quá, ta vẫn có thể mơ hồ nhận ra được một ít chỗ bất đồng. Người giữ ta chỉ dẫn tiến về trước đi, chỉ là ta cũng không có thể bảo đảm ngươi có thể hay không có phát hiện. Diệp Thần nghe vậy vui mừng, hắn hiện tại căn bản không có đầu mối chút nào, có thể có cái phương hướng liền là không sai. Nhưng mà, thời gian kế tiếp, Diệp Thần nhưng thủy chung không có phát hiện đó có thể là di tích mở chỗ chỗ. Có thể nói là không thu hoạch được gì. Nếu như nói, hắn ở đoạn thời gian này bên trong, có phát hiện gì mà nói. Chính là hắn biết một chuyện. Đó chính là, cái này phiến rừng phong, thật rất lớn. Lớn đến gần như vô biên vô tận. Ở hắn ấn tượng bên trong, hắn đã sớm bay ra nam vực dãy núi phạm vi, nói cách khác, cái này phiến rừng phong cổng vào, mặc dù ở nam vực dãy núi, nhưng trong thực tế, hẳn là một chỗ khác không gian. Như vậy, nếu như hắn không thể đến gần di tích chỗ, có thể, di tích mở ra, hắn đều không cách nào tìm được. Ngay tại hắn có chút lúc tuyệt vọng,
cách đó không xa rừng phong bên trong, đột nhiên một đạo cột sáng, phóng lên cao. Diệp Thần thần sắc động một cái, có chút vui mừng nói, di tích muốn mở ra. Lúc này thi triển phong lôi trước mắt, đi vậy di tích chỗ, chạy như bay. Cùng lúc đó, Linh Tiên Đế Cung. Chùm tia sáng kéo dài dòng dã một ngày. Linh Vận khá là hài lòng đi ra, trên người nàng phun trào ra cực mạnh phong môn hơi thở. Đây đã là nàng chọn đời tu luyện cực hạn. Vì ở một năm ước hẹn nghiền ép Diệp Thần, nàng không tiếc tống táng mình tu luyện tiềm lực. Nàng định trước không cách nào bước vào cảnh giới cao hơn. Bây giờ cảnh giới này chính là Linh Tiên Đế Cung có thể là nàng cưỡng ép tăng lên cực hạn. Thậm chí nàng thọ nguyên vậy áp chế đến mức tận cùng. Nhưng là hết thảy các thứ này đều đáng giá được. Nàng thích trưởng khống lực tính. Nàng tựa như nhìn thấy mình đem Diệp Thần dẫm ở dưới chân, đối phương ánh mắt tuyệt vọng. Con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, có cái gì tư cách dung chuyển nàng linh vận. Nàng một bước đi ra, nàng không cần suy nghĩ liền đoán được vô số tiếng vỗ tay và ánh mắt hâm mộ vui mừng nghênh mình. Nhưng mà, làm nàng cảm nhận được quang minh thời điểm, nhưng có phát hiện không một người hoan nghênh mình. Linh Tiên Đế cùng người đều chết sạch sao? Nàng nổi nóng. Đột nhiên, nàng con người có giúp một cái, lại phát hiện một đạo cực kỳ cường đại chùm tia sáng. Cái hướng kia, trừ Hạ Linh Thu, liền chỉ có thể là Kỳ Tư Thanh. Nàng bước nhanh tới, nhưng là phát hiện, một tọa trên tháp cao, chùm tia sáng thông thiên. Cái này chứng minh Kỳ Tư Thanh tiềm lực. Kỳ Tư Thanh có thể tu vi không bằng mình, nhưng là tiềm lực đã bị thiên đạo công nhận. Đáng chết! Nếu như những người khác, học trò cũng như thành tựu này, tất nhiên vui vẻ. Mà giờ khắc này Linh Vận chỉ có ghen tị và tức giận. Nàng thấy tháp cao dưới vô số người ngửa mặt trông lên, vô số người tràn đầy ánh mắt hâm mộ. Cung chủ Hạ Linh Thu trong con người cũng là kinh hãi. Những thứ này vốn nên thuộc về nàng. Hạ Linh Thu hiển nhiên cũng là chú ý tới một bên Linh Vận, khẽ mỉm cười, mở miệng nói, Linh Vận, người từ Côn Lôn Hư mang tới đệ tử thật là khá. Cái này Kỳ Tư Thanh huyết mạch bên trong tựa hồ còn cất giấu cái gì không phải đồ. Dù là cầm nàng bỏ vào thần quốc, cũng sẽ không mai một. Nếu như người này có thể bị ta hoàn toàn khống chế, ta cầm Linh Tiên Đế Cung cung chủ vị trí cho nàng cũng không phải không được. Đúng rồi Linh Vận, một năm ước hẹn không mấy ngày, ta sẽ phái người và ngươi so tài, mấy ngày nay ngươi sẽ ở đó đá kỳ lạ trước vững chắc. Ngươi bây giờ tu vi và thực lực có không có lòng tin bắt lại thằng nhóc kia? Phong môn hậu kỳ đã là ngươi cuối. Ngươi thọ nguyên không cách nào kéo dài, cảnh giới của ngươi không cách nào tiến thêm một bước, ngươi có thể hối hận. Linh Vận trong mắt sát ý ngưng tụ, không hối hận, nên hối hận là cái đó tiểu xúc sinh. Hạ Linh Thu gật đầu một cái, tốt lắm, ngươi để cho tất cả mọi người giải tán đi, Kỳ Tư Thanh đã vượt qua ta dự trù. Ta cũng nên nghĩ biện pháp để cho nàng trở thành ta Hạ Linh Thu con rối. Nói xong, Hạ Linh Thu biến mất. Thoáng qua bây giờ, nàng lại xuất hiện ở tháp cao bên trong. Đột phá kết thúc Kỳ Tư Thanh trong mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía Hạ Linh Thu lại mang một tia dùng mình, ngươi làm sao tới. Lời này lại mang một tia lạnh như băng. Liền liền Hạ Linh Thu vậy khẽ nhíu mày. Hạ Linh Thu cười một tiếng, trường bào múa, Tư Thanh à. Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại bước vào bịt cửa tài nguyên, đều là ta cho ngươi. Tháp này dõi mắt thần quốc đều là bảo bối, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện là ta cho vinh hạnh của ngươi. Kỳ Tư Thanh hàn mâu nhìn lướt qua Hạ Linh Thu, à. Hạ Linh Thu nụ cười cứng ngắc. Đây là thái độ gì? Một giây kế tiếp, nàng cũng sẽ không nói nhảm, một đạo pháp quyết đánh vào Kỳ Tư Thanh ấn đường. Cái này không giống với trước khi khống chế. Cái này pháp quyết hàm chứa cực mạnh thần hồn ý, lấy Kỳ Tư Thanh thần hồn căn bản không cách nào chịu đựng. Đủ thời gian sau đó, yêu nghiệt như vậy tài liền trở thành nàng Hạ Linh Thu con rối. Nhưng mà, rất nhanh, Hạ Linh Thu diễn cảm lại không đúng. Một cổ cắn trả cực mạnh tấn công tới. Vậy đạo pháp quyết lại tại chỗ biến mất. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Kỳ Tư Thanh thần hồn xa xa mạnh với mình? Nàng mới tu luyện bao lâu? Người đi thôi, đừng quấy rầy ta tu luyện. Linh Vận và Diệp Thần một năm ước hẹn còn có mấy ngày. Hạ Linh Thu ngẩn ra, nhìn về phía Kỳ Tư Thanh trong mắt,
lại phát hiện ánh mắt kia tựa như ẩn chứa viễn cổ ý. Bất quá cảm giác kia rất nhanh liền biến mất. Hạ Linh Thu lắc đầu một cái, vẫn là nói chín tầng trời. Nói xong, nàng liền biến mất. Kỷ Tư Thanh lần nữa nhắm mắt lại, ấn đường xuất hiện một đạo cổ xưa hình vẽ. Thần bí, huyền diệu, đó là thuộc về Kỷ Tư Thanh cao nhất quang vinh. Rừng phong bên trong, Diệp Thần liền đi tới chỗ kia cột ánh sáng chỗ, chùm tia sáng bên trong, lại là một cánh cửa. Một miếng vô cùng phong cách cổ xưa, chạm trổ hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cổ xưa văn lộ cửa. Xem cửa này kiểu dáng, hiển nhiên không phải bây giờ linh võ đại lục sản xuất vật, từ trong đó tản ra khí tức viễn cổ phán đoán, hẳn đến từ viễn cổ. Nhìn cánh cửa này, Diệp Thần trong lòng vô cùng mừng rỡ. Thật may có Phong Thanh Dương chỉ điểm, hắn mới có thể tới cửa vùng lân cận, để cho hắn kịp thời phát hiện nó tồn tại. Hắn đã có thể cảm giác được trong cơ thể Trần Bia đang chấn động, luân hồi huyết mạch vậy đang sôi trào. Luân hồi huyền bia ngay tại cửa sau lưng. Chân hắn bước động một cái thì phải đi vậy cánh cửa đi tới, nhưng vào lúc này cách đó không xa nhưng truyền đến một hồi tiếng động lạ. Đó là độn quang phá không thanh âm. Diệp Thần dừng bước, quay đầu nhìn lại, nhưng là ánh mắt chớp mắt. Hắn nguyên vốn cho là, tới sẽ là Trần Mai Hương một nhóm người, nhưng là hắn sai rồi. Lần này tiến vào rừng phong, vẫn còn có những người khác. Hơn nữa, cái này mấy người thân phận, nhìn như một chút cũng không đơn giản. Rất nhanh, độn quang liền đáp xuống Diệp Thần trước người. Tới tổng cộng có 3 người. Chạm ở chính giữa, là một người mặc vô cùng là đắt tiền màu hoàng kim trường bào, 18-19, sắc mặt hơi vàng, khóe mắt rũ thấp, mũi ưng, môi mỏng, mặt mũi lạnh lùng, khóe miệng nhưng mang nho nhã nụ cười người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi này, mặc dù nhìn qua không tính là anh tuấn, thậm chí, còn có chút xấu xí, hơn nữa, hắn tu vi vậy không tính là nhiều cao, chỉ bất quá tinh khiếu. Nhưng là không biết vì sao, trên người nhưng tản ra một loại vô cùng là tự tin, vô cùng là ưu việt quý tộc hơi thở, để cho người một lai do địa muốn lấy lòng. Ở hắn sau lưng, đi theo hai phụ nữ, một cái là nha hoàn lối ăn mặc, xinh đẹp như hoa, bất quá là 15-16 tuổi tuổi tác, nhìn như thanh thuần làm người hài lòng, da kiều non được tựa như có thể vắt ra nước. Nàng tu võ thiên phú cũng là thật tốt, tuổi còn trẻ, liền đã có tinh khiếu đỉnh cấp tu vi, liền liền Diệp Thần nhìn cô gái này, cũng không nhịn được ánh mắt ở trên người nàng hơn dừng lại chốc lát. Mà một nữ nhân khác, chính là một người nhìn qua đặc biệt già nua bà lão, một đầu tóc bạch kim, đầy mặt nếp nhăn, ăn mặc vậy đặc biệt tùy tiện giản dị, cúi đầu khom lưng, nhìn qua dáng vẻ ngoan ngoãn, thật là giống như một người thông thường nông phụ vậy. Nhưng là, cái này mấy người bên trong, Diệp Thần coi trọng nhất, nhưng là tên này bà lão. Không là những thứ khác, liền vì tên này bà lão thực lực. Tên này tướng mạo xấu xí bà lão, bất ngờ là phong môn hậu kỳ tồn tại, hơn nữa, vẫn là một người chân chính phong môn tầng 8 thiên cảnh giới cường giả. Tên kia hoàng bào thanh niên, ánh mắt cũng không có rơi vào Diệp Thần trên mình, tựa như cầm hắn coi thành không khí vậy. Hắn cứ như vậy lòng chỉ chú tâm đánh giá trước mắt cái này phiến viễn cổ cửa, đột nhiên, hắn khóe miệng vểnh lên, hướng về phía bên cạnh bà lão cười nói. Đồng lão, nhìn như, chúng ta lần này là giải đến bảo, vốn cho là lần này phụ hoàng ban thưởng tới quả ngọc phù này, bất quá là một có cũng được không có cũng được vật thôi, nếu như không ngươi nhắc nhở, ta thậm chí cũng không muốn tới, bây giờ nhìn lại ngọc phù này thật đúng là không đơn giản. Lão kia ẩu đầy mặt nếp nhăn động một cái, cũng là cười nói. Không sai, căn cứ lão thân kinh nghiệm, nơi này là một nơi di tích viễn cổ, tiến vào trong đó, lấy được chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng, chỉ tiếc không có từ người nọ trong miệng, tra hỏi ra càng nhiều tin tức hơn. Nếu như sớm biết nơi này là một nơi di tích viễn cổ mà nói không được, muốn mời bệ hạ hơn phái mấy tên trong hoàng thất cường đại nhất mấy tên cung phụng đi cùng thất hoàng tử ngài cùng chung tới trước. Vậy thất hoàng tử khoát tay áo nói, đồng lão khiêm nhường, có người ở đây, bổn hoàng tử cảm thấy đã đủ, hơn nữa chuyện này, nếu như quá nhiều người biết cũng không tốt, ta vậy mấy người ca ca nếu như nhận được tin tức, khẳng định cũng tới cắm một cước, hiện tại loại chuyện này, ngược lại là hoàn mỹ. Vừa nói, hắn đưa mắt từ từ rời đến Diệp Thần trên mình, tựa như đến hiện tại, mới chú ý tới Diệp Thần tồn tại vậy.
mà Diệp Thần, cuối cùng chỉ là sắc mặt rửng rưng nhìn bọn họ. Căn cứ bọn họ đối thoại xem ra, người này, hẳn là một người hoàng thất thành viên, chính là không biết là nơi nào hoàng thất. Chẳng lẽ là Nam vực hoàng thất? Đây là, tên thanh niên kia bên cạnh nha hoàn, hướng về phía Diệp Thần lạnh lùng dày một tiếng nói, to gan. Thấy Nam vực thất hoàng tử, còn không hành lễ. Diệp Thần khóe miệng nâng lên một người mỉm cười. Căn bản không để ý. Hoàng thất thì như thế nào? Cho nên, Diệp Thần hai tay thuộc lòng, liền trầm mặc như vậy trước, một lát sau, mở miệng nói, ta không phải Nam vực người, cần gì phải đối với nước lạ hoàng thất thi lễ. Vậy thất hoàng tử nhìn Diệp Thần một lát, đột nhiên cười một tiếng, sau đó chợt xoay người giương tay một cái hung hãn quất bên người cái đó vô cùng thanh thuần đáng yêu, đẹp động lòng người thiếu nữ một cái tát. Đùng một tiếng giòn giã, cô gái kia lại là trực tiếp bị quất được đổ bay, đau kêu một tiếng, lật tới trên đất. Một tát này, lại là quất vô cùng là dùng sức. Diệp Thần nhìn một màn này, không khỏi được có chút sững sốt. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này thất hoàng tử, sẽ như thế đối đãi tên này nha hoàn. Mà tên kia nha hoàn, hiển nhiên cũng là một mặt mờ mịt, không biết làm sao, mặt sưng lão cao, cứ như vậy ngây ngốc nhìn thất hoàng tử. Hoàng tử lại vì một cái tinh khiếu tiểu tử phiến mình. Cùng lúc đó, rừng phong bên ngoài Bách Lý Chi Địa, một tòa núi cao bên trên. Hai cái ông già nhìn đầy trời biển mây. Một người trong đó, chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Chỉ bất quá Vĩnh Hằng Thánh Vương chán gian có một tia vẻ lo lắng. Mọi thứ vẻ lo lắng cuối cùng hóa là một miệng rượu mạnh, hội tụ tại thân thể bên trong. Mà Vĩnh Hằng Thánh Vương bên người, chính là một vị to áo vải bạn cũ. Người bạn cũ này và hắn đánh cuộc một người thanh niên quá nhiều lần. Mà trước đó không lâu, Thiên Hàn Sơn đánh một trận, bạn cũ vẫn thua. Vĩnh Hằng Thánh Vương lại uống một hớp rượu, hỏi, lão gia, tìm ta làm gì? Có phải hay không muốn chơi xấu, thua chính là thua, vật kia ta cũng không cho ngươi, ta hẹp hỏi ngươi không phải không biết. Thời khắc này Vĩnh Hằng Thánh Vương trên mặt khá là dè đặt. To áo vải ông già lắc đầu một cái, do dự hồi lâu, vẫn mở miệng nói, lão Vĩnh, thần quốc thiên đạo cung đã đang đuổi giết ngươi. Ngươi tránh không nổi nữa. Nếu không, ngươi đi chỗ đó tránh một hồi đi. Thần quốc biết ngươi thực lực, vì đối phó ngươi, phái ra người không thể nào là tên yếu. Lần này, ngươi có thể tính đến mình kết quả sao? Lão Vĩnh, nghe ta một câu nói, ngươi đi tránh một chút đi. Ta không hy vọng, sau này chỉ có thể đi ngươi trước mộ bia đánh cờ. Vĩnh Hằng Thánh Vương con ngươi chớp động, trong mắt bên trong lại không có vẻ sợ hãi. Ngược lại là không câu chấp. Hắn cầm bầu rượu lên chợt uống một hớp. Hắn cười, lão gia, ta chẳng ngờ tránh. Ta đã một cái lão xương, ta thời gian không nhiều lắm, ta chỉ bất quá muốn xem vậy đứa nhỏ lớn lên. Vậy đứa nhỏ trên mình thừa tái quá nhiều, ta muốn xem hắn bước lên thần quốc, ta muốn xem hắn đứng ở thiên đạo cung trước. Ta muốn thấy được hắn như vậy nhâm tiểu tử vậy, một kiếm chặt đứt thần quốc đối với người đời gông xiềng. Sự kiện kia, vẫn là ta khói mù trong lòng. Lão già kia, người có biết, ta chỉ có như thế một lần cơ hội. Thật chỉ có lần này cơ hội, ta sợ thua à? Vĩnh Hằng Thánh Vương thanh âm lại có chút run rẩy. To áo vải ông già thở dài một tiếng, Vĩnh lão ý nghĩ trong lòng, hắn hiểu. Nhưng là thành tựu bằng hữu, hắn chỉ hy vọng Vĩnh lão còn sống. Dù là không vinh dự. Đột nhiên, Vĩnh Hằng Thánh Vương bước ra một bước, lại rời đi vách đá, trôi lơ lửng ở trên không bên trong. Hắn trù trừ mãn trí, hắn nhìn như nghèo khổ vất vả. Hắn cầm lên bầu rượu, ủng ục uống rượu. Hắn thân thể lảo đảo lắc lư. Hắn lên tiếng. Lão gia, ta đã từng ở một cái kêu là Hoa Hạ địa phương nghe được một bài thơ. Hôm nay, ta liền đem hắn đưa cho ngươi. Vọng cửa đầu chỉ tư mở ra tần tiện, nhẫn chết chốc lát đợi đỗ cây. Ta từ hoành đao hướng trời cười, đi ở gan mật hai côn luân. Bót. Vĩnh Hằng Thánh Vương cầm trong tay bầu rượu ném hướng bầu trời mênh mông. Thần quốc coi là hắn mụ cái rắm, lão phu chết, Diệp tiểu tử định sẽ là ta đạp bể lăng tiêu. Ta tin hắn. Tức giận rơi. Thương khung tàn vân phun trào, vậy diệt thế hơi thở nói ra bất công. Đây là một cái cụ già,
dùng hết toàn lực đối kháng quy tắc tức giận. Hắn ở thời gian bên trong chờ đợi một đứa bé trưởng thành. Chờ đợi đứa nhỏ xây lại thế gian quy tắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 109.